Tiễn Vô Địch không nhìn thẳng hắn, lạnh lùng hướng tới Lý Vân Tiêu nói. Bớt nói nhảm, Nặc Á Chi Chu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Tâm ăn chén canh bịt miệng, lần thứ hai bị đối phương không nhìn tới, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, giận dữ và biệt khuất, cả giận nói. Tiễn Vô Địch, đừng tưởng rằng lên cấp vũ tôn có thể tự cao tự đại, chính là nhất tinh vũ tôn, đừng nói là ta, coi như là đại ca bất thành khí kia của ta, cũng có thể dễ dàng diệt sát ngươi. Tiễn Vô Địch miệt thị nhìn hắn một cái, cười khẩy nói. Tự xưng là mưu lược đệ nhất, theo chúng ta thấy bất quá là một tên hề nhảy nhót, bàng môn tà đạo. Chỉ có không ngừng đề thăng thực lực của chính mình, trùng kích võ đạo đỉnh phong mới là chính đổ vĩnh viễn không đổi. Ở điểm này, ngươi so với Đường Kiếp còn muốn kém xa lắc. Ngươi, trên mặt Đường Tâm hiện ra sắc mặt giận dữ, mạnh mẽ ngăn chặn tâm tình tức giận của mình, lạnh lùng nói. Được, được, Tiễn Vô Địch, hôm nay nói như vậy Đường Tâm ta nhớ kỹ. Tương lai ta ngươi liền sẽ thấy kết quả cuối. Hừm, Tiễn Vô Địch vẻ mặt coi thường, không để ý đến hắn nữa, chuyển hướng Lý Vân Tiêu nói. Nói đi, đem những gì ngươi biết kể lại tường tận, một năm một mười toàn bộ nói ra. Lý Vân Tiêu nhìn hai người tranh chấp, mỉm cười, lúc này mới nói. Xem ra hai người các ngươi đều rất muốn biết đi. Tiễn Vô Địch và Đường Tâm đều là trao mày, chẳng biết hắn có ý gì, đều là gật đầu. Lý Vân Tiêu vỗ tay một cái, cười nói. Tốt, nếu các ngươi đều muốn cầu cạnh ta, chuyện kia là dễ làm rồi. Tiễn Vô Địch ngạc nhiên một chút, trên mặt hiện ra một tầng thanh sắc, lạnh lùng cười khẩy nói. Ta chỉ biết tiểu tử ngươi không dễ nói chuyện như vậy, cái gì gọi là muốn cầu cạnh ngươi. Hôm nay nếu không phải nói rõ ràng, ngươi cho là ngươi có thể còn sống rời khỏi nơi đây sao? Theo lời nói của hắn trở nên lạnh lùng. Bầu không khí trên thính hương thủy tạ lần thứ hai khẩn trương, rất có vị đạo một lời không hợp sẽ động thủ. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt uống hớp trà, cười nói. Vô Địch huynh, vừa rồi Đường Tâm công tử cũng táo bạo giống như ngươi vậy, vẫn là ngồi xuống uống một ngụm trà để giải nhiệt. Về phần ta có thể rời khỏi nơi đây hay không, điểm ấy các ngươi sẽ không cần quan tâm. Mà là quan tâm Đường Kiếp hiện tại rốt cuộc là bị vây ở trình độ gì, hai vị đều là kẻ dã tâm cực lớn. Nhưng nghìn vạn lần chớ có bất chi bất giác đã bị đào thải ra khỏi kỳ cục. Tiễn Vô Địch lạnh lùng nói. Theo ngươi nói ba hoa trích chòe, đừng mơ tưởng từ trong tay của ta đòi được thêm một phần chỗ tốt. Ta chỉ hỏi ngươi, Đường Kiếp sốt cuộc có đạt được Nặc Á Chi Chu hay không? Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ không hài lòng, trong tay nước trà lập tức lạnh xuống, lạnh lùng nói. Vô Địch huynh, xem ra chúng ta cũng không cách nào vui vẻ tiếp tục chơi đùa rồi. Việc này không nói nữa, cáo từ. Hừ, người chiêu này cũng có thể đùa giỡn Đường Tâm một chút, ở trước mặt ta loại quỷ kế gì cũng đều là ngu ngốc. Tiễn Vô Địch trên người lĩnh vực lực mở ra, trong tay kim quang lóe lên, kết ấn ra liền hướng tới trên người Lý Vân Tiêu đánh đến, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, ta cũng thật tò mò ngươi bây giờ đã đến trình độ nào rồi, có tư cách cùng ta đánh một trận hay không? Tiễn Vô Địch bất chợt xuất thủ, thế cục một chút khẩn trương. Nhưng sau lưng vị tam thúc kia vẫn là cầm đồng kim tệ uốn lượn thưởng thức, thỉnh thoảng hướng phía Ẩn Long trừng mắt, còn đang trách hắn hủy hoại kim tệ của mình. Mạc Tiểu Xuyên lại là lạnh lùng lâm không mà đứng, thậm chí lui về phía sau ra, cho bọn hắn không gian động thủ. Chỉ cần vũ đế cường giả không ra tay, hắn cũng sẽ không cần xuất thủ. Đường Tâm càng vui vẻ xem náo nhiệt, lui sang một bên tỉ mỉ quan sát, hy vọng có thể thăm dò được thực lực chân thật của hai người. Lý Vân Tiêu thần sắc bất biến, vẫn là vẻ phong khinh vân đạm, đối với ấn quyết của Tiễn Vô Địch lơ đỉnh, chỉ là chờ mình đánh ra một trường, liền tụ tập phong vân, ngăn trở ấn quyết chi lực. Đường Tâm con người đột nhiên co rút, Lý Vân Tiêu biểu hiện ra tu vi nhất tinh vũ hoàng, dĩ nhiên vượt qua một đại cảnh giới áp chế đối phương, khiến trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Không chỉ có là hắn, ngay cả Tam Thúc và Ẩn Long nguyên bản ai cũng không để ý, cũng bị hấp dẫn ánh mắt nhìn sang. Tiễn Vô Địch tự nhiên biết Lý Vân Tiêu lợi hại, không chút nào cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chỉ là nặng nề hư một tiếng, trong tay quyết ấn biến đổi, kim quang kia ở dưới sự khống chế của hắn ngưng tụ thành một đạo ánh đao, đột nhiên chém tan trưởng lực phong vân của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vẫn bình thản ung dung như cũ, trong tay làm ra mấy cái tư thế cổ quái, nhẹ nhàng hai ngón tay sờ, đem đao mang kia trực tiếp bóp chặt. Lần này Tam Thúc và Ẩn Long đồng thời sắc mặt đại biến. Lý Vân Tiêu vừa rồi sử xuất hai ngón tay,
thiên địa quy tắc chi lực mờ mờ ảo ảo lưu động, tuy rằng yếu ớt lại tránh không thoát khỏi đôi mắt của bọn họ, trong lòng kinh hãi dị thường. Tiễn Vô Địch đồng dạng kinh hãi không thôi, vốn tưởng rằng tấn cấp vũ tôn, thế nào cũng có thể ổn định áp quá Lý Vân Tiêu một bậc, hiện tại lại phát hiện lĩnh vực chi lực đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, trái lại vừa rồi cổ lực lượng ẩn chứa trong hai ngón tay của Lý Vân Tiêu làm cho hắn cảm thấy có loại tim đập nhanh. Lui! Tiễn Vô Địch khẽ quát một tiếng, đạo đao mang kia trong nháy mắt ở ngón tay của Lý Vân Tiêu đúng lúc hóa thành vô hình, tiêu tan thành mây khói. Nghĩ không ra Tu Di Sơn từ biệt, thực lực của ngươi vẫn như cũ làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tự nhiên vô pháp trong nháy mắt áp chế đối phương, chàng tỷ đấu này sẽ không cần thiết lại tiến hành nữa. Tiễn Vô Địch trong lòng cũng rõ ràng, trừ phi mình đem con bài chưa lật dùng hết, bằng không rất khó chế trụ đối phương, thậm chí toàn lực thi triển có thể áp chế đối phương hay không, trong lòng mình cũng không nắm chắc, càng trọng yếu hơn là hắn không muốn lập tức bại lộ thực lực của chính mình. Lý Vân Tiêu cười nói, vậy có thể hảo hảo nói chuyện rồi chứ? Tiễn Vô Địch nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, ngươi đã chứng minh ngươi có tư cách này rồi, nói đi, ngươi muốn như thế nào lừa gạt chúng ta? Chỉ cần không phải quá mức thái quá, sẽ như người muốn mà đáp ứng, thế nào? Lời nói này tiêu sái đến cực điểm, nhưng lại làm cho người nghe được thập phần cổ quái, khiến người ta trực tiếp nhíu mày. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Vô Địch huynh nói quá không hợp với lương tâm rồi, cây thất túc đạo quả kia mang đến chỗ tốt cho Vô Địch huynh vượt qua xa giá trị ngươi trả ra, lần này cũng không ngoại lệ, ta biết nội tình, mang đến chỗ tốt cho các ngươi cũng đồng dạng xa xa vượt lên trước các ngươi trả giá. Đường Tâm thấy tranh đấu dừng lại, nội tâm không khỏi có chút thất vọng, thầm than một tiếng đáng tiếc, nói. Trực tiếp nói rõ đi, Vân Thiếu lẽ nào lại thích nhiều lời vô ích này chứ? Lý Vân Tiêu ha hả cười nói. Được rồi, kỳ thực điều kiện rất đơn giản. Hai vị nếu đã biết thân phận của ta, vậy dĩ nhiên cũng nên biết được lập trường của ta, Thiên Nguyên Thương Hội ta chắc chắn bảo hộ rồi. Nhưng bởi vì Đường Tâm công tử ngươi công bố thân phận của ta, dẫn đến hiện tại Thiên Nguyên Thương Hội bị vây ở nơi đầu sóng ngọn gió, chuyện này hai vị phải giúp ta giải quyết rồi. Đường Tâm cau mày nói. Là chính ngươi làm sằng làm bậy mới đưa đến nguy cơ hôm nay của Thiên Nguyên Thương Hội, cùng ta có quan hệ gì, đừng vội mượn chuyện nói bậy đem trách nhiệm đổ lên trên người ta. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đập mặt bàn, đạm nhiên cười nói. Sốt cuộc là làm sao dẫn đến nguy cơ bây giờ đã không trọng yếu, quan trọng là làm thế nào giải quyết. Chuyện này chính là các ngươi cần làm, đổi lấy tình báo của Đường Kiếp. Không có khả năng. Tiễn Vô Địch lạnh lùng phun ra bốn chữ, châm chọc nói. Thiên Nguyên Thương Hội lúc này gặp phải là thiên nhất các trả thù, hơn nữa phía sau còn có Vạn Bảo Lâu ngầm đồng ý cho phép, cơ hồ là thái độ và lập trường của toàn bộ thương minh. Như là chúng ta ra mặt, vậy triệt để đem toàn bộ thương minh phân chia thành hai phái phân biệt rõ ràng, làm sâu sắc mâu thuẫn xung đột nội bộ thương minh. Hậu quả là khó có thể dự tính được. Đường Tâm cũng là gật đầu nói. Đúng vậy, việc này liên hệ quá lớn, nên bàn cho thật tốt. Ai? Lý Vân Tiêu lắc đầu giận dữ nói. Chẳng lẽ là trời muốn Thiên Nguyên Thương Hội vong, kỳ thật đáng thương thiên nhất các cũng chỉ biến thành vũ khí cho người ta mà thôi, nếu như bọn họ biết La Khúc Thương Hội sớm thoát ly bọn họ khống chế, mà là nghe lệnh Đường Tâm công tử ngươi, không biết bọn họ có cao hứng đi đối phó Thiên Nguyên Thương Hội hay không? Khục khục khục. Đường Tâm ho khan vài cái, lộ ra ý trách cứ, nói. Vân Thiếu nói lời này là không có lửa sao có khói. Cũng không biết nghe tin tức nhỏ từ đâu, nói chuyện cũng không thể không trách nhiệm như vậy. Tin tức nho nhỏ. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tươi cười, nói. Đám người La Khúc Thương Hội đang nằm trong tay của ta đấy, bọn chúng đều đồng thanh nói thế. Ngươi. Trong lòng Đường Tâm giận tím mặt. Nếu nói La Khúc Thương Hội bị hắn khống chế, sau khi Ngô Kim Tôn chết, cọc ngầm cũng thu lại, căn bản không có bất luận chứng cứ gì xuất hiện. Nhưng nếu như Lý Vân Tiêu cưỡng ép La Khúc Thương Hội chăm miệng một lời nói thế, cho dù thiên nhất các không muốn tin cũng không được, đến lúc đó sợ phiền toái càng lớn. Hắn tức giận nói, loại tin tức không chịu trách nhiệm này, cũng không biết từ tên quỷ thiếu đạo đức nào truyền ra. Để tứ cực môn chính diện đối kháng thiên nhất các là không thể nào. Nhưng mà Vân Thiếu hôm nay tới đây, ta khâm phục thật sâu, Đường Tâm cố ý muốn kết giao với Vân Thiếu một phen. Như vậy đi, ta sẽ bí mật cho ngươi mượn một ít lực lượng, giúp đỡ các ngươi chống lại thiên nhất các, đây là cực hạn ta có thể làm. Tiền Vô Địch cười lạnh nói.
Đường Tâm huynh quả nhiên đủ hào sảng, chẳng lẽ tiền vô địch ta không đáng kết giao với Đường Tâm huynh sao? Không bằng cùng trợ giúp một ít lực lượng đi. Nội tâm Đường Tâm tức giận cực lớn, cảm giác mình bị Lý Vân Tiêu ăn chết, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, giờ phút này còn bị tiền vô địch mở miệng mỉa mai, càng lạnh giọng nói. Nếu như vô địch huynh không nói, ta không ngại mang theo tinh nhuệ tứ cực môn đi Kim Tiền Bang ngồi một chút. Lý Vân Tiêu nói, hai vị các ngươi vì sao giúp Thiên Nguyên Thương Hội vượt qua kiếp nạn này, nếu không về chuyện Nạc Á Chi Chu và chuyện Thiên Địa Kỳ Cuộc, Tiêu tộc đại năng thì mấy vị không có cơ hội. Cái gì, còn đang mang tới vương tọa, Thiên Địa Kỳ Cuộc, Yêu tộc đại năng. Đường Tâm cực kỳ khó nhìn lên, cảm giác khó áp chế sinh ra trong lòng, dường như nghĩ đến mấy thứ gì đó, lại khó có thể bình tĩnh, cắn răng nói. Chuyện Thiên Nguyên Thương Hội, tứ cực môn sẽ hết sức chu toàn, Đường Kiếp vỗ ngực, người nói một chữ không lọt cho ta. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đường Tâm công tử yên tâm, ta đã tìm ngươi, tự nhiên có ý định kéo ra toàn bộ. Không biết vô địch huynh thế nào? Tiền vô địch lạnh lùng nói. Thiên Địa Kỳ Cuộc và chuyện yêu tộc sự ta không có hứng thú, ta chỉ cần biết rằng Nặc Á Chi Chu bây giờ đang ở cái đâu. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, đứng dậy, ôm quyền nói. Hai vị, nếu có hứng thú nghe tại hạ kể chuyện xưa, tại chú điểm Thiên Nguyên Thương Hội chờ tin lành, các ngươi đều đạt được tin tức từ chỗ của ta, hiện từ biệt. Trò chuyện với Tuấn Ngạn Thương Minh làm người ta khó khăn a, cảm thán thiên võ giới nhân tài rất nhiều, mình bị loại bỏ, ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười cười, liền mang theo Mạc Tiểu Xuyên hóa thành quang mang bay đi. Thứ ảnh ẩn long khẽ nhúc nhích, muốn đuổi theo, bị Đường Tâm cản lại, mặt âm trầm nói. Để hắn đi, mặc dù đuổi theo cũng không làm được gì, chờ tin tức. Ẩn long trầm giọng nói. Công tử, người này tâm kế quá sâu, ta bình sinh ít thấy. Hơn nữa vừa rồi động thủ, dường như thực lực cũng vượt qua xa mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Ta sợ người này sẽ là đối thủ lớn của ngươi sau này. Đường Tâm nhìn qua Tiền Vô Địch, nói. Vô Địch công tử, việc này nên như thế nào? Tiền Vô Địch lạnh lùng nói. Còn có thể như thế nào, nghĩ muốn có tình báo của hắn, nhất định phải dựa theo hắn nói làm. Lý Vân Tiêu chính là Lý Vân Tiêu, chẳng thay đổi gì so với lúc ở Tu Di Sơn, thậm chí còn liều lĩnh hơn. Nhưng chuyện này ta không liên quan, ta sở cầu chính là thực lực cường đại. Trên đời này, có ít người dùng bằng hữu rất tốt, dùng không tốt là địch nhân. Đường Tâm, người gần đây tự xưng là thông minh, chắc có lẽ không rõ đạo lý kia sao. Tam thúc, đi, trở về có việc làm. Tiền Vô Địch nói một tiếng, liền mang theo ba thân ảnh vặn vẹo biến mất, trực tiếp tiêu tán trong không khí. Đường Tâm lạnh lùng nhìn qua hai người rời đi, trong con người thoáng ngưng trọng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Công tử! Chẳng lẽ thật muốn mặc cho Lý Vân Tiêu bài bố? Ẩn Long khó mà tiếp nhận, không cam lòng nói. Ta đề nghị trực tiếp dùng thủ đoạn lôi đình bắt hắn, ta cũng không tin ép không ra tin tức ta cần. Đường Tâm mặt âm trầm, chậm rãi nói ra. Hung hiểm quá lớn, chuyện Đường Kiếp với ta mà nói vô cùng trọng yếu. Nguyên cho rằng có thể khống chế, hắn chỉ đi yêu nguyên một chuyến mà thôi, sau khi trở về vậy mà làm ta không nhìn ra. Hơn nữa bên người nhiều ra một ít người thần bí tương trợ, đoán chừng chính là yêu tộc mà Lý Vân Tiêu nói. Nếu ta không có đoán sai, hắn trả giá chính là rất nhiều tài nguyên. Ta lần trước cho Nguyên lão trưởng quản tài nguyên tra xét, phát hiện tài nguyên chảy vào Đường Kiếp còn hơn trước kia gấp mấy trăm lần. Ẩn Long hoảng hốt nói. Số lượng kinh người như thế, trong môn làm sao tùy ý sử dụng, chẳng kẽ. Đường Tâm lạnh lùng nói. Ân. Chuyện này mới làm ta lo lắng, ta chỉ sợ hắn đã được phụ thân đại nhân tán thành, cho nên mới tùy ý điều phối tài nguyên. Nhưng nếu nghĩ đến phụ thân đại nhân cho phép, Đường Kiếp hắn rốt cuộc nắm giữ át chủ bài gì, chẳng lẽ thật sự là Nặc Á Chi Chu? Loại suy đoán này khả năng không lớn, nhưng không thể không phòng a, nếu như thật sự bị hắn nhận chủ Nặc Á Chi Chu, vậy phiền toái lớn. Đường Tâm âm trầm nói. Ân, lại nói tiếp chuyện này cho dù Đường Tâm ta không làm gì. Ngô Kim Tôn chính là người của chúng ta, Thiên Nhất Các chỉ là lũ ngốc mà thôi. Hiện tại toàn lực chú ý tới động tĩnh của Thiên Nhất Các, nếu có cầu viện gì đó, lập tức phái người đi trợ giúp Thiên Nguyên Thương Hội, những tin tình báo kia ta cho dù thế nào cũng đạt được. Hai người rất nhanh biến mất trên hư không, chỉ còn lại mùi thả thơm quanh quẩn. Trong lúc này trên cành cây có một bóng người hiện ra,
mặt hắn không biểu tình, quanh thân có các phù văn chớp động, thân thể từ từ ngưng thực, cuối cùng đi xuống, ánh mắt nhìn lên ghế mà Lý Vân Tiêu ngồi qua. Lý Vân Tiêu, hắn rốt cuộc có quan hệ gì với Cổ Phi Dương, cũng hoặc nói hắn chính là Cổ Phi Dương. Gương mặt nam tử từ từ hiển lộ ra, đúng là Vạn Bảo Lâu tam trưởng lão Vũ Văn Bác, ánh mắt của hắn dị thường, nhìn vào trong tính các và lẩm bẩm. Dùng trình độ quen thuộc của ta với hắn, thật có chút giống tác phong làm việc của hắn, hơn nữa người nọ xác thực là Mạc Tiểu Xuyên. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu chính là Cổ Phi Dương? Sắc mặt Vũ Văn Bác ngưng trọng, còn mang theo tâm tình cực kỳ khiếp sợ, thì thào lẩm bẩm. Nếu thật là Cổ Phi Dương, vậy ước định Vạn Bảo Lâu năm đó còn hữu hiệu hay không? Việc này liên lụy quá lớn, chắc chắn phải xác nhận mới được. Lần này đi Nam vực đạt được một ít tình báo hữu dụng, ta tạm thời không nên cùng người này gặp mặt, về phần cái kia Nặc Á Chi Chu. Vũ Văn Bác suy tư một lát, lẩm bẩm. Cổ Phi Dương chưa chết, Nặc Á Chi Chu, yêu tộc đại năng, thiên địa kỳ cuộc, không có cái nào không phải đại sự kinh thiên. Giờ phút này thế cục biến ảo, cảm giác càng ngày càng phức tạp, tạm thời vẫn không nên tìm thôi bác, Tuyên Ngọc Đường, chờ ta xác định mọi chuyện nói sau. Thiệt thòi ta là tam trưởng lão Vạn Bảo Lâu còn đi nghe lớn đám hậu bối tụ hội, nếu truyền đi thật không có mặt mũi lăn lộn đại lục, may mà là đạt được nhiều tình báo hữu dụng như thế, không uổng công ta làm chuyện hạ thấp danh dự như vậy. Sau khi hắn nói xong, thân ảnh khẽ động, dần dần biến mất trong hư không. Lý Vân Tiêu cùng Mạc Tiểu Xuyên hóa thành một đạo quang mang, không kiêng nể gì bay qua thành Tống Nguyệt Dương. Cao thủ trong nội thành rất nhiều và càng phức tạp, cho nên cực ít có người liều lĩnh phi hành. Mạc Tiểu Xuyên khẽ nói. Những thám tử này thật phiền, không bằng ta đi tiêu diệt mấy tên, suốt ngày dùng thần thức quét tới quét lui trên người chúng ta. Ha ha, người ta cũng làm công tác, thông cảm thông cảm. Lý Vân Tiêu tâm tình dường như vô cùng tốt, rất nhanh tiến vào trụ sở Thiên Nguyên Thương Hội. Cả thương hội có rất nhiều trận pháp che đậy thần thức hoạt động, dùng ngăn chặn những người khác dò xét, sau khi đi vào cơ bản là an toàn. Mạc Tiểu Xuyên nói. Vân Thiếu, xem ngươi mỉm cười như thế, lại nắm chắc rằng tứ cực môn cùng Kim Tiền Bang sẽ đến tương trợ. Kỳ thật nếu ngươi hiển lộ thân phận với Vạn Bảo Lâu, dùng quan hệ với bọn họ năm đó, chắc chắn sẽ được trợ giúp. Lý Vân Tiêu cười nói. Kim Tiền Bang tiền vô địch một lòng với võ đạo, truy cầu lực lượng cường địa hơn, không có thứ khác, xác thực không dễ lợi dụng. Nhưng hắn có chấp niệm võ đạo, mà Nặc Á Chi Chu chính là vật dẫn tốt nhất. Về phần Đường Tâm Nha, hắn lo lắng quá nhiều, tạp niệm quá nhiều, có lẽ ngày sau sẽ trở thành hùng chủ, nhưng cả đời này khó bước vào võ đạo đỉnh phong, trở thành tuyệt thế võ đế. Tuy người này tâm kế nhiều, nhưng sở cầu cũng không ít, so sánh với tiền vô địch thì càng dễ lợi dụng nhiều hơn. Mạc Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Những người làm ăn này, làm việc chính là dáng vẻ này, còn người môn phái, muốn đánh thì đánh, giết thì giết, đơn giản hơn nhiều. Lý Vân Tiêu cười nói. Đây là cái gọi là sanh ở giang hồ, thân bất do kỷ. Cho nên thường thường cao thủ tuyệt thế không phải bá chủ một phương, đứng đầu tông môn, mà là những người ẩn nấp trong thiên võ giới, một lòng tiềm tu. Cái gọi là thập đại võ đế, tất cả chỉ là danh lợi mà thôi. Cầu được hư danh. Còn có quá nhiều cao thủ đang ẩn nấp mà thế nhân không biết. Mạc Tiểu Xuyên cười nói. Khiêm tốn không phải tính cách của Vân Thiếu ngươi, hư danh không cần thì chi tam ta rất muốn lên phong vân bảng đấy. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh không biết từ chỗ nào truyền đến, nói. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn lên phong vân bảng, mơ tưởng hão huyền, tiếp một chiêu của ta. Quyền kình cường đại phá không bay tới, không gian bốn phía bị áp xúc cực mạnh. Hội tụ vào một quyền này, quy tắc chi lực chảy xuôi ra, giống như thiên địa chỉ có quyền ảnh này mà không có cái gì khác. Đột nhiên đồng tử Mạc Tiểu Xuyên co lại, tinh mang cũng khuếch tán ra, chỉ thấy quyền phong hiển hách hiện ra, một quyền kia không chỉ có quy tắc chi lực, cửu thiên đế khí, còn có vô chung vô thủy, vô cùng vô tận, ẩn chứa ý cảnh cực cao. A, à, có thể thi triển ra một quyền như thế. Quyền phong càng ngày càng mãnh liệt, lập tức chấn sập cả không gian. Mạc Tiểu Xuyên lại không chút phật lòng, ngược lại khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, nói khẽ. Quyền pháp đơn sơ như thế, chỉ biết đánh tới mà thôi, cho tới bây ngươi vẫn kế cuối trong các sư huynh đệ, không ngờ bước vào võ đế sao. Mạc Tiểu Xuyên giơ tay phải lên, lập tức một đám kiếm khí hình cầu bao phủ quanh người của hắn, kiếm quang lập lòe, tự mở không gian. Lúc nào chứng nhận võ đế cho phép biến thành người ta ban phát rồi.
Hừ, xính miệng lưỡi lại có gì dùng, mặc kệ, dưới quyền uy của ta thì nên đền tội đi. Giọng nói lạnh như băng và khinh miệt truyền tới. Cuồng vọng, Mạc Tiểu Xuyên lộ ra cười lạnh đến. Thật lâu không có bị đánh, xem ra ngươi ngứa ra rồi. Hôm nay không giáo huấn ngươi một chút thì không được. Quyền ý cùng kiếm quang bao phủ trụ sở Thiên Nguyên Thương Hội, võ ý nhộn nhạo sinh ra, làm cho tất cả người trong Thiên Nguyên Thương Hội hoảng sợ nhìn qua tiểu viện kia, một đám câm như hến, dưới uy áp này bọn họ không thể làm gì. Xảy ra chuyện gì, Thiên Nhất Các cho người giết tới rồi sao? Ba tên võ đế của La Khúc Thương Hội lao ra, muốn xem xét rốt cuộc là chuyện gì. Trong tiểu viện vốn quyền mang ngập trời, giờ phút này đã bị kiếm phá tan nát. Quyền ý không ngừng bị kiếm quang ép lui về, dần dần lâm vào hạ phong. Mạc Tiểu Xuyên cười lớn giơ tay phải lên cao cao, một kiếm muốn chém xuống. Dưới lực lượng cường đại chấn động, kim quang toàn thân Lý Vân Tiêu lập lòe, hiện ra trạng thái bất diệt kim thân sơ cấp, vẫn cảm thấy uy hiếp khó giải trừ, bị chấn động lui ra phía sau. Hắn nhìn thấy Mạc Tiểu Xuyên đắc ý giơ tay lên, lập tức sắc mặt lăng lệ, quát. Dừng tay! Tuy giọng nói vô lực, nhưng lại rất hữu dụng. Mạc Tiểu Xuyên hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới đặt tay xuống, thu hồi kiếm quang quanh cánh tay, không còn dị tượng gì cả. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Nếu ngươi chém một kiếm này xuống, thiếu hoàng chết sống ta mặc kệ, nhưng mà trụ sở Thiên Nguyên Thương Hội sẽ bị hủy, tất cả kế hoạch sẽ báo hỏng. Ô ô, sư phó quả nhiên là ngài lão nhân gia. Một đạo thân ảnh khôi ngô không biết hiện ra lúc nào, phù phù quỳ trước mặt Lý Vân Tiêu. Không ngừng dập đầu đông đông đông, nói. Sư phó ngài quả thật không chết, quá tốt, ô ô. Lý Vân Tiêu nhìn thấy đệ tử đã lâu không gặp, tâm tình cũng thật tốt, nói. Đứng lên đi, người dù sao cũng là cửu thiên võ đế, một đoàn trưởng, đại nhân vật thủ hạ tiểu đệ mấy vạn nha. Mạc Tiểu Xuyên khẽ nói. Chuyện sư phó sớm nói với ta, tấn cấp võ đế còn phải do sư phó đích thân chỉ điểm, quả thực đần không có sai. Còn nữa a, sư phó, đám lâu la của ta chỉ là thổ phỉ cường đạo, cái này cũng gọi là đại nhân vật. Ta chẳng phải nhân vật tuyệt đỉnh, chấn áp cùng thế hệ a. Hắc Liên thiếu hoàng bị Lý Vân Tiêu vịn đứng lên, hắn nhìn gương mặt non nớt của Lý Vân Tiêu, dùng một tay đưa qua niết một cái, vui đến phát khóc nói. Ô ô, sư phó, người biến thành bộ dạng này, thiếu hoàng khó quen thuộc a. Lý Vân Tiêu một trưởng đẩy tay hắn ra, cười mắng. Hiện tại các ngươi cũng gọi ta là Vân Thiếu, thân phận ta không tiện công khai. Ừ, Vân Thiếu. Hắc Liên Thiếu Hoàng gật đầu, nói. Còn có Tiểu Xuyên, rất lâu không có gặp ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi, hại ta cao hứng một thời gian ngắn. Bị coi thường. Mạc Tiểu Xuyên cười, đi lên đá một cước này chẳng lưu tình Hắc Liên Thiếu Hoàng né tránh nhưng vẫn bị đá bay hơn 100 mét. Lý Vân Tiêu nhìn sư huynh đệ hai người. Nội tâm càng cao hứng. Võ đạo là con đường không lối về, tùy thời sẽ vẫn lạc, dọc theo con đường này không ngừng tiến lên, sau khi đi tới đỉnh phong nhìn thấy thân nhân của mình vẫn khỏe mạnh, đây chính là chuyện vui nhất. Ân, Lý Vân Tiêu đột nhiên sinh ra cảm giác, xoay người nhìn lại, chỉ thấy trước cửa tiểu viện, dưới gốc cây lê có chấn động, một chút hoa lê trắng nõn rơi xuống đất, phía trước có một nữ tử tuyệt thế đang đứng, áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Vân. Vân Thiếu. Lạc Vân Thường bị Lý Vân Tiêu nhìn qua thì tâm tư bối rối, vội vàng cả lăm chào hỏi. Ngươi cũng tới. Lý Vân Tiêu chỉ than một tiếng, nói. Vừa gặp đã sinh ra động tĩnh không nhỏ, sợ đã kinh động không ít người, chúng ta vào nhà bàn lại, chuyện nơi này nên do Linh Nhi xử lý. Mạc Tiểu Xuyên đột nhiên khẽ động, ánh mắt nhìn qua không trung, lạnh lùng nói. Người nào, đi ra cho ta. Không trung lắc lư rất nhanh. Ba tên võ đế của La Khúc Thương Hội hiện thân, sắc mặt ba người khó coi một người trong đó ngượng ngùng nói. Chúng ta cảm nhận được động tĩnh cường đại, cho rằng xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu nói. Vô sự, chỉ là hai tên thủ hạ nhàm chán luận bàn mà thôi, đã bị ta ngăn lại, các ngươi đi đi. Đúng, đúng. Ánh mắt kinh hãi của ba người nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiếu Hoàng, nội tâm bồn chồn, không phải rõ vì sao tăng thêm một tên võ đế. Tiểu tử này là thổ dân Nam vực có cửu thiên võ đế sao? Bọn họ đang suy nghĩ, nhưng cũng không dám dừng lại thêm, nhanh chóng biến mất, tránh lộ ra chuyện bí mật phản loạn, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ba người đều thập phần ăn ý.
Chuyện của Hắc Liên Thiếu Hoàng cùng Mạc Tiểu Xuyên nhanh chóng bị Đinh Linh Nhi thu thập, nói cho mọi người rằng cao thủ Kim Phong Ngân mang đến, làm cho người ta đang tâm thần bất định, nhân tâm tan rã đã ngưng tụ lạ. Năm người tìm một gian phòng nghị sự ngồi xuống, dùng Lý Vân Tiêu làm trung tâm, tiến vào mật thất lớn. Hắc Liên Thiếu Hoàng cùng Lạc Vân Thường vô cùng khẩn trương, tâm tình vui sướng hiện ra trên mặt. Lý Vân Tiêu trách móc nặng nề nói. Không phải bảo ngươi an tâm ẩn nấp sao? Vì sao lại xuất hiện? Là như thế này, sư, Vân Thiếu. Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng cảm thấy không tự nhiên với cách gọi này, sau khi quen thuộc thì nói. Vốn Ninh Tiểu Thư an bài chúng ta cải trang tiến tới làm vệ binh phủ thành chủ thành Tống Nguyệt Dương, cả ngày tuần tra gần tứ cực môn, gần đây phát hiện một ít chuyện thú vị, vốn định dò xét cho rõ ràng, ai biết thân phận Vân Thiếu bị truyền đi, Lạc Tiểu Thư nhanh chóng chạy đi tìm ngươi a. Trên mặt Lạc Vân Thường đỏ bừng, xấu hổ phát tím, tức giận nói. Hắc Liên Thiếu Hoàng, ngươi thực thiếu đạo đức. Nàng vội vàng giải thích. Tuyệt đối không có chuyện như vậy, ta không nghĩ tới. Mấy người khác sắc mặt không tin, Lý Vân Tiêu xấu hổ ho khan hai tiếng, nói. Khục khục, vệ binh thành chủ, thành Tống Nguyệt Dương cũng có phủ thành chủ. Đinh Linh Nhi cười nói. Có, ngày bình thường chỉ giữ trật tự trong nội thành mà thôi, cũng là công việc béo bở. Do Thương Minh bổ nhiệm, nhưng quan hệ với Thương Minh rất ít, dù sao không lên được mặt bàn. Lần này tổ chức lưỡng hội, tự biết thực lực có hạn, trên cơ bản cả ngày ở trong phủ, cũng không đi ra gặp người. Ta an bài vệ binh cũng dễ dàng. Hắc Liên Thiếu Hoàng thu liếm tâm tình, nói. Vân Thiếu đã từng gặp qua tổ chức sát thủ Tử Thần Cung chưa? Ta phát hiện bọn chúng gần đây hoạt động gần tứ cực môn tương đối nhiều lần, hơn nữa nghe nha hoàn của tứ cực môn nói chúng đã lẻn vào hành thích vài lần, mục tiêu đúng là đường kiếp. A, Tử Thần Cung. Trên trán Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh, lập tức nghĩ đến Vũ Văn Cao, lập tức nói. Bọn họ cứu người, cứu Vũ Văn Cao. Hắc Liên Thiếu Hoàng cả kinh, lập tức dựng đứng ngón tay cái, tán dương nói. Không hổ là Vân Thiếu, ta tùy tiện cung cấp chút ít tình báo thì có thể đoán ra tiền căn hậu quả, mà Vũ Văn Cao là ai. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cổ quái, mang chuyện Vũ Văn Cao giản lược nói một lần, cau mày nói. Có chút kỳ quái. Đường kiếp và đám đại yêu bắt người này làm gì? Tất cả mọi người nghe xong sắc mặt trắng bệch, toàn thân nổi da gà, Hắc Liên Thiếu Hoàng vỗ lên mặt bàn, bộ dáng bị buồn nôn, nói. Sớm biết là biến thái, ngày đó tại yêu nguyên đập chết đám người này, đúng là di dọa cho nam nhân mà, sống không bằng chết. Khục khục, đừng có lại nói nữa. Mạc Tiểu Xuyên nhịn không được muốn uệ ra, nói. Người này bây giờ thì sao? Không bằng chúng ta cùng đi tiễn đám quỷ này đi nhé. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười khổ nói. Việc này tạm dừng không nói, Thiếu Hoàng tiếp tục nắm giữ tình báo đi, Tử Thần Cung tuy chẳng phải đại môn phái gì, nhưng làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, xem như thế lực khó giải quyết, để chúng gây chút phiền toái cho đường kiếp đi. Ninh Linh Nhi lo lắng nói. Ta cảm thấy đám người La Khúc Thương Hội gần đây có dục dịch, mặc dù là phụ thuộc vào thương hội chúng ta, nhưng nội tâm vẫn lo lắng. Ta sợ chiến xa thiên nhất các tới thì gặp cảnh chim thú tán. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đây là lúc khảo nghiệm bọn chúng, đừng quên trong tay của ta còn có siêu phẩm huyền khí giới thần bi, cùng lấp thì bỏ chạy mà thôi. Tại thành Tống Nguyệt Dương này chúng ta không sợ ai cả. Gạch chéo. Ha ha, nói sớm đi. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười to nói. Không bằng chúng ta không có việc gì đi ra ngoài đánh giết, sau đó lại trốn đi. Giết bọn chúng không có cách nào khác, xem ai còn dám chơi đùa với chúng ta. Lý Vân Tiêu vẻ mặt đầy hắc tuyến, nói. Chuyện khinh ca lâm địa như thế nào? Hải tiểu tử đã chữa xong bệnh chưa? Hắc Liên Thiếu Hoàng ân một tiếng, nói. Thể chất đó cần dùng nhiệt độ áp chế, tiểu tử kia lần này cũng muốn đi theo ta, bị ta ngăn lại. Đúng rồi, trước khi ta đã quét sạch khinh ca lâm địa một lần, hiện tại chỉ còn một dòng binh đoàn của ta mà thôi. Hắn nói thập phần lạnh nhạt, giống như chuyện không có ý nghĩa, nhưng mấy người bọn họ ở đây biết rõ chắc chắn là cảnh gió tanh mưa máu, thành dòng binh bạo loạn vài trăm năm đã an tĩnh lại. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Người bây giờ đã bước vào cửu thiên đế cảnh, không nên tiếp tục làm chuyện nhàm chán nữa, tập trung tinh thần vào tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày trùng kích cực hạn. Ân. Hắc Liên Thiếu Hoàng ứng một tiếng, khẽ cười nói. Ta chỉ ngây ngốc tại thành dòng binh lâu mà thôi.
qua nhiều năm như vậy làm việc rất thuận tai, kỳ thật cũng rất nhàm chán. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Bước vào đế cảnh, mục tiêu của các ngươi là cả thiên địa, là ngự sử lục khí, theo đuổi võ đạo cực hạn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, nói. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai sợ rằng sẽ có khổ chiến. Vâng, Vân Thiếu. Hắc Liên Thiếu Hoàng cùng Mạc Tiểu Xuyên đều nghiêm mặt, vui vẻ thụ giáo. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt, Đinh Linh Nhi an bài mọi người xong, nhưng lại không có tâm tình tu luyện, một người ngơ ngác ngồi trong đình viện, có tâm sự. Lý Vân Tiêu tiến vào giới thần bi, lặng lặng tiềm tu. Hắn hiện đã có được rất nhiều nguyên thạch, trong ngắn hạn đã không thiếu tài nguyên, chỉ thiếu là thời gian. Yêu Long biến hóa mà ra, ngưng trọng nói. Năm đó ở chuyện xảy ra trong Thiên Đãng Sơn Mạch, người không có ý định nói với hai đồ đệ sao? Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Chuyện năm đó trong lòng ta có nhiều điểm đáng ngờ, huống hồ dùng thực lực cẩu bọn họ biết cũng không thể làm gì. Hôm nay có được giới thần bi, chờ ta khôi phục thì tất cả sẽ sáng rõ. Yêu Long gật đầu nói. Trong lòng ngươi hiểu là được, ta không hy vọng chuyện năm đó xảy ra lần nữa, ta còn trông cậy vào ngươi luyện ra thân thể cho ta đấy. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, đột nhiên vui vẻ, nói. Hắc hắc, Viên Cao Hàn là tinh quang hồn thể, ta đúng là có thể thực hiện giúp ngươi đấy. Toàn thân Yêu Long chấn động, khẩn trương tức giận nói. Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ cái gì, trung thực nói cho ngươi biết, dám lấy ta ra làm thí nghiệm thì ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên Yêu Long cảm thấy có một dòng lực lượng rót vào thân thể của mình, đúng là tinh quang chi lực, hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi ít nhất không nên làm bậy, ít nhất cũng phải có lý luận trụ cột A. Hoặc là nên đi tìm Viên Cao Hàn nghiên cứu một chút. Uy, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không? Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Yêu Long tiếng hô càng ngày càng yếu, tinh quang trên người Lý Vân Tiêu càng mạnh, hắn bắt ấn quyết, một đoàn hào quang hóa ảnh hiện ra. Quang ảnh này cực kỳ khác trước, cũng không phải là tinh quang nhàn nhạt hội tụ, mà là màu vàng xen lẫn màu xanh trong đó, còn có hình rồng mơ hồ. Quang ảnh ẩn chứa năng lượng to lớn, không ngừng biến hóa trước người Lý Vân Tiêu, muốn ngưng hình mà ra. Có khó khăn sao? Thần sắc Lý Vân Tiêu biến đổi, đầu ngón cái có kình lực bắn ra. Vẽ ra một ký hiệu trên không trung, trực tiếp đánh vào trong hào quang. Lập tức tinh quang lập lòe, dần dần hiện ra bộ dáng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, tinh quang hồn thể nhìn mình một chút, cũng vô cùng ngạc nhiên, hiện tại đang chỉnh hình thái yêu hóa, trán có hai sừng, thân đầy lân giáp, trên người mơ hồ có long khí chấn động. Cái này, tinh quang hồn thể kinh ngạc lẩm bẩm. Hình dáng này của ta, rốt cuộc là Lý Vân Tiêu hay là Yêu Long? Lý Vân Tiêu cũng nổi da gà, mồ hồ chảy xuống, nói. Chưa thành thục, chờ ta nghiên cứu thêm vài lần đã. Nhưng mà duy nhất đáng được ăn mừng là, trên người là hồn lực của ngươi, thật là thất giai a, ít nhất thành công một nửa. Tinh quang hồn thể vỗ ót, cười nói. Ha ha, thật sao? Cảm giác khá tốt, không phải bết bát như vậy, nhưng mà Yêu Long chạy đi đâu? Hẳn là bị ta đồng hóa, cũng hoặc là ta chính là Yêu Long. Lý Vân Tiêu nghe được toàn thân đổ mồ hôi, vội vàng nói. Trước quay về trong cơ thể của ta rồi nói sau, thí nghiệm này cho ta cảm giác lạ. Hắn tiện tay điểm một cái, tinh quang hồn thể cũng duỗi tay ra, hai ngón tay bắn ra, tinh quang hồn thể lập tức hóa thành một đạo quang tiến vào cơ thể Lý Vân Tiêu. Vấn đề nằm ở đâu? Lý Vân Tiêu lăng không ngồi xuống, bắt đầu tinh tế suy nghĩ thật lâu. Mặc kệ. Hết sức đề cao tu vị bản thân mới là vương đạo. Lý Vân Tiêu dứt bỏ tạp niệm, ném nhiều nam hỏa kim tinh nguyên ra tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh dạng đông chiếu xạ đại địa, cả thành Tống Nguyệt Dương lâm vào không khí bất an, tất cả mọi người biết rõ hôm nay sẽ có đại sự diễn ra, sáng sớm đã vô cùng yên lặng. Đột phá A. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, một đạo nguyên lực ngưng tụ trên người, lập tức phá tan cửa khẩu, đột phá đến võ hoàng nhị tinh. Bí quyết kim sắc hiện ra, thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ. Hừ, sớm nên chế tạo hào khí như vậy à, thiên nhất các cũng không biết do kẻ nào chủ trì, nhưng mà cho dù là ai thì không thành vấn đề. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, đi tới bên ngoài. Đám người Đinh Linh Nhi đã tụ tập cùng một chỗ, cùng bàn đối sách. Vân Thiếu, nàng vừa thấy Lý Vân Tiêu đi tới, sắc mặt ngưng trọng hóa giải hết, u buồn cũng quét sạch.
Thiên Nhất Các có động tĩnh. Ánh mắt Lý Vân Tiêu đảo qua mọi người, những người khác cũng không có nhẹ nhõm như Đinh Linh Nhi, đặc biệt là người La Khúc Thương Hội nhẹ nhàng quá mức không dám nhìn hắn. Đinh Linh Nhi lắc đầu nói. Trước mắt còn không thấy bóng người nào, nhưng mà thương hội chung quanh nơi chúng ta rời đi rất xa, sợ tai bay vạ gió. Lý Vân Tiêu cười nói. Chúng ta nên khuếch trương địa bàn lớn hơn, những kẻ chuyển đi nên bị buộc vào chiến xa. Thiên Nhất Các, Thiên Nguyên Thương Hội chúng ta không thể như thế, Linh Nhi người ít xuất hiện quá lâu, người dưới đã sớm quên hùng phong của lão hổ năm nào, lần này bao nhiêu người chờ xem chúng ta đấy, là thời điểm nên chém bỏ không ít lực lượng không thực tế đi. Ân, tất cả nghe Vân Thiếu nói, ta chỉ sợ Thiên Nhất Các tạm thời không đến, chúng ta nên tổ chức nhân mã đi Thiên Nhất Các đi. Hắc Liên Thiếu Hoàng bộ dáng kích động, rất muốn động thủ. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh nói. Người giết đến tận Thiên Nhất Các, còn không phải làm bia ngắm đánh cho người ta, chết là việc nhỏ, làm Vân Thiếu mất mặt là chuyện lớn. Thời điểm mọi người bất định, một giọng nói như sấm sét nổ vang trên bầu trời. Chủ sự Thiên Nguyên Thương Hội là người phương nào, nhanh chóng đi ra. Cả thành Tống Nguyệt Dương chấn động, tất cả mọi người đưa mắt nhìn qua xa xa, nhìn qua trụ sở Thiên Nguyên Thương Hội, tất nhiên đây là tiêu điểm của mọi người. Thậm chí các cục bảy cự đầu thương minh vào hôm nay cũng chuyển biến xấu. Không khí trên không thành Tống Nguyệt Dương biến thành hai chủng hoàn toàn khác nhau, trên vạn dặm là bộ dáng nắng ráo sáng sủa, duy chỉ có tại trụ sở Thiên Nguyên Thương Hội thì mây đen bốn phía, rất có áp lực mưa to gió lớn sắp tới, làm cho người ta thở không ra hơi. Bọn chúng đã tới. Trong lòng Đinh Linh Nhi cả kinh, tâm tình trở nên khẩn trương lên, dù sao cũng quan hệ đến sinh tử tồn vong của Thiên Nguyên Thương Hội. Mặc dù có tín nhiệm Lý Vân Tiêu thế nào, giờ phút này cũng cảm thấy nội tâm bất định. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, lạnh lùng quát lớn. Người phương nào xôn xao bên ngoài, tôm tép nhãi nhép cũng xứng gặp hội trưởng đại nhân của chúng ta. Muốn gặp thì chủ sự các ngươi phải đưa bái thiếp, nếu hội trưởng đại nhân của ta có tâm tư sẽ gặp. Ha ha, đồ cuồng vọng không biết sống chết. Trên không trung có một người xuất hiện, hét lớn một tiếng, trong tay cầm huyền khí lập phương áp xuống. Huyền khí này không ngừng phóng đại, vậy mà thực hóa thành một khối lập phương lớn. Cũng bởi vì như thế, hình lập phương là pháp bảo nặng nề, bản thân dùng nện người, nó như núi lớn từ trên cao áp xuống. Ha ha, xem ai mới là tôm tép nhãi nhép. Trên không trung càng có bóng dáng hiện ra, không ngừng cười to, nói. Huyền khí của ta vô cùng nặng nề, cho dù là ngọn núi cũng bị đè nát bấy, xem các ngươi ngăn cản như thế nào. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, cả kinh nói. Ồ, đây là đồ tốt, là thiên đả thiết, đáng tiếc bị người luyện hư rồi, chỉ có bát giai, nhưng cũng xem là tốt. Hắn vung tay lên, giới thần bi cũng hóa thành ngọn núi nhỏ nện qua. Nếu võ giả bốn phía biết hắn dùng siêu phẩm huyền khí nện người, chắc chắn sẽ thổ huyết. Đạo nhân ảnh trên không trung cười nhạo, lưu quang bao phủ toàn thân giới thần bi, chất liệu giống như ngọc. Cho dù là huyền khí cửu giai cũng không dám ngạnh kháng khối lập phương, cho dù không bị nện hủy cũng tổn hao không ít. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, cả không gian lập tức nghiền nát, lâm vào cảm giác thiên địa vỡ nát, giống như núi cao tan vỡ, càn khôn chôn vùi. Người cả thành Tống Nguyệt Dương bị âm thanh va chạm cực lớn làm chấn động, hoảng sợ suy nghĩ, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm tên võ giả kia hoảng hốt. Loại cảm giác này hoàn toàn là bị huyền khí cắn trả chủ nhân mới có, vào lúc này thiên địa hôn ám, khắp nơi đều là hư không tàn phá, các loại lực lượng mặt trái bao phủ thiên địa, hắn lúc này không thoát khỏi trạng thái phong bế của khối lập phương. Thời điểm hắn đang hoảng hốt thì nghe bên tai có người nói. Huyền khí của ngươi rất tốt, ta vui lòng nhận lấy nó. À, ngươi! Vũ giả này kinh hãi, vội vàng đánh ra một quyền vào nơi phát ra âm thanh. Nhưng hắn chỉ có tu vị võ tôn, vậy mà không có phát hiện ra có người đứng bên cạnh mình, hắn hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh. Vô dụng, hôm nay bắt ngươi giết gà dọa khỉ. Thân ảnh Lý Vân Tiêu phiêu hốt trước một quyền kia, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Tên võ giả kinh hãi, vội vàng cảnh giác lên, rất sợ đối phương đánh lén. Trong lúc này tâm thần của hắn chấn động, chỉ nhìn thấy hai mắt Lý Vân Tiêu xuất hiện huyết nguyệt, linh đài thất thủ, tuy là trong nháy mắt nhưng đủ chí mạng rồi. Hàn quang trong tay Lý Vân Tiêu lóe lên, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trực tiếp phá phòng ngự của đối phương, đâm vào trái tim của hắn. Thực lực ngươi không tầm thường, đáng tiếc đứng sai đội,
Đây là Lý Vân Tiêu nói câu sau cùng với hắn, ngay sau đó bảo kiếm đảo qua, kiếm khí lập tức sinh ra, thân thể tên này hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại đầu lâu. Lý Vân Tiêu tiện tay vỗ xuống, một trường mâu màu đen hiện ra, trực tiếp bắn thủng đầu lâu, mang theo đầu lâu máu tươi đầm đìa bay ra xa xa. Bầu trời bị phá tan khôi phục lại, rất nhanh tất cả lỗ đen biến mất, khôi phục trời quang. Nhưng mà áp lực này vẫn không quét sạch, rung động vừa rồi làm kiến trúc bốn phía hóa thành bụi phần, không còn tồn tại. Người thiên nhất các cách đó không xa khiếp sợ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trên trời có trường mâu mang theo đầu lâu bay tới, trực tiếp cắm ở trước mặt mọi người. Ba một tiếng, đầu lâu vỡ ra trước mặt mọi người, óc rơi vãi trên đất, mùi hôi khó tả. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, lập tức xôn xao lên. Đại nhân, đám này, khinh người quá đáng. Trước mặt người thiên nhất các lại làm đầu lâu nổ bung như dưa hấu, lập tức thiêu đốt lửa giận của bọn họ, giống như bị hạ vị giả khiêu khích, lửa giận thiêu đốt hừng hực. Đinh Linh Nhi, các ngươi dám giết người của chúng ta. Trung ương đám người thiên nhất các, Tu Đan Hà ngồi trên vương tọa, toàn thân khí tái nhợt, có chút không dám tin tưởng, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi quả nhiên là ác tính khó sửa đổi, thương minh không cần u ác tính như các ngươi. Ánh mắt của hắn sát khí tất hiện, giọng lạnh lùng nói. Đều giết, một cũng không lưu. Hắn lần này tới đây đã quyết tâm diệt trừ Thiên Nguyên Thương Hội, vốn còn có ý định dựa theo quy củ cũ, khách sáo một phen, mọi người lập trường khác nhau, nói lý một chút, hiện tại xem ra hoàn toàn là hắn nghĩ nhiều. Thần sắc cực nóng hiện ra trong mắt Tu Đan Hà, trong lịch sử thương minh chuyển biến, thời đại phải do hắn soạn ra, nội tâm lạnh đạm nói, đã như vậy, cứ trực tiếp giết toàn bộ đi. Nhâm Quang Nhiễm cùng Lệ Phi Vũ với tư cách đại biểu Vạn Bảo Lâu cũng đi theo đến đây, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sầu lo trong mắt đối phương. Đứng ở lập trường Vạn Bảo Lâu, Thiên Nguyên Thương Hội phải bị chèn ép, nhưng lại không tiêu vong vào lúc này. Hai người đã có ý định thật tốt, tận lực bảo trụ Thiên Nguyên Thương Hội cái xác không này, chờ các thành viên ban trị sự đánh bạc vào, nhưng lại không thể ngờ người Thiên Nguyên Thương Hội cấp tiến như thế, không nói hai lời đã ra tay giết người. Làm cho cục diện hiện tại càng khó giải quyết. Kiếm khí có linh. Không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Nhâm Quang Nhiễm nhìn qua người Thiên Nguyên Thương Hội chẳng khác gì cừu non bị làm thịt, cảm khái nói. Nếu nói dùng thực lực của Lý Vân Tiêu có thể đánh chết võ tôn, hắn rất khó tin tưởng, ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân không ai biết. Nhưng mà giờ phút này thời điểm người thiên nhất các xông lên, hắn lại không nhìn thấy chút sợ hãi nào trên mặt Lý Vân Tiêu. Đừng nói sợ hãi, ngay cả bối rối cũng không có. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hắn có kế sách ứng phó? Lệ Phi Vũ cảm thấy nghi hoặc, trừ vài tên võ đế ra, những người còn lại đều khủng hoảng và sợ hãi, không hề giống như nắm chắc bài. Thiên Nguyên Thương Hội cặn bã, nạp mạng cho chúng ta. Hôm nay đừng trách ra là thủ tồi hoa, muốn hái một trong hai nữ thần của thương minh. Dám đối với kháng thiên nhất các, nên có giác ngộ phải chết. Một đám võ giả gào thét lớn, một ý chí chiến đấu sôi sục, thực lực cao nhất cũng chỉ có hai gã võ đế mà thôi. Trong những người này có chủ lực của thiên nhất các, tất cả là võ giả dựa vào thương hội mà tới, dùng để khảo nghiệm trung thành, tiết kiệm thời gian huấn luyện. Loại tử đấu giữa ban phái cỡ lớn này, đều phái Lâu La cùng Pháo Hôi lên trước. Cũng chỉ có tên cầm huyền khí lập phương của thiên nhất các xem như là người mình, đây là nguyên nhân Tu Đan Hà giận tím mặt. Trong mắt mọi người cảm thấy, những Lâu La Pháo Hôi đủ giết Thiên Nguyên Thương Hội. Thậm chí đám Lâu La này còn cho rằng như thế. Tu Đại Trưởng Lão tha mạng cho ba người chúng ta là người La Khúc Thương Hội bị Thiên Nguyên Thương Hội bắt mà thôi, không thể không nghe lệnh bọn chúng, mong rằng Tu Trưởng Lão cứu ba người chúng ta ra khỏi nước lửa. Ba tên võ đế của La Khúc Thương Hội nhảy ra, trong lúc đó tập thể bay lên trời, bay về phía Thiên Nhất Các. Chuyện ba người các ngươi ta có nghe qua. Trên mặt Tu Đan Hà sinh ra vui vẻ, nói. Có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, thiên nhất các ta sẽ không bạc đĩa các ngươi. Nhưng hiện tại các ngươi phải xuất ra một chút quyết tâm và hành động cho chúng ta xem. Sắc mặt ba người biến hóa, biết rõ Tu Đan Hà nói nếu bọn họ không lập danh trạng thì không được, trên mặt đầy kiên quyết, cao giọng nói. Đa tạ Tu Trưởng Lão bỏ qua hiềm khích lúc trước. Hiện ta ba người chúng ta toàn tâm toàn ý đầu nhập thiên nhất các, chờ ba người chúng ta mang đầu Đinh Linh Nhi hiến qua. Ba người phi hành trên không trung, lập tức thay đổi hướng, tập trung lực lượng của bọn họ,
quay người xung phong liều chết, trên mặt mang theo hưng phấn. Chỉ cần cầu được sinh cơ, còn có thể lập làm công tích, ba người đều âm thầm may mắn không dứt. Lần này người Thiên Nguyên Thương Hội càng tuyệt vọng, còn có đám người La Khúc Thương khác làm sao có tâm tư chịu chết, đều nhao nhao la hét muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhưng Tu Đan Hà nói một câu làm bọn họ chấn động. Cửu Thiên Võ Đế dựa vào ta còn miễn cưỡng nhận lấy, các ngươi là đám cặn bã, đứng sai đội, chỉ có con đường chết, giết sạch, không lưu tên nào cả. Thiên Nguyên Thương Hội và thế lực phụ thuộc cùng đám võ giả còn lại của La Khúc Thương Hội đi ra, dưới mệnh lệnh tàn khốc của Tu Đan Hà thì khiếp sợ dừng chiến, trong mắt mang theo kiên quyết. Sát ý Lý Vân Tiêu bốc cháy, ba tên võ đế làm phản trước trận, hắn cũng không có bao nhiêu biểu lộ, cũng đã sớm biết được, nhưng mà nghe được ba người nói muốn lấy đầu Đinh Linh Nhi thì khó có thể ức chế sinh ra sát khí, hóa thành tử khí quanh người, dường như muốn hóa thành thực chất. Ngay cả Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng cả kinh, bị sát khí của Lý Vân Tiêu làm hoảng sợ, cả hai âm thầm tắc lưỡi, biết rõ ba người kia đã xúc động nghịch lân của Lý Vân Tiêu. Tiểu Xuyên, năm đó ngươi rời khỏi ta, cho tới bây giờ, thực lực tiến bộ thế nào? Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở miệng, đạm mạc nói. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Trong lòng Mạc Tiểu Xuyên chấn động, chiến ý bốc lên, thân thể giống như lọi kiếm ra khỏi vỏ. Trong giây lát đã làm người ta giật mình. Ân, đám võ đế khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tiểu Xuyên, trong nháy mắt vừa rồi hắn bạo lộ chiến ý tuyệt cường, dẫn động võ ý trong lòng mọi người. Mạc Tiểu Xuyên mỉm cười, nhẹ nhàng ứng một tiếng, nói. Vân Thiếu, ngài xem là được. Trừ Hắc Liên Thiếu Hoàng gia, không có ai đáng cho hắn dùng kính ngữ, tôn hô Lý Vân Tiêu. Nhiều năm tu hành như thế, ta nhất định sẽ không để sư phó thất vọng. Giọng nói vang lên trong đáy lòng Mạc Tiểu Xuyên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ngóng nhìn trời xanh vô hạn, đối với chém giết của Lâu La hắn làm như không thấy, sau đó nhẹ nhàng tiến lên phía trước một bước. Phanh! Tuy chỉ là một bước nhẹ nhàng, không thu hút chút nào cả, chẳng khác gì bước chân của người bình thường, lại giống như dẫm lên quy tắc, làm cho tất cả cường giả cửu thiên cảnh nội tâm chấn động, giống như một bước này không bước vào hư không, mà là dẫm lên trái tim bọn họ. Lúc này ai cũng kinh ngạc và khó hiểu. Một bước kia quá mức bình thường tới mức không đúng. Trong lòng Hắc Liên Thiếu Hoàng cả kinh, trong con mắt tinh mang co rút lại, nhìn hành động của Mạc Tiểu Xuyên. Kiếm! Mạc Tiểu Xuyên giơ tay phải lên, nhẹ nhàng quát một tiếng, ngay sau đó kiếm khí yếu ớt hiện ra trên người của hắn, hơi xoay tròn, sau đó càng ngày càng mạnh, tay phải của hắn cầm trường kiếm trong suốt, vận luật huyền khí lắc lư, ngưng tụ thành một vòng xoáy. Chậm rãi mở rộng. Đồng tử Tu Đan Hà đột nhiên co lại, nhìn bàn lòng bàn tay kia, một mũi tên màu xanh giống như măng chọc thủng tầng đất vươn lên, dần dần ló ra, chậm rãi ngưng tụ kiếm hình. Đây là kiếm gì? Cùng một thời gian, mấy tên võ đế ở đây chấn động, hoảng sợ ngóng nhìn qua, từ khi kiếm kia càng lúc càng dài, vòng xoáy kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt, mọi người có cảm giác nó có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Long cong! Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một thanh trường kiếm hiện ra trong tay phải Mạc Tiểu Xuyên, thân kiếm có hào quang lưu động, phù văn tiêu tan. Tay phải Mạc Tiểu Xuyên hiện kiếm chỉ, dẫn đạo vài đạo kiếm quang trong vòng xoáy, tiếng kiếm minh vang vọng, lực lượng bành trướng lấy thân kiếm làm trung tâm, nhấc lên vòng xoáy to lớn phá tan mây mù. Đám cường giả xông lên trước hoảng hốt, cảm thấy dưới vòng khí xoáy này sinh ra sợ hãi với tử vong. Một loại cảm giác không thể địch nổi sinh ra. Lại không thể ức chế mà bắt đầu lan tràn. Đặc biệt là ba gã võ đế kia, sắc mặt càng tái nhợt, dưới kiếm khí như biển này, xông lên cũng không phải, không xông lên cũng không phải, đây hoàn toàn là muốn chết, không xông cũng không phải, Tu Đan Hà còn đang ở sau lưng nhìn đấy, chuyện làm không tốt cũng chết. Kiếm khí có linh, Nhâm Quang Nhiễm hoảng sợ la thất thanh. Dĩ nhiên là truyền thừa khí linh huyền khí, hắn chỉ là võ đế tam tinh, vì sao đạt tới trình độ này? Tu trưởng lão, bảo mọi người lui ra phía sau, tránh làm hy sinh vô vị, người này phải do trưởng lão ra tay mới có thể chế trụ. Hồi tưởng một kiếm kia, một, Tu Đan Hà nhướng mày, hừ nhẹ nói. Chỉ là võ đế tam tinh, cho dù có được huyền khí linh tính thì thế nào chứ, cũng chỉ đưa tặng một kiện bá bơ bối cho thiên nhất các mà thôi, Tu trưởng lão, kẻ này giao cho ngươi, bắt lại. Đại trưởng lão yên tâm, chờ ta cắt đầu của hắn xuống. Còn dẫm nát đầu Đinh Linh Nhi.
Một lão giả đứng sau lưng Tu Đan Hà đi ra khỏi hàng, hắn mặc áo gai, mặt như quan ngọc, trong ánh mắt sát khí và hàn khí bắn ra ngoài, hét lớn một tiếng nhảy vào trong biển kiếm khí. Hạt gạo mà dám tranh sáng với ánh trăng. Từ khi hắn nhảy vào thì biển kiếm khí hỗn loạn, vốn mặt ngoài của nó yên tĩnh thì bây giờ ầm ầm sóng dậy. Thu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo thần thái khinh miệt, không sợ kiếm khí phong bạo, hai đấm của hắn đánh ra mấy chiêu, trực tiếp bao phủ lấy biển kiếm khí, một lực lượng nhiễu loạn quy tắc bao phủ các nơi. Lần này những võ giả ở trong biển kiếm khí đánh tới ngược lại càng cảm thấy nguy hiểm, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, hơn 10 người trong điện lui ra ngoài, từ xa nhìn vào chứ không dám tiến lên một bước. Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn qua động tác của Thu trưởng lão, khóe miệng của hắn nở nụ cười khinh thường, lãnh đạm nói. Ngây thơ! Hắn điểm một đạo kiếm chỉ từ tay phải ra, mỗi một chỉ bắn ra hóa thành ký hiệu kỳ lạ, hóa thành hào quang lăng không bay lên, cuối cùng dần dần biến mất, cùng lúc đó hắn thì thầm. Ác, xuấn, xuyệt, hận, ái, tuyệt, thanh, xúc, khai. Hắn nói tới chữ khai thì trong kiếm chỉ bắn ra sinh ra khí tức vô cùng khủng bố, nó phân thành hai ở trước người Mạc Tiểu Xuyên. Hai đạo kiếm chỉ này giống như cực dương và cực âm, hai chủng thuộc tính kiếm khí khác nhau lại dung hợp với nhau, tạo thành một hình thái cực to lớn. Biển kiếm khí tán loạn nhau nhau tụ tập lại, hình thành kiếm khí âm dương vô cực vô cùng rõ ràng, không ngừng truy đuổi, vô thủy vô chung, vô cùng vô tận, suy diễn biến hóa. Sắc mặt Thu trưởng lão đại biến, cửu thiên đế khí của hắn vào lúc này bị áp chế trở về, đế khí trước mặt hai đạo kiếm khí kia rõ ràng chậm lại, rất có xu thế bị vây khốn. Không tốt, kiếm khí này có thể diễn biến đại thế giới, lượn quanh biến ảo, hồn nhiên thiên thành. Thu trưởng lão cũng không dám có nửa phần chủ quan, hắn thi triển tuyệt học bình sinh, dùng hai cánh tay làm cơ sở, hóa thành ngàn vạn đạo quyền ảnh, giống như một cây gốc cây non biến thành đại thụ, từ đại thụ từ từ giá héo và chết khô, tự thành quy tắc. Bộ quyền ý này của hắn ẩn chứa ý cảnh cây cỏ luân hồi, có ý vận thời gian. Hắn năm đó ngồi dưới một cây đại thụ lĩnh ngộ hơn trăm năm mới có thể khống chế tới tình độ như vậy, thân thể dường như tự thành một vực, độc lập ngoài thiên địa. Ánh mắt Lý Vân Tiêu mang theo thần sắc ngạc nhiên, khen. Quy tắc võ ý không tệ, đáng tiếc lão nhân này không xứng. Vào lúc này trừ tiếng kiếm ý điều hưu và tiếng gió ra, không còn có âm thanh nào khác, Lý Vân Tiêu nói câu này truyền vào trong tai của mọi người nhíu mày lại, sau đó là thần thái khinh bỉ. Tất cả mọi người có cùng tâm tư, ngươi chính là tiểu bối võ hoàng, không hiểu cũng đừng bình luận loạn. Đại đa số linh hồn dưới kiếm của ta đều tự đánh giá cao thực lực của mình, ngạo mạn cùng khinh địch chính là điểm cuối của tính mạng. Lời của Mạc Tiểu Xuyên lạnh như băng vang lên, kiếm trong tay biến ảo, giống như hai cơn gió xoay tròn, một lực lượng khủng bố không bị áp chế như sương mù bắn ra, hóa thành kiếm quang cực lớn, giống như thu nạp cả thiên địa vào trong. Trừ kiếm này ra, trong thế giới không còn thứ gì khác. Một kiếm này chém ngang trời cao, một kiếm này chấn nhấp cổ kim, một kiếm này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Mạc Tiểu Xuyên, hắn lĩnh ngộ võ ý chí cường. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Thiên Trinh hạo nhiên quyết thức thứ nhất, một kiếm này của Mạc Tiểu Xuyên đã không biết luyện tập bao nhiêu ngàn vạn lần. Mặc dù lúc này diễn luyện thức thứ trong mắt của hắn không còn đối thủ, ở giữa thiên địa chỉ còn lại thân ảnh của hắn mà thôi. Nhưng mà trong nháy mắt hắn đâm ra một kiếm này lại hiện ra cảnh tượng kỳ lạ, giống như vài chục năm trước ở bên ngoài thành Hắc Thiết, trước Thiên Tuyệt Động. Thả ta ra, thả ta ra. Mạc Tiểu Xuyên dốc sức liều mạng giãy giụa, hai đầu gối vốn máu đầm đìa, xương trắng lộ ra ngoài, hắn đã sớm sức cùng lực kiệt, giờ phút này lại không biết lấy khí lực từ đâu, dốc sức liều mạng đánh nam tử gọi là Cổ Phi Dương trước mặt này. Bởi vì hắn biết nam tử này đang dẫn hắn đi tới nơi nào. Nơi đó là phần mộ của người Mạc gia, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người nào còn sống rời đi. Ngươi muốn hại chết ta, ta không muốn đi theo ngươi. Trong mắt Mạc Tiểu Xuyên nhìn thấy cách vùng đất tử vong càng ngày càng gần, nội tâm sinh ra cảm giác vô lực và sợ hãi, hắn nghĩ đến phụ thân, nghĩ đến Vạn Phong thúc thúc, còn có đệ đệ, nhịn không được muốn khóc lên, nhưng vẫn nhịn xuống, hắn liều mạng giãy giụa, hy vọng có thể giãy giụa khỏi ma trưởng của nam nhân trước mặt này. Náo đủ chưa? Cổ Phi Dương đi tới trước cổ động, nơi này cách thành Hắc Thiết hơn 10 dặm, đối với cường giả mà nói đây chỉ là một bước mà thôi. Phanh! Cổ Phi Dương không chút thương tiếc ném Mạc Tiểu Xuyên xuống, trực tiếp ném hắn vào trong động,
một hồi kịch liệt đau nhức theo sướng sống lưng thượng truyền đến. Đây là ngươi cầu ta mang ngươi đi, nếu không ngươi cho rằng phế vật như ngươi ta muốn mang theo sao? Mạc Tiểu Xuyên cảm thấy nội tạng dường như nghiền nát, phun ra một ngụm máu tươi, hắn trượt từ vách động xuống, vết máu lớn xuất hiện sau lưng, nhưng hắn vẫn nhìn không tới, chỉ cảm thấy một ít tảng đá đang trượt xuống theo mình. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết, ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở thành cường giả giống như phụ thân ta. Mạc Tiểu Xuyên nhìn đau đớn, hắn giãy giụa đứng lên, nhưng hai chân thật sự tổn thương quá nặng, căn bản không cách nào trèo chống thân thể gầy yếu của hắn, trong run rẩy kịch liệt hắn té xuống. Nhưng mà hắn vẫn không buông bỏ, lần nữa dùng hai tay trèo chống thân thể muốn đứng lên. Bởi vì hắn cảm thấy nam tử hán đại trượng phu, thời điểm nào cũng phải đứng lên, hơn nữa thời điểm bị thương càng phải đứng thẳng. Cổ Phi Dương chỉ lạnh lùng nhìn qua, đột nhiên hắn phun một cục đầm ra. Phi! Ba một tiếng, cục đầm dính vào trán của Mạc Tiểu Xuyên, làm hắn đổ ra sau, lăn 360 độ, ngã trên mặt đất, xương cột sống trên lưng như nứt ra, đau tới mức toàn thân chết lặng. Ngươi là bại hoại muốn giết ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạc Tiểu Xuyên xương sống lưng bị gãy, không còn cảm giác gì cả, nhưng mà hai tay không ngừng bám vào đất, bắt lấy một tảng đá nện lên người Cổ Phi Dương. Ân, tiểu phế vật còn rất có cốt khí. Hồi tưởng một kiếm kia, hai, Cổ Phi Dương hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Ngươi phế vật này, ngay cả cục đờm của ta còn không bằng, có khác gì rác rưởi. Ngươi nói ngươi muốn giết ta, ta sợ quá. Mạc Tiểu Xuyên tức giận nghiến răng nghiến lợi, hắn bắt được thứ gì cũng nện qua, hung hăng nói. Tuy ta không giết được ngươi, nhưng ta tuyệt đối không bị ngươi đánh bại, ít nhất ta có thể thống hận ngươi, có cơ hội ta nhất định sẽ giết ngươi. Ánh mắt Cổ Phi Dương lạnh lẽo, nói. Dạng cặn bã như ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Đừng nói là ngươi, cho dù là phụ thân của ngươi cũng đừng hòng. Nhưng mà cũng tốt, ngươi sắp đi gặp phụ thân ngươi, đến Hoàng Tuyền khóc lóc cầu phụ thân ngươi bảo vệ đi. Trong lòng Mạc Tiểu Xuyên cả kinh, thầm nghĩ, không được, ta không thể chết được. Ta còn muốn báo thù cho phụ thân, ta còn muốn bảo hộ Hoa Nguyên đệ đệ. Tuy người trước mặt là kẻ xấu, nhưng lại thực lực cực cao, ngay cả tổ lão cũng không phải đối thủ của hắn, ta nhất định không thể bị hắn giết chết, hơn nữa phải học được bản lĩnh. Ta cầu ngươi dẫn ta đi ra, là cầu ngươi thu ta làm đồ đệ, mà không phải ngươi giết ta. Mạc Tiểu Xuyên lớn tiếng chất vấn. Ngươi là bằng hữu của phụ thân ta, ngươi không thể đối xử với ta như thế. Cổ Phi Dương đá một cước, mũi chân đá vào tảng đá bay sát qua trán của Mạc Tiểu Xuyên, hắn đau tới mức hét to lên. Lập tức sinh ra vết rách, máu tươi chảy ròng. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi là biến thái, ngươi muốn hành hạ ta chết đúng không? Hai mắt Mạc Tiểu Xuyên phóng hỏa, hàm răng cắn quá chặt chẽ. Nghe đồn không ít cường giả trên thiên võ giới đều có đủ loại biến tháo, có kẻ háo sắc quái dỡ, có yêu mến loli, có yêu mến ngược đãi nam đồng, hắn nghĩ tới kẻ này chắc chắn là dạng thứ hai. Cổ Phi Dương lạnh lùng khẽ hừ, nói. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, lời nói của kẻ yếu không có trọng lượng. Đừng nói là quyền nói chuyện, cho dù tư cách nắm giữ sinh tử của mình cũng không có, cũng như hiện tại, sinh tử của ngươi là do ta. Hắn ném một bình nhỏ ra, ném tới bên người Mạc Tiểu Xuyên, nói. Bôi thuốc lên vết thương của ngươi, sau đó đi vào trong động này cho ta. Ánh mắt Mạc Tiểu Xuyên lộ ra một tia kinh ngạc, cả kinh nói. Ngươi không hành hạ ta tới chết. Ta chết trong động này, ngươi nhìn không thấy, chẳng lẽ không có khoái cảm sao? Cổ Phi Dương cả kinh há to miệng, nhìn qua bộ dáng Mạc Tiểu Xuyên ngày đó, trong lúc này phát hiện mình có chút hung ác, hắn cười khổ một tiếng, mắng. Phế vật lại thích nói nhảm, trong một ném hương không đi vào động, ta sẽ cắt từng khối thịt của ngươi, sau đó đập nát xương cốt, sau đó thoa mật ong lên toàn thân của ngươi, hấp dẫn con kiến tới. Mạc Tiểu Xuyên nghe xong thân thể chấn động. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngay cả cột sống không còn cảm giác cũng sinh ra hàn ý, hắn sợ tới mức hàm răng cắn chặt, run rẩy nói. Ngươi, thật, thật ác độc, độc a. Cổ Phi Dương cầm một nén nhang ra, khói xanh lượn lờ, nói. Đã đốt xong. A. Mạc Tiểu Xuyên mở to mắt lên, vội la lên. Cái này, ngươi ăn gian a, làm gì có thắp nhang như thế? Cổ Phi Dương lấy ra cây nhang kia, cũng không phải là đốt từ đầu,
mà là ngón tay của hắn có một đám hỏa diễm đốt cả cây nhang, đốt sắp tàn. Cổ Phi Dương thương cảm nhìn hắn một cái, lạnh như băng nói. Tóm lại thời gian một nén nhang qua đi, mặc kệ thương thế của ngươi có khỏe hay không, ta cũng ném ngươi vào. Ngươi là ác ma. Toàn thân Mạc Tiểu Xuyên run lên, vội vàng nhặt chai thuốc lên, đổ thuốc bên trong ra, mặc kệ mọi việc thoa lên sống lưng, còn có hai đầu gối. Hắn không nhìn thấy lưng, nhưng hai đầu gối đã sớm lộ ra xương trắng ra ngoài, tay của hắn chạm vào xương trắng, nội tâm cũng hơi sợ hãi, nhưng may mắn nửa người dưới đã không còn chi giác, mặc dù hai tay chạm vào xương cốt cũng không thấy đau. Ồ! Đột nhiên hắn kêu lên một tiếng, sau khi xoa thuốc lên, nơi gãy xương dần có chi giác, ngay cả hai đầu gối cũng nhìn thấy da thịt mọc dài ra, rõ ràng cũng sắp phục hồi như cũ. Linh dược, đây nhất định là linh dược. Mạc Tiểu Xuyên đại hỉ, thoáng cái nhảy dựng lên, hết sức cao hứng. Nhưng rất nhanh hắn cả kinh, cả thân thể lạnh buốt tận cùng xương tủy, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt trêu tức của Cổ Phi Dương, cùng với nén nhang vừa vặn đã tắt. Ọt ọt. Mạc Tiểu Xuyên nuốt nước miếng, kinh ngạc nói. Có thể cho ta ăn ít đồ, ta không có chút khí lực nào cả. Cổ Phi Dương lạnh lùng nói. Ta không có quá nhiều thời gian với phế vật như ngươi, ngươi vào động đi, nhìn xem bên trong có nấm độc các loại ăn cho đỡ đói, nói không chừng có độc xà và rơi giấy, ngược lại có thể bắt ăn. Ánh mắt Mạc Tiểu Xuyên lộ ra vẻ tuyệt vọng, cầu khẩn nói. Van cầu ngươi đừng cho ta đi vào, nơi này là tử địa của Mạc gia, chưa từng có người nào còn sống đi ra. Một ít tộc nhân bị phán tử hình bị đưa vào động này, nếu có thể đi ra liền có thể miễn toàn bộ tội ác, đạt được khoan dung. Nhưng mà ta cả đời này chưa từng nghe qua có ai đi ra cả. Cổ Phi Dương khinh miệt nói. Cả đời của ngươi, mới vài năm, lại rong dài thì ta cắt thịt của ngươi. Mạc Tiểu Xuyên sợ tới mức lui về sau, khổ sở nói. Được rồi, nhưng ngươi ít nhất cũng cho ta một thanh kiếm A, gặp được độc xà các loại ta cũng có thể tự bảo vệ mình. Ân, Cổ Phi Dương lúc này rất sảng khoái đáp ứng, hắn tiện tay lăng không một chảo, mấy chục tảng đá ở phía xa xa nổ rầm rầm rầm, hơn 10 đạo quang mang hội tụ vào tay của hắn. Mạc Tiểu Xuyên mở to hai mắt ra nhìn, chỉ thấy một đám chất lỏng màu trắng đang ngưng luyện trên ngón tay của đối phương, rất nhanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ít, cuối cùng hình thành một thanh kiếm. Cổ Phi Dương khu chỉ bắn ra, chuôi kiếm này trực tiếp cắm dưới chân Mạc Tiểu Xuyên. Hắn sợ tới mức lui ra phía sau. Mạc Tiểu Xuyên bình tĩnh lại, chỉ vào thanh kiếm kia nói. Cái này, ngươi tạm thời luyện chế ra sao? Đây chỉ là sát thường chi kiếm A, ngay cả huyền khí cũng không phải, ta làm sao có thể dùng giết địch? Cổ Phi Dương lạnh như băng nói. Loại người rác rưởi như ngươi chỉ xứng với kiếm rác rưởi, lại nói nhảm thì chuôi kiếm này cũng không cho ngươi. Mạc Tiểu Xuyên biết rõ người trước mặt là biến thái, vội vàng che miệng. Tay kia phí khí lực thật lớn rút thanh kiếm lên, cầm trong tay lại phát hiện không có nặng như trong tưởng tượng, âm thầm tự định giá nói, hắn sẽ không ăn bớt vật liệu trong kiếm A, nếu không thì sao nhẹ thế. Bỏ đi, có còn hơn không? Vết thương trên người Mạc Tiểu Xuyên sau khi bôi thuốc lên, phát hiện khí lực cũng bắt đầu dần dần khôi phục, hắn cầm kiếm vung vẩy vài cái, nói. Đã như vậy, ta đi vào, ngươi có thể hay đi theo sau bảo hộ ta hay không? Cổ Phi Dương nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn, mỉa mai nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Kiếm sinh mệnh. Ân, nhất định là sẽ không, ta đây đi vào, hy vọng ta có thể còn sống đi ra. Khi đó ngươi nhất định phải dạy vũ kỹ cho ta. Mạc Tiểu Xuyên phi thường nghiêm túc nói ra, đôi mắt vô cùng thuần khiết nhìn thẳng Cổ Phi Dương, không có chút nhát gan nào. Trong lòng Cổ Phi Dương khẽ động, dường như bị hồn nhiên, chấp nhất cùng dũng cảm của hắn xúc động. Nhưng vẫn bộ dáng đạm mạc, khẽ nói. Đợi ngươi có thể còn sống đi ra rồi nói sau. Thân ảnh của hắn lóe lên, biến mất trước mặt Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên biết rõ Cổ Phi Dương lợi hại, tuy không thấy nhưng đã lẫn vào mộ địa quan sát hắn, nếu hắn thừa cơ chạy trốn, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ vậy chỉ có thể kiên trì giơ thiết kiếm lên, không ngừng tăng thêm lòng dũng cảm cho mình, đi vào trong tuyệt thần động. Một đôi mắt sáng như sao nhìn qua thân ảnh bé nhỏ đi vào trong động, than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm. Tuy ngươi tư chất bình thường, nhưng mà có được phẩm chất nhiều người không có, không biết ông trời có nguyện ý ban thưởng cho ngươi một hồi tạo hóa hay không. Nếu như ngươi có thể đi ra, ta liền dẫn ngươi đi về đỉnh phong của thế giới này.
Mạc Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần từ suy nghĩ về quá khứ, khóe miệng của hắn tươi cười hồn nhiên, phát ra cảm kích từ nội tâm, trong lòng lẩm bẩm, cảm ơn ngài, sư phó, con đường đi tới đỉnh phong này, ta sẽ đi theo sau lưng ngài, vĩnh viễn không dừng. Ta muốn học kiếm quyết của ngài, chính là mấu chiêu động thủ với tổ lão, xin ngài phải dạy cho ta. Không cần, mấy chiêu kiếm ý kia là ta nghĩ ra, người chưa hẳn thích hợp. Mà trong người của ngươi chảy xuôi dòng máu thành hắc thiết mạc gia huyết, thiên trinh hạo nhiên quyết rất thích hợp với ngươi. Thế nhưng mà, kiếm quyết của ngươi còn lợi hại hơn thiên trinh hạo nhiên quyết đấy. Ha ha, ngu xuẩn, trên đời này không có kiếm quyết lợi hại nhất, chỉ có lợi hại hơn. Trong mắt Mạc Tiểu Xuyên mang theo tinh quang, lực lượng toàn thân lúc này giãn ra, hội tụ vào một kiếm này. Sư phó, ta muốn cho người thấy toàn bộ thực lực của ta. Nhìn thấy thiếu niên năm đó quỷ gối dưới trăng trong thành hắc thiết, hôm nay đã trở thành cường giả đương thời. Chu Thiên Đãng ma kiếm, phá vỡ. Mạc Tiểu Xuyên quát một tiếng, kiếm quyết trong tay kêu lên vang vọng, một chiêu thiên trinh hạo nhiên quyết này bắn ra khắp bốn phương. Không có khả năng, làm sao có thể. Thu trưởng lão ở trong vực giới của mình nhìn thấy kiếm khí không ngừng đánh tan công kích mang theo quy tắc của hắn, lượn quanh bóng cây cổ thụ, không ngừng tàn phá. Hắn hoảng sợ mở to mắt ra, trong đôi mắt lộ vẻ kiếm khí đầy trời, rốt cuộc không nhìn thấy cái gì, hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng đang nuốt chửng hắn. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên vang lên, cả thành Tống Nguyệt Dương dưới một kiếm này rung động mạnh, kiếm khí và trưởng lực va chạm vào nhau, khí tức khô héo khuếch tán ra ngoài. Các công trình kiến trúc không ngừng sụp đổ, tiếp tục chừng uống cạn nửa chung trà. Vị trí của thu trưởng lão trước kia không còn bóng người, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, trong đầu khó có thể suy nghĩ, một kiếm vừa rồi đã chấn nhiếp linh hồn bọn họ, tất cả tư duy dừng lại, thậm chí đều quên chính mình tồn tại, chỉ còn lại dư âm ảnh hưởng và gió lạnh thổi qua. Rất tốt, đó là kiếm sinh mệnh, kiếm hô hấp, người đã học được vui sướng phồn vinh của Thiên Chu Đãng Ma Kiếm, ta thậm chí đã không phân rõ Thiên Chu Đãng Ma Kiếm là ngươi, hay là ngươi hóa thành Thiên Chu Đãng Ma Kiếm. Cảm giác này làm máu của ta sôi trào. Một tiếng tán thưởng, một câu bình luận do Lý Vân Tiêu nói ra, lập tức đánh vỡ yên tĩnh như chết này. Mọi người nhao nhao phục hồi tinh thần lại, nhưng mà bản thân dưới kiếm uy vừa rồi đã sợ hãi thật sâu, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắt. Kiếm sinh mệnh. Mạc Tiểu Xuyên nghe thấy Lý Vân Tiêu ca ngợi, sắc mặt khẩn trương thở ra một hơi, lộ ra một tia vui mừng. Có thể được sư phó tán thưởng. Những năm gần đây hắn đâm ra ngàn vạn kiếm là có giá trị. Sau sầu lo ngắn ngủi, Mạc Tiểu Xuyên đồng thời cũng cả kinh, nghiền ngẫm lời Lý Vân Tiêu nói, dường như có hiểu ra, lâm vào trầm tư. Lý Vân Tiêu cười nói, Thiên Chu Đãng Ma Kiếm chính là huyền khí cửu giai đỉnh phong, nó không chỉ có là khí, cũng là linh, cũng là ý, cũng là đạo. Thân hình Mạc Tiểu Xuyên hơi chấn động, hình như có lĩnh ngộ, ánh mắt đại thị. Trong mơ hồ cảm giác thân thể có hào quang lóe lên, chiếu sáng đêm tối trước mặt, con đường kéo dài tới nơi xa. Một kiếm vừa rồi là, Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết, đây cũng là Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết thành hắc thiết mạc ra a. Không ngờ khủng bố hư thế. Lệ Phi Vũ mở to mắt ra, kinh ngạc thất thần nói. Thành hắc thiết mạc ra. Đột nhiên Nhâm Quang Nhiễm kinh hãi, thất thanh nói. Là Thiên Chu Đãng Ma Kiếm. Thiên Trinh Hạo Nhiên Quyết chính là chí bảo trấn tộc của thành hắc thiết mạc gia, vì sao xuất hiện trên người hắn? Hắn rốt cuộc là ai? Tu Đan Hà trong nội tâm đại chấn, kinh sợ nói. Thành hắc thiết, hắn là người phương nào của thành hắc thiết? Thiên Nhất Các và thành hắc thiết từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, thậm chí còn có một ít sinh ý vãng lai, vì sao các hạ giết người Thiên Nhất Các? Sắc mặt của hắn khó coi, chết một gã trưởng lão. Đối với Thiên Nhất Các mà nói là tổn thất thật lớn, đã dao động căn cơ, nàng nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Các hạ dường như nên bàn giao với ta. Mạc Tiểu Xuyên sau khi thi triển một kiếm kia, bị Lý Vân Tiêu thoáng chỉ điểm, dường như có tâm đắc trên thân kiếm, trong mơ hồ có cảm giác sắp đột phá, trong nội tâm vui mừng như điên. Lý Vân Tiêu nói một câu vang lên bên tai. Vạn pháp như một, người kiếm đều già. Rốt cục tất cả tâm sự và rung động của Mạc Tiểu Xuyên đã bị phá vỡ, bình cảnh mở ra, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếu lên người của hắn, bốn phía có quy tắc lưu động, hợp thành một rót vào thân thể Mạc Tiểu Xuyên. Võ đế tiến giai. Tất cả mọi người chấn động,
hoảng sợ nhìn qua. Võ đế tiến giai không giống tầm thường, mỗi em toi tinh có thể dẫn động lực lượng thiên địa, quy tắc thế giới, không thể ngờ Mạc Tiểu Xuyên sau khi đánh ra một kiếm lại đột phá. Vào lúc này nội tâm mọi người ngũ vị tạp trần, nhìn qua hào quang bao phủ Mạc Tiểu Xuyên, tất cả đều có suy nghĩ, nhưng trên cơ bản trừ Thiên Nguyên Thương Hội ra, sắc mặt của những người còn lại ngưng trọng, âm trầm như nước. Chúc mừng sư huynh! Hắc Liên Thiếu Hoàng chúc mừng đầu tiên, Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường cũng đi lên chúc mừng, sau đó các thương hội phụ thuộc Thiên Nguyên Thương Hội không ngừng chúc mừng, mọi người vui mừng nhướng mày. Một hồi chém giết sinh tử, thoáng cái biến thành ăn mừng của dân gian. Tu Đan Hà nhìn đối phương đơn phương ăn mừng, một võ đế tấn cấp, bên mình chết một trưởng lão, dao động căn cơ thương hội, hắn tức tới mức muốn bốc khói. Không thể nhịn được nữa. Một, tóc mai trên người Tu Đan Hà xuất hiện một ít màu vàng, đó chính là biểu hiện đế khí tràn ra ngoài, nàng không khắc chế được cảm xúc của mình, nhưng mà nàng phải khắc chế, bởi vì nàng là đại trưởng lão Thiên Nhất Các, mà Thiên Nhất Các không thể trêu vào thành hắc thiết. Nàng cắn chặt răng chảy máu, nói ra từng chữ. Người thành hắc thiết, Thiên Nhất Các chúng ta có sinh ý vãng lai không tệ với các ngươi, ngươi có nên cho lão thân một câu trả lời hay không? Tâm tình Mạc Tiểu Xuyên thật tốt, nhưng nghe Tu Đan Hà nói thế thì sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói. Trả lời cái gì, như vậy về sau thành hắc thiết đoạn tuyệt sinh ý vãng lai với các ngươi là được, còn cần phải trả lời gì chứ? Ngươi, Tu Đan Hà tức giận trong mắt như nứt ra. Một kiếm vừa rồi không chỉ đánh chết trưởng lão võ đế, hơn nữa còn làm tất cả võ giả bốn phía không dám thở mạnh, dũng khí mất hết. Vốn là đến Dương Oai, nhưng bị đối phương chém hai người, còn là hài cốt không còn, nàng tức giận muốn bạo phát, nhưng vẫn dùng chú lý trí cuối cùng áp chế lại, khóe miệng chảy máu ra. Ngươi nói đi, Thiên Nguyên Thương Hội cho thành hắc thiết các ngươi chỗ tốt và điều kiện gì, Thiên Nhất Các sẽ trả gấp đôi, chỉ cần các hạ không nhúng tay vào chuyện hôm nay là được. Nàng đã nhẫn nhịn, trừ Mạc Tiểu Xuyên có thân phận thành hắc thiết ra, còn có một thanh Thiên Chu Đãng Ma kiếm, đây chính là trấn tộc chí bảo của thành hắc thiết, người trước mặt tại thành hắc thiết tuyệt đối có địa vị không thấp, hơn nữa vô cùng có khả năng là tồn tại phi thường hạch tâm. Nếu giết người này, thành hắc thiết trả thù, Thiên Nhất Các căn bản gánh không được. Cho nên dù hiện tại có bị đối phương chọc giận sôi lên, Thiên Nhất Các mất mặt không còn vẫn phải nhẫn nhịn. Mạc Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói ra. Cũng không có chỗ tốt gì, chẳng qua nói cho tốt chính là cầu đầu trưởng lão Thiên Nhất Các luyện kiếm. Ặc, ngươi muốn trả điều kiện gấp đôi sao? Rất tốt, lại gọi hai gã trưởng lão ra đây cho ta chém đầu, ta có lẽ sẽ có hứng thú hợp tác với các ngươi. Phốc, Tu Đan Hà bị tức giận làm phun máu tươi, khí thế dâng trào, không nói hai lời lăng không đánh ra một trường. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đã khiêu khích tới mức này, nếu nhịn nữa thì có khác gì con rùa đen. Cho dù đắc tội thành hắc thiết, cho dù sinh ra đại chiến toàn diện với thành hắc thiết cũng không tiếc. Tu Đan Hà vốn cao hơn Mạc Tiểu Xuyên mấy tầng, huống chi đang lúc tức giận, thân thể triệt để bạo phát, thực lực càng phát huy 120% thực lực, dưới một trường này bao phủ, mặt đất vỡ ra, vòm trời tan vỡ, nhật nguyệt vô quang. Người Thiên Nguyên Thương Hội câm như hến, cả đám đang chờ chết. Ngay cả Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng hoảng hốt. Vội vàng một trái một phải bảo hộ bên người Lý Vân Tiêu, một người cầm kiếm lăng không, một người quyền phong nắm chặt, thần thái kiên quyết rõ ràng, chết cũng không lùi bước một bước. Tu trưởng lão, làm gì tức giận với hậu bối như thế, chẳng lẽ không chết không thôi sao? Một giọng nói đạm mạc truyền tới, mang cho người ta cảm giác lười biếng, cảm giác lạnh như băng, không có chút sinh khí nào cả. Trước trường ảnh của Tu Đan Hà có một bóng người hiện ra, cũng lật tay đánh ra một trường. Cũng mang theo lực lượng phách tuyệt thiên hạ, hai đạo trưởng lực va chạm nhau, bầu trời phát ra âm thanh nặng nề, không thấp hơn huyền khí va chạm lúc trước. Khí huyết người chung quanh kích động, sóng âm trưởng lực quét qua toàn thân run rẩy, một ít võ giả tu vị thấp thất khiếu chảy máu, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Quyết đấu đỉnh phong chính thức cũng chỉ là một trưởng này mà thôi. Một kiếm kia của Mạc Tiểu Xuyên chỉ có thể uy hiếp mọi người, giờ phút này mọi người càng sinh lòng tuyệt vọng. Giống như con ếch ngồi đáy giếng nhìn thấy bầu trời bao la thì tuyệt vọng và kinh hoàng. Một lỗ đen khủng bố sinh ra giữa trường lực của hai người, không ngừng mở rộng ra, dường như muốn thôn vệ cả không gian. Trương Sùng, là ngươi. Tu Đan Hà giật mình, quát. Chẳng lẽ Kim Tiền Bang đã buộc lên với Thiên Nguyên Thương Hội rồi sao? Trương Sùng khẽ cười nói.
chúng ta đều là người làm buôn bán, tu trưởng lão sao lại nói lời ngu xuẩn như thế? Trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn nha. Đáng chết! Hai mắt Tu Đan Hà phóng hỏa, giận dữ hét. Ta đúng là muốn nhìn Kim Tiền Bang có lợi ích gì với Thiên Nguyên Thương Hội, thậm chí không tiếc khai chiến toàn diện với Thiên Nhất các chúng ta. Nàng đã váng đầu, đế khí ngưng tụ càng lớn, cắn răng thi triển 200% thực lực, dù đánh nổ toàn bộ thành Tống Nguyệt Dương này cũng không hối tiếc. Ai? Một tiếng thở dài truyền đến, nói. Cộng thêm tức cực môn của ta, chẳng biết có thể chống lại Thiên Nhất các của ngươi không? Trong năng lượng gió lốc cường đại, thậm chí có người trực tiếp xé rách lỗ đen, cưỡng ép kéo căng khe hở, bước một chân ra ngoài. Chiến y màu bạc không ngừng lập lòe trên thân người này, hắn cưỡng ép mở lối đi giữa lỗ đen sinh ra từ trưởng lực, trong tay phải cầm một tháp cao phong cách cổ xưa, hắn bắt ấn quyết từ trên cao chấn xuống. Tháp cao giống như cột trống trời áp xuống, mở rộng ra trên không cả thành Tống Nguyệt Dương, áp vào trưởng lực của Tu Đan Hà cùng Trương Sùng hai người. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, một hồi nước rung đất chuyển như trời sập sinh ra. Nơi đóng quân Vạn Bảo Lâu ở xa xa, sắc mặt mọi người biến hóa. Ánh mắt Thôi Bác hóa thành mũi nhọn lợi hại, giống như nhìn xuyên thấu qua bầu trời, nhìn tất cả chuyện xảy ra xa xa. Tuyên trưởng lão băn khoăn quả nhiên đã thành hiện thực, Thiên Nhất các lần này vô công quay về rồi. Ánh mắt của hắn nhìn qua tháp cao kia, trong mắt đầy phức tạp và khiếp sợ. Địch Sinh Hoa lộ ra vẻ kinh ngạc, sợ hãi nói. Phó môn chủ tứ cực môn vẫn nắm giữ chí bảo trấn thiên tháp này trong tay, chẳng lẽ là anh cũng đi? Thôi Bác thì thào nói ra. Trấn thiên tháp chính là vật truyền lưu từ viễn cổ, tương truyền là một kiện phòng chế phẩm siêu phẩm huyền khí lợi hại, tuy là phòng chế, thực sự gần như là cửu giai đỉnh phong. Đáng sợ hơn là anh gần như có thể kích phát 7-8 thành uy lực của nó, đã là nhân vật đỉnh cấp trong Thương Minh. Địch Sinh Hoa cả kinh nói. Phỏng chế phẩm siêu phẩm huyền khí. Siêu phẩm huyền khí không phải chỉ có Nặc Á Chi Chu sao? Thôi Bác lắc đầu nói. Đó là chuyện sau khi nhân loại khống chế đại lục, trước đây còn có rất nhiều tồn tại cường đại. Mặc dù là siêu phẩm huyền khí cũng có không ít, nhưng mà, Thiên Nguyên Thương Hội rốt cuộc bằng vào cái gì có thể mời La Anh tới áp trận cho bọn họ. Tuyên trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Trong mắt Tuyên Ngọc Đường sinh ra thần sắc rung động rồi biến mất. Lần nữa hồi phục bộ dáng không bận tâm, nhàn nhạt nói ra. Ta đoán chừng, chúng ta thiếu tin tức quan trọng, mà tin tức này lại được Tiền Tài Bang và Tứ Cực Môn biết rõ, lúc này mới làm bọn họ vào lúc khẩn yếu quan đầu này đứng ra. Nếu không bằng vào nội tình hiện tại của Thiên Nguyên Thương Hội thì không khiến hai nhà này quan tâm. Không thể nhịn được nữa. Hai. Ân, nói có lý. Chúng ta thiếu thốn tin tức, đó là cái gì chứ? Thôi Bác thoáng tưởng tượng. Đột nhiên cả kinh nói. Ngươi nói có phải là Thiên Nguyên Thương Hội hứa hẹn hiệu chung với bọn họ, lúc này mới mời được cường viện tới. Tuyên Ngọc Đường sững sờ, trong mắt mang theo một đạo tinh quang, ngưng trọng nói. Không bài trừ loại khả năng này. Vốn theo hiểu biết của ta về Đinh Linh Nhi, nàng sẽ không làm như thế, trừ phi là chủ ý của Lý Vân Tiêu. Dù sao nữ hài tử nếu gặp gỡ lang quân như ý, sẽ kính dâng tất cả ra ngoài, cũng là rất bình thường. A, à, Tuyên trưởng lão ý nói người cầm quyền của Thiên Nguyên Thương Hội hiện tại chính là Lý Vân Tiêu. Địch Sinh Hoa đi qua đi lại vài bước, nói. Đúng là có khả năng này, chúng ta có thể nghĩ biện pháp điều khiển Lý Vân Tiêu, đây chẳng phải là nhét Thiên Nguyên Thương Hội vào trong Vạn Bảo Lâu chúng ta khống chế sao? Địch Sinh Hoa dường như cảm thấy đây là chủ ý tuyệt diệu, càng nghĩ càng kích động, nói. Lý Vân Tiêu chỉ là thổ dân Nam Vực, căn bản chưa thấy qua các mặt xã hội. Muốn khống chế hắn có lẽ không khó. Thôi Bác dội nước lạnh, khẽ nói. Địch trưởng lão suy nghĩ quá ngây thơ, một gã có thể khống chế Thiên Nguyên Thương Hội, hơn nữa còn là nhân vật kéo Tiền Tài Bang và Tứ Cực Môn xuống nước, sao có thể là nhân vật đơn giản. Việc cấp bách của chúng ta là phải biết Tiền Tài Bang và Tứ Cực Môn đã biết cái gì mà là chúng ta không biết. Tuyên Ngọc Đường nói. Lý Vân Tiêu kia từ khi tiến vào thành Tống Nguyệt Dương, dẫn do Tật Hỏa khống chế và giám sát. Có lẽ hắn nắm giữ vài tin tức gì đó. À, là Tật Hỏa. Vì một thổ dân mà an bài hắn đi, là ai an bàn như thế? Thôi Bác liên tục nói. Nhưng mà chuyện này rất có ánh mắt, Lý Vân Tiêu quả nhiên không phải bình thường, mau gọi Tật Hỏa tới gặp ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Tuyên Ngọc Đường ngưng mắt nhìn, lập tức nhìn vào trong bầu trời xa xa, trên mặt khô héo mang theo thần sắc kích động, trong miệng thì thào tự nói, nhưng mà không ai nghe ra cái gì cả. Trên không trung nơi trú đóng của Thiên Nguyên Thương Hội, Chấn Thiên Tháp nhất trụ kình thiên chấn áp xuống, ở cửa tháp sinh ra hấp lực to lớn, trực tiếp không gian bốn phía, kể cả trưởng lực của Tu Đan Hà cùng Trương Sùng và Lỗ Đen cũng bị hút vào trong tháp. Sắc mặt Tu Đan Hà cùng Trương Sùng đột biến, hai người đánh ra một trưởng lần nữa, lập tức lui ra phía sau, nhao nhao bay xuống dưới. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, nhìn qua thấp cao thì chấn động toàn thân. Thương Minh Chấn Thiên Tháp hắn cũng nghe qua, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy, mà làm cho nội tâm của hắn hoảng hốt, Chấn Thiên Tháp vậy mà giống như đúc cái hắn nhìn thấy ở vực ngoại tinh không, chính là cổ tháp chấn áp đế già. Có điểm khác nhau là, trên Chấn Thiên Tháp tức giận không kiềm được, cổ tháp của đế già khủng bố hơn nhiều, hơn nữa nhìn qua cái này còn mới hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là phòng chế phẩm? Chấn Thiên Tháp sốt cuộc có lai lịch gì, nhất định phải tìm cơ hội nói cho rõ ràng. Trong lòng Lý Vân Tiêu âm thầm tự đánh giá. La Anh sau khi dẹp loạn tranh chấp giữa hai người, trên người thu liễm chiến y màu trắng bạc lại, Chấn Thiên Tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, thu vào lòng bàn tay của hắn, bị hắn thu vào trong cơ thể. Lần này không chỉ có Tu Đan Hà, mà ngay cả Nhâm Quang Nhiễm cũng nhịn không được, ồn ào quát. La Anh, Trương Sùng, người hai người các ngươi tại sao tới đây? Đây là chuyện của Thiên Nhất Các và Thiên Nguyên Thương Hội. Các ngươi chẳng lẽ muốn thương minh phân liệt sao? Nội tâm của hắn sợ hãi không dứt, hai người này ra tay, dùng thân phận địa vị của bọn họ trực tiếp đại biểu cho lập trường của Tứ Cực Môn và Kim Tiền Bang, trong mơ hồ hắn cảm thấy không ổn. Hừ! Không chờ hai người trả lời, Lý Vân Tiêu liền hừ lạnh nói. Lão thất phu, nếu ngươi đã biết đây là chuyện giữa chúng ta và Thiên Nhất Các, Vạn Bảo Lâu chọc trứng chim vào đây làm cái quái gì? Thiệt thòi ta vẫn xem Vạn Bảo Lâu là bằng hữu, còn có Phi Vũ huynh lúc trước hứa hẹn có người gây bất lợi cho ta, hắn nhất định sẽ đứng ra giáo huấn đối phương, bây giờ lại cùng người khác đối phó ta, xem ra tình cũ ở thành Vũ Phong không được rồi, tiểu đồng bọn không thể nào cùng chơi đùa với nhau được nữa. Lệ Phi Vũ đầu đầy đổ mồ hôi, ngượng ngùng nói. Vân Thiếu nói lời này quá bất công, Lệ Phi Vũ ta là người công bình. Ngày đó hứa hẹn nếu có người khi dễ Vân Thiếu, ta tự nhiên sẽ đứng ra đầu tiên, nhưng bây giờ là ngươi khi dễ người khác sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh, lãnh đạm nói. Nếu muốn sửa từ ngữ thì sợ gì không có cách, cũng may mắn cũng nhờ có chuyện này mới có thể thấy rõ mục đích của ngươi, cùng với sắc mặt thật sự của Vạn Bảo Lâu. May mắn trong thương minh cũng không phải tất cả đều cậy mạnh hiếp yếu, bỏ đá xuống giếng, khá tốt có Tứ Cực Môn và Kim Tiền Bang đại nghĩa, nguyện ý buông tha tư lợi bản thân. Dùng hài hòa của thương minh làm đại cục động thân mà ra, đối kháng với đám tôm tép nhãi nhép. Hắn nói chuyện ngôn từ chính nghĩa, nói hiên ngang lẫm liệt, cao giọng nói. Thiên địa có chính khí, hạo nhiên chính khí trường tồn thiên địa. Tất cả mọi người há to mồm, ngẩn ngơ nhìn qua. Ngay cả La Anh cùng Trương Sùng cũng nhíu mày, thầm nghĩ chính mình có vĩ đại như vậy sao? Càng nghĩ càng cảm thấy càn khôn mênh mông cuồn cuộn, thoáng cái eo cũng ưỡn thẳng. Mặt mũi tràn đầy chính khí trừng gian diệt ác, phát huy chính nghĩa mạnh mẽ. Lệ Phi Vũ nuốt nước miếng, hắn phát hiện khẩu tài của Lý Vân Tiêu còn khó lường hơn cả thực lực của hắn, hoàn toàn không biết nên nói tiếp thế nào. Tu Đan Hà thấy La Anh xuất hiện, dần dần tỉnh táo lại, ý thức được kết quả hôm nay đã thoát ra khỏi khống chế, đã phát triển theo hướng không tốt. Tứ Cực Môn, Kim Tài Bang, Thiên Nguyên Thương Hội là ba trong bảy cự đầu của thương minh. Chính mình trừ phi lại kéo thêm hai nhà khác tới, nếu không căn bản không có khả năng chống lại, huống chi còn có Thành Hắc Thiết. Thành Hắc Thiết có thể so sánh với cả thương hội liên minh, là tồn tại có thể chống lại bảy siêu cấp thế lực A. Tu Đan Hà cảm thấy tâm thần lạnh như băng, thật lạnh thật lạnh. Lệ công tử thân là một trong tứ tú của Bắc Vực, không thể ngờ là loại người này, thật khiến người ta thất vọng. Không gian gần Thiên Nguyên Thương Hội thay đổi, lập tức có nhiều nhân mã đi tới. Dùng tiền vô địch cầm đầu, đều là người Kim Tiền Bang, thình lình còn có hai tên cường giả võ đế bên trong, võ tôn cũng không ít. Một khi xuất hiện, mọi người không hề che giấu khí tức, không gian chung quanh bị võ ý cường địa làm lắc lư không dứt. Chiến ý trên người tiền vô địch bắn ra, nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Phi Vũ đầy khiêu khích. Lệ công tử là một trong tứ tú của Bắc Vực, đương nhiên không giống những tiểu lâu la chúng ta nha. Chúng ta hiểu làm người thì nói chuyện phải giữ lời.
mà Lệ công tử lại hiểu lời lẽ biến báo, có thể dùng đánh người. Phát dương chính khí. Ở bên khác có một đám người ngựa xuất hiện, Đường Tâm cũng mang theo cao thủ tứ cực môn xuất hiện, trên mặt đầy tươi cười lạnh lẽo. Kim Tiền Bang, Thiên Nguyên Thương Hội, tứ cực môn vừa xuất hiện, lại muốn chiếm đoạt trận thế của Thiên Nhất Các, sau khi hai người nói chuyện, không gian bốn phía yên tĩnh không còn chút âm thanh nào khác. Tình thế nghịch chuyển kinh người, làm cho tất cả mọi người khó có thể thích ứng, chỉ cảm thấy quá mức hí kịch. Dù sao Đinh Linh Nhi cũng là chủ nhân Thiên Nguyên Thương Hội, tuy tất cả đều có Lý Vân Tiêu trưởng quản thay nàng, nhưng nàng dù sao cũng là đại hội trường, vào lúc này dùng thân phận đại chủ nhân ra khỏi hàng, nhìn hai đội ngũ cảm kích nói. Linh Nhi đa tạ hai vị công tử trưởng nghĩa tương trợ, tình nghĩa hôm nay ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Đường Tâm híp mắt cười nói. Linh Nhi tiểu tỷ khách khí, áp chế lực lượng tà ác, phát huy mạnh thiên địa chính khí, ổn định đoàn kết thương minh, đây chính là chuyện chúng ta nên làm, không thể chối từ. Tất cả mọi người vẻ mặt đầy hắc tuyến, khi Lý Vân Tiêu hiên ngang lẫm liệt chiếm đạo lý, lần này hai phái tranh giành lợi ích thoáng cái biến thành chính nghĩa và tà ác đọ sức, đoàn kết cùng phá hư tranh đấu với nhau. Người Thiên Nhất Các cùng Vạn Bảo Lâu tức giận kêu to ngao ngao, nhưng khổ nổi khẩu tài không bằng đối phương, đánh thì đánh không lợi, vẻ mặt đen lại, hai mắt phóng lửa. Nội tâm Tu Đan Hà tức giận và không cam lòng cũng bình tĩnh trở lại, lạnh giọng nói. La Anh, Trương Sùng, hai người cũng sẽ không giống như đám tiểu bối, đùa nghịch miệng lưỡi đấy chứ. Ta hy vọng hai người các ngươi tỏ thái độ rõ ràng, chuyện hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có phải các ngươi buộc cùng chỗ với Thiên Nguyên Thương Hội hay không? Thậm chí không tiếc làm cho thương minh quyết liệt, đại chiến lẫn nhau. La Anh cùng Trương Sùng hai người nhướng mày, loại chuyện đại biểu lập trường này bọn họ không dám nói bậy. Trương Sùng cười nói. Chuyện hôm nay do vô địch làm chủ sự, ta chỉ đi theo thiếu gia tới. Toàn bộ chuyện này hỏi thiếu gia của ta là được. La Anh cũng gật đầu nói. Cũng được, người chủ sự tứ cực môn hôm nay chính là Đường Tâm công tử, tu trưởng lão nên hỏi hắn. Sau khi hai người nói xong, quay đầu lại nhìn qua không trung, không muốn lại nói tiếp. Để tránh nói nhiều có mất. Tu Đan Hà tức giận toàn thân phát run, dùng thân phận và địa vị của hắn, Tiền Vô Địch cùng Đường Tâm nào có tư cách gì nói chuyện trực tiếp với hắn, nhưng tình thế bức người, rơi vào đường cùng mặt mo vẫn phải kéo xuống, nhìn qua Tiền Vô Địch cùng Đường Tâm hai người. Khục khục, Đường Tâm ho khan hai cái, nói. Chúng ta chỉ phát huy chính khí mà thôi, chuyện nơi này dùng Vân Thiếu làm chủ. Tiền Vô Địch cũng gật đầu cười nói. Đúng vậy. Ta cũng làm việc theo ý của Lý Vân Tiêu. Ngươi, các ngươi. Tu Đan Hà vốn áp chế lửa giận trong lòng lại bốc cháy lên, giờ phút này hắn có xúc động muốn đồng quy vu tận với hai người này, nhưng có La Anh Trấn Thiên Tháp tại đây, cho dù hắn muốn đồng quy vu tận cũng không được. Vẻ mặt Lệ Phi Vũ đắng chát, nói chuyện trực tiếp với Tu Đan Hà mà cho Lý Vân Tiêu nói thì không thỏa đáng, nếu Vạn Bảo Lâu cùng Thiên Nhất Các đã cột vào nhau, giờ phút này cũng không nên ngồi xem cuộc vui. Hắn đành phải xuất đầu, nói. Vân Thiếu, chuyện hôm nay liên lụy quá nhiều, ta cũng không ngờ cũng cuốn cả tứ cực môn cùng Kim Tiền Bang vào, hiện tại đã không thể tái chiến, không bằng mọi người nói cho rõ ràng, dùng tiêu trừ hiểu lầm. Ngươi cũng không phải nói muốn giữ gìn ổn định đoàn kết trong thương minh sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Hai chữ Vân Thiếu không dám nhận, ngươi nên gọi ta là Lý Vân Tiêu A. Nói thật, ta thật không muốn quen ngươi. Ý của ngươi nói. Tứ cực môn cùng Kim Tiền Bang là tới ra tay giúp ta, cho rằng Thiên Nguyên Thương Hội chết chắc, cho nên nói không giữ lời, bỏ đá xuống giếng, nếu sớm biết như thế, tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời, tất nhiên sẽ giả vờ ngưu bức, đối với loại người như ngươi, ta chỉ có thể cười ha 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 thôi. Trên mặt Lệ Phi Vũ xấu hổ đỏ bừng, hắn quả nhiên là người vô tội, hoàn toàn là nằm cũng trúng đạn, ngày đó chỉ lưu một câu xã giao với Lý Vân Tiêu, tới thành Tống Nguyệt Dương thì bị đối phương nắm tóc. Giờ phút này bị Lý Vân Tiêu ép sát, muốn mang tội danh nói không giữ lời áp lên đầu của mình, nếu như truyền đi, đối với danh dự của hắn đã kích thật lớn, nhưng khổ nổi tài hùng biện thật sự không bằng đối phương, chỉ có thể chịu thua, nói. Việc này thật sự có quá nhiều hiểu lầm, Phi Vũ thiệt tình không phải có suy nghĩ này, chuyện của ta và ngươi, ngày khác sẽ bàn giao khiến Vân Thiếu thỏa mãn. Hôm nay nên dùng đại cục thương minh làm trọng. Thần sắc lưu chuyển trong ánh mắt của hắn. Xen lẫn một tia đắng chát và cầu khẩn. Lý Vân Tiêu hừ hừ không thôi, hắn tự nhiên nghe ra ý trong lời Lệ Phi Vũ,
cũng không biết giá trị bàn giao thỏa mãn là bao nhiêu. Được rồi, chuyện của ta và ngươi là việc riêng, ngày khác bàn sau. Nhưng nếu Lệ công tử xem đây là kế hoãn binh, ta tất nhiên sẽ mang bộ mặt Lệ công tử cùng Vạn Bảo lâu chiêu cáo thiên hạ. Hôm nay bàn chính sự của Thương Minh đi. Trong lời hắn nói có ý áp chế 10 phần, Lệ Phi Vũ cùng Nhâm Quang Nhiễm nghe ra rõ ràng, nói nếu bàn giao thỏa mãn không làm hắn hài lòng, Lệ Phi Vũ cùng Vạn Bảo lâu sẽ có phiền toái. Nhâm Quang Nhiễm chỉ cảm thấy đau đầu, qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào dám uy hiếp Vạn Bảo lâu, hôm nay lại bị một võ hoàng uy hiếp, hắn đột nhiên cảm giác kiến thức của mình không đủ dùng, chẳng lẽ thời đại đại biến. Đường Tâm cùng Tiền Vô Địch vui vẻ không dứt, biết rõ Vạn Bảo lâu lần này sẽ xuất huyết nhiều, đụng phải ác ma Lý Vân Tiêu này, muốn toàn thân trở ra là chuyện không có khả năng. Lệ Phi Vũ ăn thiệt thòi lớn, cũng không có cách nào, dù gãy răng chảy máu cũng phải nuốt xuống, nhưng hắn càng hiểu tính cách của Lý Vân Tiêu, biết rõ đối phương đã khoan hồng độ lượng, nếu không cầm chế thanh danh hắn nói chuyện không giữ lời, lại dẫn phát Thương Minh đại chiến, đây mới thực sự là đáng sợ. Hắn đã hạ quyết tâm, nói. Vốn Thiên Nguyên Thương Hội và Thiên Nhất Các cũng không có ân oán, chỉ là một ít hiểu lầm mà ma sát nhỏ, càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên đưa tới kết quả hôm nay. Theo thiện ý vụng về của tại hạ, không bằng tất cả vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bỏ qua binh đao. Đợi vài ngày sau trên võ thuật xong hội phân cao thấp với nhau. Lý Vân Tiêu nói, Thiên Nguyên Thương Hội chưa bao giờ sợ hãi, ý này ta không dị nghị. Cũng không biết đầu sỏ Thiên Nhất Các gây nên chuyện này có đồng ý hay không. Tu Đan Hà tức giận nói. Thiên Nguyên Thương Hội khinh người quá đáng, còn dám nói chúng ta là đầu sỏ gây nên chuyện này, nhưng ở đây Thiên Nhất Các đã chết một trưởng lão, việc này không thể bỏ qua, phải bàn giao cho ta. Tư cách võ quyết, 1. Đám lâu la khác chết nhiều hơn nữa cũng không sao, nhưng mà cấp bậc trưởng lão chính là căn bản của Thương Hội, là chiến lực tuyệt đối. Bất luận tổn thất trưởng lão nào cũng là tổn thương căn bản, không thể bỏ qua. Chuyện hôm nay toàn bộ do Tu Đan Hà chủ đạo, nếu như không cầm ra câu trả lời, hắn không cách nào bàn giao với môn chủ Thiên Nhất Các. Nhìn thấy Thiên Nhất Các chết một gã trưởng lão, bộ dáng Tu Đan Hà hổn hển, người các thương hội còn lại mỉm cười, bộ dáng hả hê. Ngay cả Vạn Bảo lâu cũng mừng thầm không dứt, có thể suy yếu lực lượng hạch tâm của bổn minh, bọn họ cũng ưa thích nghe ngóng. Lý Vân Tiêu khinh miệt nói. Bàn giao, chỉ trách hắn học nghệ không ti, chết đi cặn bã không còn thừa. Nếu không thừa lại cánh tay hay đùi hắn, ngươi còn định mang về làm lưu niệm hay sao? Sắc mặt Tu Đan Hà âm trầm như nước, cắn răng nói. Ta không tranh miệng lưỡi với ngươi, nếu hôm nay không có bàn giao, Thiên Nhất Các sẽ đồng quy vu tận với các ngươi. Sát khí trên người của hắn tuôn ra, bốn phía tràn ngập hàn khí bao phủ các ngươi. Võ giả chung quanh cắn chặt hàm răng. Đặc biệt là Thiên Nhất Các và các võ giả phụ thuộc, sắc mặt khó coi như gan heo, bọn họ không muốn đồng quy vu tận, lúc trước sức chiến đấu tăng cao, đó là bởi vì cho rằng tất thắng, hiện tại trong cục diện này bọn họ giảm sao dám xông lên. Sắc mặt khó khăn nhất chính là ba tên võ đế của La Khúc Thương Hội, trong lòng bọn chúng lạnh giá thật sự, giống như không đường có thể đi. Mà những lâu la của La Khúc Thương Hội đứng trong Thiên Nguyên Thương Hội nhìn qua ba tên này với ánh mắt hả hê, ngồi xem kết cục của bọn chúng. Lệ Phi Vũ thấy thái độ Tu Đan Hà kiên quyết như vậy, cũng không có chủ ý. Đột nhiên La Anh mở miệng nói ra. Tu trưởng lão, ta thấy như vậy đi. Nếu như để mấy lão bất tử chúng ta động thủ, ảnh hưởng cũng quá lớn rồi, không bằng cho đám trẻ tuổi đọ sức. Tổ chức võ quyết cho sớm, để giải quyết ân oán hai bên, thế nào? Tổ chức võ quyết sớm. Đồng tử tất cả mọi người co lại, nhưng sau một phen suy tính, biện pháp này có thể thực hiện. Nếu không dùng hung ác của cường giả như Tu Đan Hà đánh nhau, đúng là rất phiền toái. Đặc biệt là người tứ cực môn cùng Kim Tiền Bang cũng chỉ hy vọng ngăn cản một kiếp này cho Thiên Nguyên Thương Hội mà thôi, cũng không định kết thù kết oán với Thiên Nhất Các. Phương pháp này ta thấy được. Nhâm Quang Nhiễm chậm rãi nói. Cũng không cần tổ chức võ quyết sớm cho tất cả. Phàm là người muốn giải quyết ân oán, đều có thể tiến hành hôm nay. Người thua lập tức mang đám người rời khỏi thành Tống Nguyệt Dương, không thể tham gia Thương Minh xong hội mấy ngày sau. La Anh nhướng mày, nói. Như vậy dường như không ổn, dù sao xong hội là thuật võ xong hội, không bằng một phương thua nhận thua, hơn nữa trong võ quyết mấy ngày sau phán thua cuộc, như vậy mới công bình. Nhâm Quang Nhiễm oán niệm chừng La Anh,
hắn vừa rồi nói như thế là muốn đá Thiên Nhất Các hoặc là Thiên Nguyên Thương Hội một phương ra khỏi ban trị sự, như vậy bảy đại cự đầu biến thành sáu, phù hợp với lợi ích của Vạn Bảo Lâu bọn họ. La Anh làm sao không rõ ý tứ của Nhâm Quang Nhiễm, nhưng Vạn Bảo Lâu thế đại, bọn họ còn cần các cự đầu khác làm suy yếu thế lực của nó, cho nên giữ lại bảy vị trí mới có lợi cho bọn họ. Ân, La Huynh nói như vậy có lý, ta tán thành. Trương Sùng cũng tỏ thái độ, trên mặt vui vẻ một chút. Trên mặt Tu Đan Hà lúc này mới có thần sắc tốt hơn, khẽ nói. Nếu tất cả mọi người đồng ý, Thiên Nhất Các tự nhiên cũng không phản đối. Nếu Thiên Nhất Các thua, ta lập tức vỗ vỗ bờ mông rời đi, thu trưởng lão chết thì không đề cập tới, nhưng Thiên Nguyên Thương Hội thua, nên như thế nào? Ánh mắt nhìn qua người Đinh Linh Nhi, bước hỏi tới. Dù sao giết chết thu trưởng lão là Mạc Tiểu Xuyên, Mạc Tiểu Xuyên là người thành hắc thiết, cho dù giao Mạc Tiểu Xuyên giao cho hắn thì cũng không thể xử trí, đây chính là chuyện đau đầu. Đinh Linh Nhi bị ánh mắt này làm toàn thân rét run, thoáng cái trốn ra sau lưng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Vậy dễ thôi. Hắn cũng hiểu băn khoăn của Tu Đan Hà, chỉ vào Mạc Tiểu Xuyên nói. Nếu chúng ta thua, ta sẽ trảm hung thủ giết thu trưởng lão, mang đầu lâu cho các ngươi nhé. Miễn cho Thiên Nhất Các sợ thành hắc thiết trả thù, ác nhân này nên giao cho chúng ta làm. Cái gì? Tất cả mọi người thân thể đại chấn, Lý Vân Tiêu nói lời này rõ ràng mang theo tin tưởng rất mạnh, bọn họ nhất định sẽ không thua. Trừ Tiền Vô Địch tin tưởng thực lực của hắn ra, những người còn lại mang theo thần sắc hồ nghi. Lúc trước tên cường giả võ tôn thi triển huyền khí khối lập phương chết trong tay Lý Vân Tiêu, nhưng cục diện lúc ấy quá chấn động, cũng không có người thấy rõ tình hình cụ thể. Đều cho rằng võ đế của Thiên Nguyên Thương Hội âm thầm ra tay, nếu không võ tôn há có thể dễ dàng thân vẫn. Mặt Mạc Tiểu Xuyên tràn đầy hắc tuyến, ngượng ngùng nói. Vân, Vân Thiếu, người cứ như vậy bán ta sao? Nếu thật sự thua, ta đây chẳng phải là. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười mắng. Ngươi lo lắng cái rắm, không biết Vân Thiếu thua còn không thể tưởng tượng hơn cả chém đầu ngươi sao? Mạc Tiểu Xuyên ngượng ngùng nói. Đúng là như thế. Nhưng mà cảm thấy là lạ, có nên cầm đầu của ngươi ra đánh cược hay không? Hắc Liên Thiếu Hoàng khẽ nói. Ít được tiện nghi mà khoe mẻ, cái đầu của ngươi giá trị mấy đồng. Có thể được làm tiền đặt cược cho Vân Thiếu chính là vinh hạnh lớn lao, ngươi bây giờ nên cảm thấy vui vẻ mới đúng a. Còn giả bộ làm người thua thiệt làm gì? Hai người nói chuyện với nhau làm cho tất cả mọi người im lặng, nhưng lọt vào trong tai người Thiên Nhất Các thì vô cùng nghiêm trọng. Tu Đan Hà lạnh lùng nói. Tốt, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, mấy đại lão của Thương Minh đang ở đây, thua thì không nên quỵt sổ sách, trận chiến này do ngươi lên, chỉ có thể thắng, không thể bại. Thời điểm Tu Đan Hà đọc tên, nội tâm trầm trọng quét sạch, dường như khôi phục uy phong và khí thế của đại trưởng lão Thiên Nhất Các, cái tên này mang theo tin tưởng cho hắn. Tất cả mọi người cảm thấy nội tâm chấn động, cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi vào nữ tử áo xanh sau lưng Tu Đan Hà. Đặc biệt là Tiền Vô Địch là thế hệ trẻ sắc mặt càng ngưng trọng. Bóng dáng màu xanh lắc lư đi tới, mọi người chỉ cảm thấy hương khí ập vào mặt, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đi ra khỏi hàng, từ từ đi thẳng về phía trước. Lương Ngọc Y mặc dù không có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành như Thủy Lạc Yên cùng Đinh Linh Nhi, nhưng cũng có bộ dáng đáng yêu, mặt như hoa đào, nhưng mà trên người tỏa ra hàn khí thấu xương, làm cho người ta không dám sinh ý loạn. Đại trưởng lão an tâm. Ngọc sẽ không làm nhục sứ mạng. Một câu nói rõ ròn dễ nghe, tất cả mọi người cảm thấy thoải mái, làm cho người ta không chút nghi ngờ mấy chữ, không làm nhục sứ mạng, đây là tự tin bực nào. Tư cách võ quyết, 2. Tâm tình Tu Đan Hà tốt hơn một chút, nói. Không nên lưu thủ, có thể giết thì giết. Vâng. Lương Ngọc Y gật đầu đáp, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh tịnh như nước đã không thấy, đổi thành sắc bén như đao, mũi nhọn lộ ra ngoài. Giống như cách ba thước cũng bị đâm bị thương. Ánh mắt Tu Đan Hà nhìn qua Thiên Nguyên Thương Hội, hừ lạnh nói. Nếu đã tổ chức võ quyết sớm, các người phái ai lên đây, không biết là Đinh Linh Nhi hay là tên Lý Vân Tiêu gì đó lên. Lý Vân Tiêu cười nói. Tự nhiên là ta, nếu như để cho hội trưởng đại nhân đi lên, chẳng phải là nâng cao giá trị con người của các ngươi lên sao? Ánh mắt Lương Ngọc Y có tinh quang chớp động. Đảo qua trên người Lý Vân Tiêu dò xét một phen, nói. Nếu là ngươi, đó mới là trận chiến có ý nghĩa.
nếu như là Đinh Linh Nhi thì không cần chiến. Nhưng mà Võ Quyết chính là nhân tài của thương hội mới xuất hiện mới có tư cách tham dự, nghe nói ngươi là thành chủ thành Viêm Vũ ở Nam Vực, lại không biết có tư cách gì thay Thiên Nguyên thương hội xuất chiến. Đúng vậy, Lý Vân Tiêu, ngươi có tư cách gì tham chiến? Đột nhiên Tu Đan Hà kịp phản ứng, quát lạnh nói. Nếu là người thương minh thì có thể tùy tiện xuất chiến, tất cả còn đi nhờ người ngoài, còn đấu làm cái gì? La Anh cũng nhướng mày, nói. Lý Vân Tiêu, ngươi là người Thiên Nguyên thương hội, nếu không chính là phá hư quy củ, chỉ có thể để Đinh Linh Nhi hoặc là người khác của thương hội đi lên mà thôi. Tình huống này Đinh Linh Nhi dường như đã sớm chuẩn bị, cao giọng nói. Lý Vân Tiêu chính là trưởng lão danh dự của Thiên Nguyên thương hội. Tu Đan Hà cười lạnh nói. Ha ha, trưởng lão danh dự, hoàn toàn tạm giữ chức lừa gạt tiểu hài tử mà thôi, quá mức đùa giỡn rồi. Người Kim Tiền Bang cùng Tứ Cực Môn cũng nhíu mày, trưởng lão danh dự chính là tùy thời tạm giữ chức, mà trưởng lão chính thức thì khác, đó hoàn toàn là phần tử của thương hội. Đinh Linh Nhi cũng có ý để Lý Vân Tiêu đảm nhiệm trưởng lão chính thức, nhưng băn khoăn thân phận của Lý Vân Tiêu, còn có thân phận thành chủ thành Viêm Vũ, cho nên vị trí trưởng lão này nàng không dám tùy tiện cấp, sợ Lý Vân Tiêu hiểu lầm. Lương Ngọc Y cười nói, trưởng lão danh dự quá mức đùa giỡn rồi. Lý Vân Tiêu đã là thành chủ thành Viêm Vũ, làm sao có thể trở thành trưởng lão thương minh đây? Trừ phi, ánh mắt nàng cười nói. Trừ phi ngươi lấy Đinh Linh Nhi, trở thành con rể Thiên Nguyên thương hội, như vậy mới phù hợp quy định. Thân thể mềm mại của Đinh Linh Nhi chấn động, đôi má mắc cỡ đỏ bừng, trực tiếp cúi thấp đầu, căn bản không ngẩng đầu lên được. Lương Ngọc Y nói chuyện này nàng không phải chưa nghĩ qua, nhưng mà thân phận hai người chênh lệch quá lớn. Hơn nữa tâm tư của Lý Vân Tiêu nàng căn bản không đoán ra. Vì thay Thiên Nguyên thương hội xuất chiến, nàng cố ý thương lượng với Vu lão trong thương hội, vốn muốn xem xét ý của Lý Vân Tiêu, nhưng không ngờ sinh ra dị tưởng, Vu lão lại chết trong tay đệ đệ của mình. Chuyện này cũng gác lại, ý định trước thuật võ xong hội sẽ nói ra, nhưng không ngờ kế hoạch không bằng biến hóa, Võ Quyết tổ chức sớm. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng vẻ mặt nghiền ngẫm, bộ dáng xem kịch vui. Lạc Vân Thường nội tâm cũng khẩn trương lên, trong mơ hồ còn mang theo một chút thất lạc, dường như sợ mất đi. Đám người còn lại của thương minh, sắc mặt rất khó coi. Nữ thần bị người ta cướp đi, tóm lại đây là chuyện phiền muộn, Đinh Linh Nhi cùng Thủy Lạc Yên không biết là tình nhân trong mộng của bao nhiêu người, mà kẻ chiếm được chính là địch nhân của tất cả mọi người. Lý Vân Tiêu làm sao không biết tâm ý của Đinh Linh Nhi, ngay cả hắn gần đây xem thường thương sinh cũng hơi không bỏ mặt mũi được. Mở miệng nói. Chuyện của ta và Linh Nhi là chuyện riêng, thứ cho không nói ra ngoài. Về phần thân phận của ta, nếu chư vị có hứng thú thì ta nói thẳng. Thành Viêm Vũ vốn là thế lực cấp dưới của Thiên Nguyên Thương Hội tại Nam Vực, thành chủ Thành Viêm Vũ cũng thuộc Thiên Nguyên Thương Hội quản hạt, các vị thỏa mãn chưa? Sắc mặt mọi người biến hóa, Lý Vân Tiêu vừa nói như thế, Thành Viêm Vũ trước kia vốn không có quan hệ với Thiên Nguyên Thương Hội, lần này cũng triệt để dung nhập vào Thiên Nguyên Thương Hội. Vốn là một tòa thành trì của Nam Vực không dẫn tới ai chú ý cả, nhưng Thành Viêm Vũ hiện tại được truyền thừa linh khí của một trong bốn tiên cảnh Tu Di Sơn, hoàn toàn không kém cỏi Linh Sơn bảo địa của bảy siêu cấp thế lực, nếu không có thiết lệnh của Thánh Vực, sợ rằng đã sớm tranh đoạt đầu rơi máu chảy, thoáng cái nó biến thành tài sản của Thiên Nguyên Thương Hội, không hề nghi ngờ là chiếm tiện nghi cực lớn. Trong lòng Đinh Linh Nhi đại chấn, sau đó nội tâm ôn hòa. Dùng thân phận và thực lực của Lý Vân Tiêu, có được Linh Sơn bảo địa là Thành Viêm Vũ, ngày xưa khai tông lập phái, vô cùng có khả năng phát triển thành tồn tại như bảy siêu cấp thế lực. Nhưng cứ điểm trọng yếu như thế, hắn không chút do dự đưa tặng mình. Hơn nữa Lý Vân Tiêu cũng không có ở trước mặt mọi người bác bỏ mặt mũi của nàng, mặc dù nói có chút hàm hồ, nhưng làm cho người ta tràn ngập tưởng tượng, nội tâm trừ cảm động ra, còn mang theo ấm áp và ngọt ngào. Người Tứ Cực Môn cùng Kim Tiền Bang cũng biến thành khó coi. Trong thương minh cạnh tranh kịch liệt, Nam Vực vốn là nơi các thương hội bỏ đi, cũng chỉ có Thiên Nguyên thương hội loại thương hội từ từ suy thoái mới chiếm cứ. Không thể ngờ vậy mà nhặt được bảo bối là Thành Viêm Vĩ, tất cả đều ẩn ẩn không vui. Lương Ngọc Y gật đầu nói. Nếu ngươi ngay cả Thành Viêm Vũ cũng có thể không muốn, tự nhiên không có gì để nói. Như vậy Võ Quyết bắt đầu đi, dùng mạng của ngươi cống hiến lần cuối cho Đinh Linh Nhi. Lý Vân Tiêu cười to nói. Ha ha, đúng là cô nàng tự tin. Hắn đi ra khỏi hàng, đi lên phía trước. Vân Thiếu,
coi chừng. Đinh Linh Nhi ân cần dặn dò một tiếng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười nói. Linh Nhi muội tử không cần phải quan tâm. Mạc Tiểu Xuyên khẽ nói. Linh Nhi muội tử, rất sẽ nhanh chóng đổi giọng. Sắc mặt Đinh Linh Nhi đỏ bừng, cũng có chờ mong. Lương Ngọc Y nhìn qua hắn, lạnh nhạt nói. Ta biết rõ ngươi nắm chắc bài, hơn nữa che giấu thực lực sâu đậm, cho nên ta cảm thấy chiến một trận với ngươi mới thú vị. Nhưng nếu nói ngươi có thể thắng ta thì chê cười rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Đã như vậy, hôm nay nên diễn ra một hồi chê cười đi, để tất cả mọi người vui vui mừng mừng. Hai người nói chuyện ngắn gọn, sau đó là khí tức khắc nghiệt quấn thân, tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần, lui ra xa xa. Ai, chỉ xem cảm giác không thú vị lắm. Đường Tâm, không bằng chúng ta tới áp đánh bạc, như thế nào? Đột nhiên Tiền Vô Địch mở miệng cười nói, bộ dáng thú vị mười phần. Thời điểm mỗi lần tổ chức thương minh song hội, đám danh con kia ưa thích tổ chức đánh bạc chúng ta, lần này chúng ta cũng không thể ngoại lệ a. Tiền đặt cược 100 tỷ. Đường Tâm bộ dáng quần chúng thuần túy, nói. Lương Ngọc Y là cao thủ trong thương minh ai cũng biết, thực lực khó có thể đoán chừng, dám nói có người nào trong thế hệ trẻ áp qua nàng, sợ rằng cũng chỉ có Lệ Phi Vũ. Tuy Vân Thiếu chỉ có tu vị võ hoàng nhưng cho người ta cảm giác thần bí khó lường, dường như cũng có không ít chủ bài, rất khó đặt cược. Tiền Vô Địch cười nói. Chơi nhỏ mà thôi, có gì mà sợ. Hôm nay ta miệng tốt, Lý Vân Tiêu thấy thế nào cũng lâm vào hoàn cảnh xấu, đánh bạc hắn thắng 1-1, đánh bạc Lương Ngọc Y thắng 2-1, chư vị thấy thế nào? Đường Tâm gật đầu nói. Tỷ lệ đặt cược của ngươi từ tình huống trước mắt mà xem, dường như rất công đạo hợp lý. Nói thật, ta thấy thế nào Lý Vân Tiêu cũng không có khả năng thắng, nhưng ta là người ưa thích hắc mã, ta áp Lý Vân Tiêu thắng, áp 1.000 vạn trung phẩm linh thạch. Tiền Vô Địch lộ ra vẻ châm chọc, cười nhạo nói. 1.000 vạn, không ngờ ngươi cũng dám lấy ra đánh bạc, đánh nhỏ như thế thật mất mặt a. Đường Tâm cười nói. Ha ha, được rồi, lại thêm vào 1 ức trung phẩm nguyên thạch, nhưng mà đánh cược Lương Ngọc Y thắng. Trong mắt Tiền Vô Địch hiện ra một tia bất đắc chí, ở trong mắt mọi người, trừ đám người Thiên Nguyên Thương Hội ra, sợ rằng chỉ có hắn hiểu thực lực Lý Vân Tiêu nhất. Ngày đó tại Tu Di Sơn, tiểu tử này dùng tu vị võ vương cặn bã có thể chống lại tồn tại khủng bố như đế giả 1-2, lúc ấy mơ hồ đánh giá là thực lực võ hoàng, mà bây giờ thực lực của hắn là võ hoàng, nếu nói hắn không có lực lượng đánh với võ tôn một trận, đánh chết Tiền Vô Địch hắn cũng không tin tưởng. Trương Sùng cười nói. Vô Địch thiếu gia, thực lực kém xa như thế mà ngươi cũng dám mở đánh cược. Sẽ không sợ Kim Tiền Bang phá sản. Tu vị võ hoàng nhị tinh muốn thắng Lương Ngọc Y sao, ta đây áp 5 ức nguyên thạch hắn thua. Hắn nói xong, trực tiếp ném ra một túi chữ vật, lấy 5 ức nguyên thạch áp Lương Ngọc Y thắng. Trong lòng Tiền Vô Địch mừng thầm, trên mặt lại mang theo vẻ sầu khổ, nói. Trương trưởng lão muốn hại ta a? Hừ, người không biết không sợ a? Ánh mắt Tu Đan Hà lạnh lùng nhìn qua, lạnh giọng nói. Ta áp 50 tỷ nguyên thạch, đánh cược Lương Ngọc Y thắng, ngươi dám tiếp không? Đám người đứng ngoài đều hoảng sợ hít khí lạnh, 50 tỷ nguyên thạch, đủ để đập chết một tiểu thương hội, cho dù là 7 cự đầu của thương minh cũng không phải tùy tiện có thể thuyên chuyển. Tâm tư Tiền Vô Địch vốn vui sướng cũng khiếp sợ và ngưng trọng, mặc dù hắn có lòng tin với Lý Vân Tiêu thế nào, nhưng dám đánh cược lớn như thế. Tâm thần cũng trở nên bất định không thôi, vạn nhất thua thì hắn phải bồi 25 tỷ, số lượng này đủ để phụ thân đại nhân chụp chết hắn rồi. Trên trán của hắn đầy mồ hôi lạnh, hành động bất định, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua khóe miệng cười vui vẻ của Lý Vân Tiêu, lúc này nội tâm khẽ động, nói. Tiếp, đương nhiên tiếp, đã bắt đầu mở đánh bạc, bao nhiêu cũng tiếp. Trương Sùng kinh hãi, vội la lên. Thiếu gia, số tiền kia. Tiền Vô Địch khoát khoát tay, nhẹ giọng truyền âm nói. Trương trưởng lão yên tâm, Lý Vân Tiêu chiến thắng tỷ lệ thật lớn, ta thắng chắc rồi. Trương Sùng ngạc nhiên, hắn đứng ở đó nhìn qua Lý Vân Tiêu, dường như muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài, thực sự không thể phát hiện có gì khác biệt, chỉ là một tên võ hoàng nhị tinh mà thôi. Tốt, có gan. Ánh mắt Tu Đan Hà lạnh lùng quét qua, nhìn qua các thương hội phục thuộc, nói. Chư vị chẳng lẽ không định kiếm chút tiền sao? Những thương hội phụ thuộc Thiên Nhất Các nghe thế lập tức kêu lên, nhao nhao đặt cược. Trong mắt Tu Đan Hà,
bọn họ không dám không đánh bạc, đồng thời cũng tổn tâm tư kiếm chút tiền, dù sao thực lực Lương Ngọc Y bày ra ở đó, hơn nữa tu đan hà dám đặt 50 tỷ thì có thể thấy được tự tin rất lớn. Lập tức 1.000 vạn, 5.000 vạn, 1 ức. Tất cả đều đặt cược. Còn có người tứ cực môn cùng vạn bảo lâu cũng không cam lòng rớt lại phía sau, các thẻ đánh bạc chồng chất đi qua, ai cũng không muốn buông tha cơ hội kiếm tiền này, cũng có một ít áp Lý Vân Tiêu, nhưng mà ở mức nhỏ nhất. Rất nhanh áp Lương Ngọc Y thắng đã lên hơn 200 tỷ trung phẩm nguyên thạch, toàn thân tiền vô địch đổ mồ hôi lạnh, có chút thừa nhận không nổi áp lực quá lớn, khổ sở nói. Nha, các ngươi quá đen rồi, áp đến 200 tỷ, đây không phải muốn giết ta sao? Đường Tâm cười nói, ha ha, lúc này mới phù hợp với thân phận và khí phách của vô địch công tử a. Đường Tâm cùng áo 5 ức nguyên thạch Lương Ngọc Y thắng, nhìn thấy mọi người cảm xúc nô nức tấp nập, lại áp thêm 1 tỷ, không ít võ giả càng xuất bảo bối ra thế chấp, tận khả năng kiếm chút nguyên thạch. So sánh với Lý Vân Tiêu bên kia chỉ áp chưa tới 1 ức nguyên thạch, quả thực là quá keo kiệt. Thiên Nguyên Thương Hội áp Lý Vân Tiêu chiến thắng, 50 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Ninh Linh Nhi chậm rãi mở miệng, lập tức ngữ kinh toàn trường. Nhưng tất cả mọi người nghĩ lại, nếu như võ quyết mà thua, Thiên Nguyên Thương Hội sẽ bị loại thật lớn, đến lúc đó cả thương hội sẽ gặp nguy hiểm bị thâu tóm, chỉ là 50 tỷ cũng chưa đủ thành đạo. Đây cũng là toàn bộ nguyên thạch trước mắt Ninh Linh Nhi có thể triệu tập ra, nếu không cũng không có mà đặt. Không phải bởi vì sinh tử tồn vong của Thiên Nguyên Thương Hội xin, càng là vì nàng hiểu rõ thực lực của Lý Vân Tiêu. Trong thiên hạ người có thể đánh bại Lý Vân Tiêu thì có, nhưng tuyệt đối không có Lương Ngọc Y, người khác có thể đánh bại hắn, trong thế hệ trẻ chưa xuất hiện. Mạc Tiểu Xuyên cũng mở miệng nói. Thanh Thiên Chu Đãng Ma Kiếm này của ta thế chấp 50 tỷ nguyên thạch, được chứ? Tiền vô địch sững sờ, cười khổ nói. Đương nhiên đủ, người cũng muốn áp Lý Vân Tiêu. Đương nhiên. Mạc Tiểu Xuyên lườm hắn một cái, ngạo nghễ nói. Nếu như Vân Thiếu thua. Đầu của ta cũng thua, cần kiếm làm gì? Tiền vô địch choáng váng, nói. Đây cũng phải, được rồi, coi như ngươi 50 tỷ. Nội tâm của hắn thì thở ra một hơi, tiền đặt cược hai bên tuy cách biệt, nhưng mà tiếp cận cân đối, cho dù phương nào thắng thì hắn cũng không trở thành mất quá thảm, chỉ lợi nhuận giảm nhỏ đi mà thôi. Mới 100 tỷ, khó chịu a. Lý Vân Tiêu kêu lên, hào quang lóe lên trong tay, lập tức linh khí hỏa hệ ập tới. Trước người tiền vô địch đột nhiên xuất hiện một đống nam hỏa kim tinh nguyên, tản linh khí khủng bố. Những nam hỏa kim tinh nguyên này thế chấp 50 tỷ trung phẩm nguyên thạch, áp ta thắng. Tất cả mọi người kinh hãi, trong ánh mắt mang theo dáng vẻ tham lam, nhiều nam hỏa kim tinh nguyên như thế, đồng đẳng với cực phẩm nguyên thạch A, đặc biệt là những võ giả hỏa hệ càng há to mồm. Trương Sùng cầm lấy một khối tinh nguyên cẩn thận phân biệt, gật đầu nói. Thật là nam hỏa kim tinh nguyên. Số lượng thật nhiều. Sợ rằng Lôi Phong Thương Hội cũng chưa chắc có nhiều như thế a, không biết ngươi lấy từ chỗ nào. Thập Nhật Đồng Thiên, 1. Tiền vô địch cười khổ nói. Nếu là tinh nguyên thật sự, tự nhiên có giá trị này. Hắn cũng chỉ tùy ý mở đánh cược mà thôi, muốn kiếm nhỏ một số, không thể ngờ lại liên lụy đánh cược lớn như thế. Dựa theo tỷ lệ đặt cược mà tính, nếu Lý Vân Tiêu chiến thắng, hắn kiếm được 50 tỷ nguyên thạch. Nghĩ lại thì toàn thân kích động. Nhưng nếu như Lương Ngọc Y chiến thắng, hắn bồi thường 250 tỷ, nghĩ vậy kết quả này thì sắc mặt của hắn tái nhợt, hận không thể tự mình xông lên chém Lương Ngọc Y. Lương Ngọc Y gật đầu, nói. Lý Vân Tiêu, cảm ơn tinh nguyên của ngươi, ta vừa vặn rất cần. Khóe miệng Lý Vân Tiêu cong lên, nói. Ta cũng rất chờ mong ngươi có nhiều nguyên thạch như thế. Lương Ngọc Y tươi cười khó có được, nói. Đã như vậy, không nên lãng phí thời gian nữa. Nàng giơ tay phải lên, nhẹ nhẹ điểm ra, một thanh hư kiếm xuất hiện trên trời, chém thẳng vào Lý Vân Tiêu. Chiêu pháp rất lưu loát, không có dòng dài dây dưa, tuy đơn giản trực tiếp nhưng lại rất vừa mắt. Trên mặt Lý Vân Tiêu vẫn mang theo nét vui vẻ, hắn cũng hơi băn khoăn, dù sao mọi người ở đây không thiếu cao thủ, một ít thủ đoạn không tiện thi triển ra, ví dụ như bất diệt kim thân và ba thức kiếm quyết. Nếu như bị người ta nhìn ra mánh khóe thì đó là đại họa ngập trời. Mặc dù không sử dụng những chiêu thức danh khí lớn, hắn cũng dựng ở thế bất bại, tối thiểu nhất còn có hồ lô tiểu kim cương, nếu thả nó ra, cho dù là cường giả võ tôn đỉnh phong cũng có thể đánh một trận, huống chi chỉ là Lương Ngọc Y.
vào lúc này đột nhiên cảm thấy mình quá phận, đối với tiểu cô nương này là không công bình. Phanh! Bóng kiếm trên trời đánh xuống, trên mặt nổ ra một cái hố lớn, hào quang dưới chân Lý Vân Tiêu chớp động, bộ pháp của hắn dễ dàng né một kiếm này. Thân ảnh Lương Ngọc Y lao lên phía trước, cũng sử dụng bộ pháp tinh diệu, tàn ảnh hiện ra, nàng đã tới gần chiến đấu với Lý Vân Tiêu, mắt thường khó có thể phân biệt ra động tác của hai người. Nhưng bốn phía đa số là cao thủ, mỗi chiêu mỗi thức bọn họ không coi vào đâu, nhìn thấy thật rõ ràng. Chiêu thức của Lương Ngọc Y vô cùng huyền ảo, quần áo màu xanh nổi lên một tầng màu đỏ, quyền phong trưởng lực không yếu thế, một thức lại một thức. Trái lại Lý Vân Tiêu dường như bị đối phương ép sát lâm vào bị động, thực sự dùng chiêu phá chiêu, cũng không có lâm vào hạ phong, hơn nữa trưởng lực của hắn tận lực không đụng trực tiếp với Lương Ngọc Y, dù sao tu vị chênh lệch một đại cảnh giới, ngạnh kháng cũng làm hắn ăn thiệt thòi. Lương Ngọc Y cũng nhìn trúng điểm này, ý định bằng vào tu vị ép nguyên khí đối phương hao hết, đến lúc đó mặc kệ hắn nắm chắc bài cỡ nào, không có nguyên khí thì cũng chỉ là con hổ giấy. Lý Vân Tiêu thật cổ quái. Hắn chỉ có lực lượng võ hoàng nhị tinh, làm sao có thể chiến đấu với Lương Ngọc Y lâu như thế? Trương Sùng lộ ra vẻ cổ quái, nói. Nhìn qua thì rất nhiều lực lượng bị thân thể của hắn tiếp thu, chẳng lẽ hắn kiêm tu thân thể? Tiền vô địch lập tức nhớ ngày đó trong tu Di Sơn, đế giả một lòng muốn đoạt xá thân thể Lý Vân Tiêu, nghĩ tới đúng là như vậy, nhân tiện nói. Thân thể của hắn rất cường đại, nếu không có thần dị, đây là bí pháp tu luyện. Trương Sùng chợt nói, thì ra là thế, bí pháp có thể thừa nhận một đại cảnh giới công kích, thật là không đơn giản a. Nhưng nếu chỉ có thủ đoạn này thì không có gì cả. Đang nói, trong tay Lương Ngọc Y cầm xuất hiện hỏa kiếm, cổ tay xuất hiện từng đạo tàn ảnh, đầu đuôi đụng vào nhau tạo thành lưới lửa, từ bốn phương tám hướng áp tới, Lý Vân Tiêu giống như cá trong lưới, không thể tránh thoát. Lý Vân Tiêu một tay niết bí quyết, nói, Thủy Long Ngâm. Nguyên tố thủy hệ trong không trung ngưng tụ lại, ngón tay của hắn ngưng tụ thủy cầu, mô phỏng khí lưu hình rồng vây quanh, được bí quyết dẫn đạo phá tan lưới lửa. Thủy long như ẩn như hiện có hình kiếm bao phủ, đã phân không rõ đây là thủy hệ hóa long hay là kiếm quang hóa long. TT, tròn nháy mắt thủy long va chạm, lập tức bốc hơi lên, một thanh băng kiếm trong nháy mắt rẽ không khí mà đi, trong nháy mắt hóa thành cương quang chói mắt, chạm phá lưới lửa. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm chém ra, Lý Vân Tiêu phi thân bay tới, cùng lao ra cùng thanh kiếm. Lương Ngọc Y quát một tiếng, chân đạp hỏa diễm lao đi, khí thế trên người tăng mạnh, rất nhanh đạt tới võ tôn tam tinh đỉnh phong. Lưới lửa trên bầu trời áp xúc lại thành hỏa cầu, lăng không bay múa, giống như mặt trời hạ sơn. Thái Dương thần quyết, nhất mạch hóa viêm dương. Lương Ngọc Y đánh ra một trường, trên bầu trời ngưng tụ hỏa cầu rơi xuống, mà trường lực của nàng phong kín không gian. Làm cho Lý Vân Tiêu không cách nào nhúc nhích. Mạc Tiểu Xuyên khiếp sợ, nói. Trường lực thật bá đạo, một nữ hài tử lại tu luyện vũ kỹ chí dương, khó trách nàng nói Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên có chỗ tốt thật lớn với nàng. Sắc mặt Đinh Linh Nhi mặt ngưng trọng nói. Lương Ngọc Y tu luyện là hỏa hệ, nhưng mà so sánh với cửu dương thần thể của Vân Thường tỷ tỷ thì còn kém xa không ít. Lạc Vân Thường đỏ mặt, nói. Linh Nhi muội muội đừng vội cười nhạo ta. Thực lực của ta còn kém xa. Đinh Linh Nhi cười nói. Tỷ tỷ không cần thiết tự coi nhẹ mình, Vân Thiếu từng nói qua thần tiêu cung cửu dương chân khí chính là vì thể chất của ngươi mà sinh, năm đó Cố Thanh Thanh đệ nhất thiên hạ chính là nhờ cửu dương thần thể, tỷ tỷ tiền đồ không thể hạn lượng, chỉ cầu sau này ngàn vạn đừng làm như không quen muội muội a. Lạc Vân Thường nghe Lý Vân Tiêu nói vậy, nội tâm lập tức ngọt ngào, trong nội tâm lại bao phủ một tầng lo lắng, kinh ngạc thất thần. Nội tâm lẩm bẩm, Vân Thiếu nói nhiều như thế với nàng, nhưng vì cái gì không nói cùng ta. Biển lửa trong chàng, đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, khẽ cười nói. Rốt cuộc cũng động thủ thật sự. Không gian cung quanh dưới bàn tay Lương Ngọc Y phòng thủ kiên cố, muốn thuấn di độ khó quá lớn, Lý Vân Tiêu lật tay đâm ra một kiếm, chín đạo thanh liên nở rộ, trước người hợp thành một đường, thủ hộ thân hình ngăn cản hỏa diễm. Ân, xảy ra chuyện gì? Võ tôn tam tinh đỉnh phong viêm dương chi lực bị hắn ngăn cản. Người bốn phía cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả sắc mặt Tu Đan Hà cũng biến thành khó coi. Ta thấy là do thanh hàn kiếm trong tay của hắn làm được, trên thân kiếm kia tỏa hàn khí ra, vừa vặn khắc chế viêm dương chi lực của Lương Ngọc Y. Chuôi kiếm này đúng là bất phàm, ra khỏi vỏ thì hàn quan như nước,
vô cùng có khả năng là cửu giai. Thất túc cảnh võ hoàng sử dụng huyền khí cửu giai, quá mức lãng phí a. Người ta có bản lĩnh, lừa gạt tiểu nha đầu xoay quanh, đoán chừng thanh kiếm này là cô gái nhỏ của Thiên Nguyên Thương hội dốc sức chế tạo cho hắn đấy. Chậc chậc, tài sắc song thu, vì sao ta không có mệnh tốt như thế? Thập nhật đồng thiên, hai. Vậy chỉ có thể trách phụ mẫu sinh ra ngươi với gương mặt ếch, nếu không có tiền nện xuống, làm sao tán tỉnh tiểu muội được đây? Lương Ngọc Y nhíu mày, hiển nhiên cũng nhìn ra Lý Vân Tiêu ngăn cản một kích của mình, cảm thấy khó tin, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, không có thần sắc gì cả. Nhị khí sinh âm dương, tứ nhật đồng chuyển. Nàng quát một tiếng, bí quyết trong tay cải biến, hiện ra ra một hỏa tuyến kéo dài, bị chín đạo thanh liên của Lý Vân Tiêu ngăn cản, hỏa cầu đột nhiên phân thành hai, hai phân thành bốn, trong chốc lát bốn mặt trời thay đổi liên tục, tiền vào trong thanh liên, phá vỡ cân bằng của thanh liên. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, bốn hỏa cầu này lao tới, tuy uy lực không gia tăng gấp bốn lần, nhưng cũng tăng lên gấp bội. Hắn là võ hoàng nhị tinh, thông qua kích phát lực lượng Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cũng căn bản không ngăn cản được. Không có át chủ bài nào khác, vậy đi chết đi. Lương Ngọc Y quát một tiếng, bàn tay điều khiển hỏa cầu đánh tới. Người Thiên Nguyên Thương hội cảm thấy trái tim đang ở trên cổ họng, bọn họ cho rằng dù thế nào Lý Vân Tiêu có không thể tránh một kiếp này. Ngay cả tiền vô địch vốn vô cùng tự tin cũng có chút bận tâm, dù sao tiền đặt cược quá lớn, hắn không thua nổi. Vào lúc này có lòng tin nhất chính là Lệ Phi Vũ, ngày đó trong Mai Cốc, Lý Vân Tiêu dùng trạng thái ma hóa sử dụng kiếm quyết ngay cả hắn cũng kinh hãi không dứt, nếu vào lúc này tái hiện, tứ nhật đồng chuyển của Lương Ngọc Y cũng bị phá dễ dàng. Nhưng mà ma hóa không phải bổn ý của Lý Vân Tiêu, mà kiếm quyết càng không dám dùng. Gió tới, nghi tâm của Lý Vân Tiêu xuất hiện thái cổ thiên mục, một cơn gió mạnh từ hư không vô tận kéo tới, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm chỉ thẳng lên trời cao. Thái cổ cương phong chi lực dùng bảo kiếm làm vật dẫn đánh ra ngoài. Tứ nhật đồng chuyển bị ngăn cản được, không cách nào tiến lên mảy may. Ngược lại viêm dương chi lực đang dần dần suy yếu, rất có xu thế bị cắn nuốt. Rốt cuộc Lương Ngọc Y biến sắc, nàng cũng cảm nhận được gió trên trường kiếm của Lý Vân Tiêu không tầm thường, đang tiêu hao viêm dương của mình nhanh chóng. Nàng quát một tiếng, thân thể mềm mại bay lên trời cao, bốn đạo hỏa cầu bay trở về, không ngừng xoay chung quanh nàng. Mà thi triển ấn quyết càng nhanh hơn. Nhâm Quang Nhiễm cũng cả kinh, nói. Lý Vân Tiêu thực sự mạnh như vậy sao? Lại có thể khiến Lương Ngọc Y thi triển bí thuật trung cực. Sắc mặt Lệ Phi Vũ ngưng trọng, nói. Hắn còn lợi hại hơn bây giờ nhiều, ta lo lắng là, cho dù Lương Ngọc Y thi triển chiêu đó cũng chưa chắc làm gì được hắn. Cái gì, chuyện phiếm? Tu Đan Hà quát lạnh nói. Lệ công tử chưa bao giờ thấy chiêu trung cực của Lương Ngọc Y. Há có thể dễ dàng vọng động suy đoán. Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Ta mặc dù không có nhìn thấy Lương Ngọc Y thi triển, nhưng thấy qua Lý Vân Tiêu thi triển kiếm quang trung cực, nói thực ra, hiện tại nhớ tới ta còn không cảm thấy mình có thể tiếp được một kiếm đó. Sắc mặt Tu Đan Hà đại biến, lộ ra thần sắc hoàn toàn không tin. Nhâm Quang Nhiễm thì vỗ đùi, nổi giận mắng. Tiểu tử ngươi vì sao không nói sớm, ta áp 2 tỷ nguyên thạch Lương Ngọc Y thắng đấy. Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Tuy Lý Vân Tiêu át chủ bài cường hãn, nhưng ta thấy Lương Ngọc Y muội tử không kém đâu, phần thắng còn rất lớn. Giờ phút này trên trận đấu, Lương Ngọc Y thi triển ấn quyết, bốn đại hỏa cầu đột nhiên hiện ra, vậy mà phân hóa lần nữa, 5, 6, 7. Cuối cùng hóa thành 10 mặt trời, không ngừng ảnh hưởng lẫn nhau và lớn mạnh lên. Đây là, quả nhiên là thập nhật đồng thiên. Trên mặt tiền vô địch đầy vẻ ngưng trọng, nói. Không thể ngờ thật sự luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Trương Sùng cũng cả kinh nói. Cô gái nhỏ này thiên phú quá đáng sợ, Lý Vân Tiêu có phiền toái, thập nhật đồng thiên này hắn có thể ngăn cản hay không, ta thật sự hiếu kỳ đấy. Hừ, ngăn cản sao? Trong trận doanh, sắc mặt Tu Đan Hà mang theo vẻ tàn khốc và khinh thường, lãnh đạm nói. Đương nhiên là trực tiếp chết đi rồi. Khởi. Hai tay Lương Ngọc Y giơ lên trời, 10 hỏa cầu khổng lồ bay lên, chậm rãi bay lên thiêu đốt cả bầu trời, thành Tống Nguyệt Dương xuất hiện 10 mặt trời bao phủ. Rốt cuộc Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn lên bầu trời, hỏa cầu phát ra uy lực to lớn, giống như mặt trời thật sự, nếu như rơi xuống dưới, cho dù hắn thi triển bất diệt kim thân cũng không thể ngăn cản. La Anh nói ra, quả nhiên là thập nhật đồng thiên,
đúng là đáng mừng. Nếu 10 mặt trời rơi xuống, sợ rằng cả thành Tống Nguyệt Dương cũng bị phá hư phân nửa, không bằng mấy người chúng ta ra tay, khóa không gian bốn phía lại, để tránh năng lượng ảnh hưởng quá lớn. Đúng. Trương Sùng cũng khẽ gật đầu, chuẩn bị ra tay. Vạn Bảo Lâu Nhâm Quang Nhiễm cũng ra khỏi hàng, chỉ có Tu Đan Hà sắc mặt lạnh như băng, bỏ mặc hành vi của bọn họ. Ba người chúng ta đã đủ rồi. La Anh nói, chậm rãi duỗi tay phải ra, một đạo đế khí trực tiếp bắn lên không trung. Trương Sùng cùng Nhâm Quang Nhiễm cũng lần lượt ra tay, ba đạo đế khí tản ra trên không trung, hình thành một kết giới cường đại, sau đó bao phủ xuống, khóa dị tượng thập nhật đồng thiên lại. Cả thành Tống Nguyệt Dương đều khiếp sợ, không rõ bên kia đang xảy ra cái gì, chỉ có nhân sĩ cao tầng mới biết được, thậm chí cũng có không ít người lăng không bay lên quan sát. Toàn thân Lương Ngọc Y lúc này giống như đang thiêu đốt, ở trên không trung lạnh lùng nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Ta sử dụng thập nhật đồng thiên, rất ngạc nhiên ngươi sẽ ứng phó thế nào, hay là tan thành mây khói đây? Nàng giơ tay phải lên cao cao, đột nhiên điểm xuống, quát. Thập nhật đồng thiên, hủy thiên diệt địa. 10 hỏa cầu khổng lồ áp xuống, quanh quẩn trên không trung, phóng thẳng về phía Lý Vân Tiêu, hào quang mặt trời sáng ngời, chiếu rọi sắc mặt ngây ngốc của Lý Vân Tiêu. Tất cả mọi người cho rằng hắn tuyệt vọng. Nhưng trên thực chất Lý Vân Tiêu vẫn đang đánh giá nên tiếp chiêu này thế nào, là ném giới thần bi ra hay là ném hồ lô tiểu kim cương ra, hoặc là ném hoàng chiêu trung ra, hoặc là trực tiếp dùng ma thiên khải cùng bất diệt kim thân ngạnh kháng. Lựa chọn quá nhiều, người cũng dễ mất tập trung. Bỏ đi, nếu như người khác nhận ra cũng không sao, Lý Vân Tiêu ta chưa bao giờ sợ ai. Long cong. Vào thời khắc mấu chốt của thập nhật đồng thiên, trường kiếm của Lý Vân Tiêu cắm xuống đất. Tay phải đặt lên chuôi kiếm, một đạo long ảnh từ cánh tay chậm rãi rót vào trong Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm, trong chốc lát tiếng long ngâm vang vọng. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng sinh ra yêu hóa, hiện ra từng phiến lân giáp, trên trán còn có hai sừng. Từ khi long ảnh rót vào trong thân kiếm, trên thân kiếm có du long xuất hiện, tản mát ra kiếm ý khủng bố. Ân, yêu hóa, đây là át chủ bài của hắn sao? Che giấu tai mắt người. Đồng tử cường giả bốn phía co rút lại, cảm nhận được lực lượng trên người Lý Vân Tiêu và kiếm ý trên Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm tỏa ra, đã hoàn toàn không kém gì võ tôn. Tay trái Lý Vân Tiêu ngưng tụ ra một đám kim quang, chậm rãi phóng tới trước người, hóa thành một đóa hoa sen, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, trong giây lát kim quang nổ tung như ngôi sao tan nát, kim quang chói mắt hiển hiện, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ánh mắt đau đớn, thoáng cái vội vàng nhắm mắt lại. Đồng tử Mạc Tiểu Xuyên hơi co lại, trước con người xuất hiện một tầng hơi nước mỏng, trực tiếp đem ngăn cản kim quang chiếu ra, trong nội tâm âm thầm đắc ý nói, ta biết ngay hắn sẽ dùng thủ thuật che mắt, dám ở trước mặt nhiều cường giả thi triển kiếm quyết, không hổ là sư phó A, cũng không sợ dẫn phiền toái vào người. Trong nháy mắt kim quang nở rộ, Lý Vân Tiêu cầm Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm đánh ra một đạo kiếm khí, phi long tại thiên, ngôi sao bốn phía tan nát, 10 mặt trời bị kiếm quang làm ảm đạm thất sắc. Chính là kiếm quyết tinh diệt. Lương Ngọc Y cũng bị kim quang làm nhắm mắt lại, nhưng mà vẫn cảm giác được kiếm khí kinh thiên kia, giống như thần tiễn xạ nhật, một đạo long ảnh phóng thẳng về phía 10 mặt trời. Ầm ầm. Chờ thời điểm mọi người mở mắt ra, nhìn thấy thập nhật đồng thiên tan nát, cả kết giới chỉ có biển lửa, trừ ánh lửa ra thì không nhìn thấy cái gì khác. Nhưng lực lượng bá đạo mạnh mẽ xuyên thấu qua kết giới sinh ra chấn động mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Trong mắt Tiền Vô Địch tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhiều dấu hỏi lớn hiện ra trong đầu, vừa rồi chiêu thập nhật đồng thiên xuất hiện, Lý Vân Tiêu không biết đã làm cái gì, đáp án hắn không nhìn thấy được, cảm giác tức giận lan tràn trong lòng. Lực lượng thật mạnh, Lý Vân Tiêu chết sao? Còn phải hỏi, nhất định đã bị đốt thành cặn bã, không thấy biển lửa trong kết giới rất khủng bố sao? Thế nhưng mà, ta vừa rồi cảm nhận được kiếm khí tuyệt cường, loại cảm giác này thiếu chút nữa dọa ta hồn vía lên mây. Dường như không dưới thập nhật đồng thiên. Ân, ta cũng cảm nhận được, nhưng mà lúc trước bị kim quang làm chói mắt, thoáng cái thất thần không nhìn thấy cái gì cả. Nghe mọi người bàn tán xì xào, bất luận thế nào cũng là Lý Vân Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đám người đinh linh nhi nghe xong nội tâm siết chặt, mặc dù biết Lý Vân Tiêu thần thông mạnh mẽ cũng sinh ra lo nghĩ. La Anh và các cường giả ánh mắt rung động mạnh mẽ, vừa rồi bọn họ đã quá khinh thường. Vậy mà bị Lý Vân Tiêu ám toán, bị kim quang đâm vào mắt, lập tức mù tạm thời, không thể nhìn thấy kiếm quang kia cho nên thất vọng.
Mà khiến người ta khiếp sợ là, trong lúc sống chết trước mắt, Lý Vân Tiêu lại muốn che giấu tai mắt của mọi người, hắn rốt cuộc muốn che giấu cái gì ép? Che giấu một chiêu kiếm thức kia, chẳng lẽ có cái gì không muốn người ta nhận ra sao? Lần này ngay cả Tu Đan Hà cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì dùng tu vị của hắn rõ ràng phát giác được Lý Vân Tiêu cũng chưa chết, thậm chí còn không có bị thương nặng. Biển lửa trong kết giới, dù sao lực lượng kiếm quang tinh diệt quá yếu, tuy phá vỡ mấy đạo viêm dương chi hỏa, nhưng mà vẫn oanh kích lên người của hắn. Ma thiên chiến giáp bao phủ thân thể, ngăn cản hỏa diễm xâm nhập, nhưng giờ phút này ma thiên chiến giáp không còn ma khí, cũng giống như huyền khí không có linh khí, cơ bản không sinh ra tác dụng gì, rất nhiều viêm dương vẫn trùng kích lên người Lý Vân Tiêu, thiêu đốt thân thể của hắn. Trong hỏa diễm hừng hực này, hắn cũng không phải sợ có người nhìn thấy, một chút kim quang sinh ra trên làn da ngăn cản viêm dương thiêu đốt và hấp thu chúng đi, bổ sung chữa trị thân thể. Mặc dù chỉ là bất diệt kim thân giai đoạn sơ cấp, nhưng mà đã đạt tới cân đối, làm cho miệng vết thương khôi phục rất nhanh. Trương Sùng mở miệng nói. Viêm dương chi lực đã tiêu tán không còn bao nhiêu, bỏ kết giới đi. Hắn dẫn đầu hóa thành kim quang bay trở lại đội ngũ kim tiền bang, kết giới trên bầu trời yếu đi rất nhiều. Hai người khác cũng thu tay lại, viêm dương chi hỏa khuếch tán ra ngoài, đám võ giả cấp thấp chung quanh chạy thục mạng. Nhưng viêm dương chi lực đã nỏ mạnh hết đà, sau khi bốc cháy ngắn ngủi đã dập tắt, mà hỏa diễm tiêu tán xuất hiện thân ảnh Lý Vân Tiêu, mặc dù không phải lông tóc ít bị tổn thương, nhưng cũng không có việc gì, trên mặt vẫn tươi cười. Cái này, tất cả mọi người cảm thấy đầu óc bị lôi đình đánh trúng, mất đi năng lực suy nghĩ, cả đám mở to mắt như hạt châu, văn vê tròng mắt, cho rằng đang nhìn lầm. Làm sao có thể, thập nhật đồng thiên cũng không thể giết hắn. Tu Đan Hà lần này cũng sợ run, triệt để phát mộng. Ân, kẻ này có quá nhiều bí mật, công tử ngày sau gặp gỡ, ngàn vạn phải cẩn thận. La Anh nhẹ giọng dặn dò, Đường Tâm bên cạnh trừ hoảng sợ ra, nhiều hơn chính là ngưng trọng và trầm tư. Lương Ngọc Y sau khi thi triển thập nhật đồng thiên thì tinh khí thần giảm đi trên phạm vi lớn, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Tuy nàng cũng nghĩ tới Lý Vân Tiêu chưa chắc chết dưới chiêu này, nhưng không có nghĩ tới lại dễ dàng phá giải. Hơn nữa hồn nhiên không có việc gì, mà bản thân mình tiêu hao linh khí quá lớn. Dù sao nàng cũng là cường giả mạnh mẽ, sau khi khiếp sợ đã lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thân ảnh trở nên nhạt đi trên không trung, cuối cùng chậm rãi biến mất. Ẩn vào hư không sao, chiêu thức rất quê mùa a. Lý Vân Tiêu cười cười, thần thức tản ra, trong lúc này hắn nhíu mày, kinh ngạc nói. Kỳ quái, cũng không có không gian chấn động, nàng làm sao tiến vào hư không? Vậy làm sao biến mất chứ? Lần này không chỉ có Lý Vân Tiêu, thân hình cường giả bốn phía chấn động, bởi vì bọn họ cũng phát hiện vấn đề, Lương Ngọc Y ẩn vào không gian chẳng đơn giản như vậy. Vèo! Đột nhiên một đạo hư ảnh hiện ra bên trái Lý Vân Tiêu, một đạo kiếm quang chém tới. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, thẳng tới khi Lương Ngọc Y ra chiêu thì hắn mới cảm giác được đối phương, tinh thần lực trên mi tâm tản ra, đảo qua không gian bộ phía. Hắn thuấn di ra xa xa, tránh né kiếm quang vừa rồi. Thuấn gian di động. Mọi người cả kinh rồi, đây chính là tuyệt mỹ rất mạnh chỉ có bát giai đại thuật luyện sư mới có thể thi triển ra. Ồ! Không trung truyền đến âm thanh của Lương Ngọc Y, hiển nhiên cũng kinh ngạc khi hắn thuấn di, sau đó rốt cuộc không bắt được dấu vết của Lương Ngọc Y nữa. Nhâm Quang Nhiễm nhịn không được nói. Nha, hai người này có át chủ bài phía sau. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu là bát giai thuật luyện sư sao? Hắn làm sao biết thuấn gian di động? Những lời này làm nội tâm của mọi người chấn động mạnh mẽ, nếu thật là bát giai đại thuật luyện sư, vậy thì quyết đấu thuật đạo ai ngăn cản nổi? Người nghĩ tới điểm này đều thất thần, vốn không nhìn tốt thiên nguyên thương hội, chẳng lẽ sắp trổ hết tài năng, trở thành hắc mã lớn nhất sao? Phá giải đơn giản, một, cho dù trận này thua Lương Ngọc Y, cũng chỉ là một hồi thất bại mà thôi. Dùng biểu hiện trước mắt của Lý Vân Tiêu, dưới thập nhật đồng thiên còn không có việc gì, còn có tâm tư đùa nghịch thủ đoạn che giấu chiêu thức của mình, cả bảy đại thương hội trừ Lệ Phi Vũ ra, còn có ai dễ dàng thắng hắn một bậc. Mặc dù là Lệ Phi Vũ, giờ phút này ánh mắt cũng ngưng trọng, nội tâm không có chút nắm chắc nào cả. Cho dù là bát giai đại thuật luyện sư thì như thế nào, chư vị không cần lo lắng, Lý Vân Tiêu trận này phải chết. Đột nhiên Tu Đan Hà nói ra. Ánh mắt nhìn qua trận đấu, tràn ngập tin tưởng 10 phần. Tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu,
thập nhật đồng thiên siêu cấp đại sát chiêu còn không làm Lý Vân Tiêu bị thương bao nhiêu, Lương Ngọc Y nàng dựa vào cái gì có thể chiến thắng? Chẳng lẽ chỉ bằng bí pháp biến mất này? Kiếm quang của Lương Ngọc Y không ngừng bắn ra từ các phương vị khác nhau, Lý Vân Tiêu không thể dự đoán được chút nào cả. Sau mấy hiệp, Lương Ngọc Y ra tay càng lúc càng nhanh, đám người đứng ngoài xem chỉ nhìn thấy bóng kiếm và thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Lương Ngọc Y có thể làm gì? Trên mặt Tiền Vô Địch mang theo bộ dáng kinh hãi, hắn cũng không cảm giác được đối phương ở đâu, nhưng kiếm quang đó là chân thật, đổi lại hắn ở trên lôi đài, chỉ sợ đã xong đời rồi. Sắc mặt Trương Sùng cũng ngưng trọng, trầm tư nói. Ân, bí pháp thật kỳ quái, ngay cả ta cũng không thể bắt được sự tồn tại của nàng, ta cũng rất tò mò đây là chuyện gì. Trong vũ kỹ của thiên nhất các ta chưa từng thấy qua thân pháp này, chẳng lẽ Lương Ngọc Y có cao nhân chỉ điểm? Lần này ngay cả Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng ngưng trọng, dùng tu vị của bọn họ vẫn không nhìn ra mánh khóe, tuy không cho rằng Lý Vân Tiêu sẽ bại, nhưng mà tiếp tục như thế cũng không có biện pháp. Lý Vân Tiêu trốn đông tránh tây, mặc dù có được thuấn di nhưng hắn vẫn nhanh chóng lâm vào hạ phong. Ngay cả ta cũng không cảm giác được, tình huống này ta cũng không xa lạ gì, không thể nào là đồ đệ của người nọ. Hẳn là bí pháp nào đó mô phỏng ra loại tình huống này mà thôi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu trở nên an tĩnh lại, chậm rãi nói ra, khóe miệng còn mỉm cười, nói. Tất cả công kích của ngươi nhìn như lăng lệ, có thể thấy được bản thể của ngươi cách ta không xa, kỳ thật chiêu này của ngươi rất dễ phá, ngươi có tin hay không? À, từ khi ta nắm giữ bí thuật tới nay, còn chưa từng có người phá vỡ qua. Lương Ngọc Y nói ra, nhưng mà mỗi chữ đều ở phương vị khác nhau, làm cho người ta không nắm lấy được. Hừ, cuồng vọng. Tu Đan Hà cười lạnh nói. Phương pháp khích tướng này vô dụng với Lương Ngọc Y. Sắc mặt Lệ Phi Vũ cũng ngưng trọng, nội tâm đang không ngừng suy tư, nếu như mình gặp tình huống này phải làm gì. Lý Vân Tiêu cười nói. Bởi vì ngươi gặp được kẻ khác, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, như vậy ít nhất chứng minh sóng âm của ta đã tới vị trí mà ngươi đang đứng, cũng ít nhất là vừa chạm vào biên giới vùng không gian này, nếu không sẽ vĩnh viễn mất phương hướng trong không gian khác. Lương Ngọc Y lạnh nhạt nói. Ngươi nói không sai, nhưng không còn nhiều thời gian nữa đâu, mặc dù ngươi công kích đúng vị trí, nhưng mà xác suất chúng ta là bằng không, thử hỏi ngươi làm sao tiếp xúc với ta chứ? Huống hồ ta còn có thể di động. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ánh mắt của hắn dần dần ngưng tụ, duỗi tay phải ra, Hoàng Chiêu Trung hiện ra, hào quang màu vàng mang theo vận luật cổ xưa, to lớn mà đại khí. Đồng tử Tiền Vô Địch đột nhiên co rút lại, thân hình chấn động. Hắn tự nhiên nhận ra đây là bảo bối Lý Vân Tiêu cướp đoạt được trong Tu Di Sơn, trong mắt của hắn mang theo oán khí, ngày đó tại Tu Di Sơn hắn tay không mà về. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần dùng công kích âm ba toàn phương vị, người chạy cũng không thể chạy. Thời điểm lực lượng sóng âm đánh chúng, tất nhiên lộ ra rung rung, chỉ cần sóng âm không ngừng, người run rẩy không ngừng, đến lúc đó ngươi làm sao ẩn nấp đây. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, Hoàng Chiêu Trung trong tay gõ vang đương một tiếng. Một đạo âm luật cổ xưa vang lên, sóng âm lập tức bao phủ cả không gian. Cái này, đây là huyền khí gì? Mọi người nơi đây chấn động, âm ba bình thường mặc dù có thể bao phủ toàn phương vị, cũng tuyệt đối không đại khí như cổ trung này, cổ vận giạt rào, giống như từ quá khứ vọng tới tương lai. Lần này ngay cả Tu Đan Hà cũng biến sắc, trong mắt mang theo kinh hoàng và ngạc nhiên. Lương Ngọc Y, ta đã bắt được ngươi, thắng bại đã nghiêng về phía ta. Lý Vân Tiêu cầm kiếm chém ra, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đột nhiên ra tay đâm vào hư không. Sóng âm sinh ra tần suất rung động thật nhỏ, nhưng mà vẫn không tránh được thần thức của Lý Vân Tiêu. Hừ, muốn đi, dưới tiếng chuông của ta, bất luận tần suất chấn động thật nhỏ nào cũng bị ta bắt được, chỉ cần ngươi chống cự tiếng chuông thì chắc chắn sẽ sinh ra biến hóa, trừ phi ngươi buông tha chống cự như vậy tiếng chuông sẽ rót vào thân thể của ngươi, chấn động kinh mạch và khí huyết, ngươi sẽ bạo thể mà chết. Kiếm quang trong tay Lý Vân Tiêu đã động, đuổi theo hướng di động của Lương Ngọc Y, cười lạnh nói. Chống cự cũng chết, không chống cự cũng chết, người biết nên lựa chọn thế nào chứ? Phanh! Lý Vân Tiêu cầm Bắc Thiên Hàn tinh kiếm rung mạnh, một viêm dương chi lực áp tới. Thân ảnh Lương Ngọc Y hiện ra trên hư không, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin cùng khiếp sợ, xanh mặt thi triển viêm dương bí quyết đánh xuống, phẫn nộ quát. Mặc dù ta lộ ra chân thân. Người cũng chẳng có lực chống cự thì nói gì tới bại. Người bốn phía vô cùng kinh hãi,
thử hỏi đổi lại là mình, ai có thể nghĩ ra biện pháp tinh diệu bức Lương Ngọc Y ra? Mặc dù hiện tại biết rõ phương pháp này, ai có thể chế tạo ra công kích âm ba mạnh như thế, hơn nữa có thể khống chế tinh diệu như vậy, cảm giác được chấn động thật nhỏ của sóng âm. Ha ha, ta và ngươi chênh lệch một đại cảnh giới, không dễ đánh. Nhưng mà vừa rồi thi triển thập nhật đồng thiên và bí thuật ẩn tàng thân hình, thể năng của ngươi không còn được 1/3 lúc trước a. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Thử hỏi ngươi còn có thể chống được bao lâu? Hắn nói xong, trường kiếm trong tay run lên, không ngừng thi triển các loại kiếm chiêu công kích hao phí thể lực và nguyên khí của Lương Ngọc Y. Trừ một ít biến thái ra, thể lực không đủ chính là nhược điểm của nữ tử. Từ khi Lý Vân Tiêu công kích không chút gián đoạn này, Lương Ngọc Y rốt cuộc lâm vào hạ phong, sắc mặt người bốn phía đen lại, bởi vì bọn họ đều áp nặng vào Lương Ngọc Y, lần này thua ngay cả quần lót cũng không còn. Sắc mặt Lương Ngọc Y tái nhợt, cực kỳ không cam lòng vận chuyển pháp quyết, chậm rãi ngưng tụ ra một hỏa cầu. Nhưng ai nấy đều thấy được, đây đã là nỏ mạnh hết đà, kết cục không thể cải biến. Phá giải đơn giản, 2. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, thân ảnh thuấn di biến mất tại chỗ, thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lương Ngọc Y, đá vào đầu vai của nàng, trực tiếp đánh nàng bay ra xa. Phanh! Một cước này sinh ra kình lực mạnh mẽ, khí huyết của nàng chấn động, té ra xa xa, trên mặt đất xuất hiện dấu vết dài, hỏa cầu cũng tiêu tán. Võ quyết đã phân thắng thua, có tiếp tục nữa hay không? Lý Vân Tiêu đứng ở đó, ngạo nghễ mà đứng, khóe miệng của hắn tươi cười phong đạm vân khinh, trong ánh mắt mọi người đầy vẻ suy nghĩ, nhưng phần lớn là vẻ mặt ngưng trọng. Đặc biệt là Lệ Phi Vũ, Tiền Vô Địch cùng Đường Tâm, ba nhân kiệt xuất chúng trong thế hệ trẻ, Lương Ngọc Y vừa đánh một trận đã nói với bọn họ rằng, không chỉ có thắng bại không biết, cho dù có thể thủ thắng cũng tuyệt đối không thắng được dễ dàng. Lý Vân Tiêu thoáng cái biến thành đại địch trong suy nghĩ của mọi người. La Anh chậm rãi mở miệng nói. Võ quyết lần này Lý Vân Tiêu thắng, chư vị có dị nghị gì không? Trương Sùng vốn bộ dáng rảnh rỗi náo nhiệt, sau khi Lý Vân Tiêu vận dụng hoàng chiêu chung thì thần sắc của hắn ngưng trọng, mở miệng nói. Không có dị nghị, không biết tu trưởng lão có ý kiến gì không? Sắc mặt Tu Đan Hà mặt xanh mét không nói nên lời, trong mắt mang theo thần thái như cho tàn. Lần này té quá mạnh, không chỉ chết một trưởng lão, song hội còn chưa bắt đầu đã thua võ quyết, còn ném đi 50 tỷ nguyên thạch. Tất cả những chuyện này đều là thiếu niên kia ban tặng. Hắn đã suy nghĩ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết người này. Nhưng nàng biết không thể, gian nan nói ra hai chữ phế vật, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét qua Lương Ngọc Y đang xấu hổ. Thứ hai ánh mắt của hắn chấn động, cảm thấy lạnh cả người và khuất nhục xông lên đầu. Ánh mắt của hắn u oán nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong con ngươi tràn đầy không cam lòng cùng khuất nhục. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lãnh đạm nói. Nhìn cái gì, thắng bại là chuyện thường, thua thì mắng người ta là phế vật, người có nhân phẩm hay không? Trong mắt Tu Đan Hà phun ra lửa, lạnh giọng nói. Ngươi dám mắng ta? Nội tâm của hắn sinh ra sát ý mạnh mẽ, thập phần muốn tìm cớ lập tức ra tay đánh chết Lý Vân Tiêu. Hừ! Chửi mắng ngươi thì như thế nào? Lý Vân Tiêu khinh thường nói. Nếu không phải hiện tại chẳng phải đối thủ của ngươi, ta còn muốn một tát đánh chết ngươi đấy, ngươi cứ chúc đi, không qua vài năm ta sẽ phế ngươi. Ngươi toàn trường đổ mồ hôi lạnh, dám nói chuyện vô lễ với cường giả võ đế như thế, chỉ dũng khí và gan dạ sáng suốt này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Muốn chết? Thân ảnh Tu Đan Hà chớp động, biến mất trên vương tọa, động tác của hắn quá nhanh. Thời điểm mọi người nhìn rõ thì công kích đã đánh tới. Tiền Vô Địch cùng Đường Tâm đều hoảng hốt, nếu Lý Vân Tiêu chết, tình báo không chiếm được, lần này này không xong rồi. Hừ, trong tràng chỉ còn lại tiếng hừ lạnh của Lý Vân Tiêu, thân thể biến mất tại chỗ. Hắn đã sớm nhìn ra bộ dáng dục dịch của Tu Đan Hà, trước tiên thuấn di rời đi, tránh thoát một kích kia. Oanh, trên sàn xuất hiện cái hô to, hoàn toàn không có nhìn thấy Tu Đan Hà ra tay thế nào. Nhưng mà kết quả là như thế. Sắc mặt La Anh cùng Trương Sùng đột biến, nhao nhao lập tức ra tay ngăn cản trước mặt Tu Đan Hà. Trương Sùng lãnh đạm nói. Tu trưởng lão, đánh bạc chịu thua, võ quyết kết quả đã định, tất cả mọi người là người công chính, người đúng như lời của Lý Vân Tiêu nói, vì sao không có nhân phẩm như thế. Tu Đan Hà tức giận nghiến răng, nhìn qua Lý Vân Tiêu xuất hiện sau lưng hai người, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu. Cái tên này ta ghi nhớ,
không giết người ta thể không bỏ qua. Lý Vân Tiêu không kiên nhẫn phất tay, khẽ nói. Tùy tiện, người sau khi thua ném ngoan thoại không chỉ có mình ngươi. Mặt mũi là cần nhờ thực lực đoạt được, mà không phải phóng ngoan thoại, ngốc điều. Ngươi, phốc, dưới kích thích cực độ, Tu Đan Hà rốt cục nhìn không được phun máu tươi, thân là đại trưởng lão Thiên Nhất Các, đã khi nào chịu khuất nhục như thế, trong mắt đã hoàn toàn đỏ bừng, cơ hồ chỉ có một chữ giết. La Anh nhướng mày, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu thật sự không biết tốt xấu, nếu triệt để chọc giận Tu Đan Hà, cho dù có thể tránh được hôm nay, có thể tránh được cả đời hay sao? Hắn sợ phức tạp, vội vàng nói. Nếu Tu trưởng lão cũng tán thành kết quả võ quyết, như vậy đúng như đã nói lúc trước, chuyện nơi này bỏ qua, Thiên Nhất Các đã thua một hồi. Chư vị, tản ra đi. Lý Vân Tiêu đứng trên không trung, cũng không để ý đám người đứng ngoài khiếp sợ cái gì đó, nói. Linh Nhi, lấy tiền. Toàn thân mọi người chấn động, không ít người hai mắt đỏ bừng, đây chính là toàn bộ tài sản của bọn họ a. Thua không nổi thì đừng đánh bạc, hiện tại cũng chỉ là một chút tiền mà thôi, ta thấy dường như có kẻ đầu óc nóng lên, nếu tiếp tục nóng như thế, không chắc sẽ bỏ mạng đấy. Giọng nói lạnh như băng của Lý Vân Tiêu vang lên, lúc này mới khiến một ít cái đầu nóng thanh tỉnh lại, một ít người cơ linh đã tỉnh táo hơn. Ha ha, nhờ phúc nhờ phúc. Tuy tiền vô địch đỏ mắt Lý Vân Tiêu đoạt được, nhưng hắn là người biết đủ, sung sướng mang 150 tỷ nguyên thạch giao ra ngoài. Thiên Nhất Các và thế lực phục thuộc sắc mặt đen lại, được Tu Đan Hà dẫn dắt rời đi. Lệ Phi Vũ cũng cáo từ nói. Chúc mừng Vân Thiếu, tại hạ cũng cáo từ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lệ công tử đừng quên lúc trước ngươi nói, bàn giao thỏa mãn đấy. Ta không thích bị lừa gạt đâu. Lệ Phi Vũ nghe xong đổ mồ hôi, liên tục nói. Dễ nói, ngày sau bàn lại. Hắn nhanh chóng bay đi như chạy trốn thật nhanh. Chỉ cảm thấy nói nhiều với Lý Vân Tiêu một câu sẽ nguy hiểm nhiều hơn. Tất cả mọi người tản đi, vẻ mặt Đường Tâm không ngừng hâm mộ, nói. Chúc mừng Vân Thiếu kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu, tuy ta đặt Lương Ngọc Y muội muội thắng, nhưng vẫn xem trong ngươi, trên tinh thần vẫn xem trọng và ủng hộ ngươi thủ thắng. Quả nhiên hôm nay nhìn thấy trận quyết đấu này, chúng ta xem như đi không uổng công. Đêm nay ta ở nơi đóng quân tứ cực môn thiết yến, khoản đãi Vân Thiếu cùng vô địch huynh. Mong rằng hãnh diện. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chúng ta hứa hẹn đã thực hiện, nên tới phiên Lý Vân Tiêu ngươi cống hiến tình báo. Hơn nữa địa điểm được chọn là trong tứ cực môn, đối với Lý Vân Tiêu mà nói cũng chưa hẳn không phải là một khảo nghiệm, xem hắn có dám tới hay không. Dù sao qua trận chiến ngày hôm nay, tên tuổi của hắn vang vọng trong cả Thương Minh, cao điệu tiến vào chú ý trọng điểm của Thương Minh, sợ rằng người muốn giết hắn cũng không ít. Trong tứ cực môn A, Đường Tâm công tử có bảo đảm an toàn cho ta hay không? Lý Vân Tiêu làm ra bộ dáng sợ hãi. Đường Tâm cười to nói. Vân Thiếu chê cười rồi, chỉ cần ngươi ở trong tứ cực môn chính là khách quý của ta, cho dù là người bảy siêu cấp thế lực ta cũng bảo đảm an toàn cho ngươi. Yêu Yến. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh quang chớp động nói. À, thực sự an toàn như Viet, sẽ không như Lệ Phi Vũ, thời điểm hứa hẹn thì cái gì cũng dễ nghe. Nhưng mà trở mặt thì nhanh hơn lật sách. Đường Tâm bộ dáng kiên quyết, vỗ ngực nói. Tuyệt đối không thể như tiểu nhân Lệ Phi Vũ đâu, Vạn Bảo Lâu vốn không có danh dự gì, làm sao có thể so với tứ cực môn. Huống hồ còn có vô địch huynh làm chứng, ta sao dám nuốt lời. Trong lòng tiền vô địch khẽ động, cười lạnh nói. Đường Tâm, chuyện ngươi tính toán người khác làm nhiều rồi, cũng đừng lật thuyền trong mương, như Lệ Phi Vũ có nói cũng không nói rõ được. Đường Tâm cười lạnh nói. Vô địch huynh nói sai rồi, không phải chỉ là mở tiệc chiêu đãi hay sao, chẳng lẽ Đường Tâm ta còn có thể nói không giữ lời như Lệ Phi Vũ kia sao? Đã như vậy, ta đây cũng yên tâm. Lý Vân Tiêu cười nói. Đêm nay nhất định tới đúng giờ dự tiệc. Tiền vô địch nói. Ta cũng tới. Đường Tâm vui vẻ nói. Vậy xin đợi đại giá của hai vị. Người tứ cực môn trực tiếp bay lên trời. Hóa thành một đạo hào quang rời đi. Tiền vô địch nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt đầy kiêng kỵ và chiến ý nồng đậm. Chờ mong thời điểm võ quyết gặp được ngươi. Trương Sùng cũng nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt ánh mắt bất định, người kim tiền bang hóa thành hào quang bay đi. Đại hoạch toàn thắng, Đinh Linh Nhi cùng Thiên Nguyên Thương Hội đều thở ra một hơi, lại nhẹ nhõm toàn thân,
nhưng mà vẫn cảm thấy như có núi lớn đang áp xuống. Đinh Linh Nhi nói, tổng bộ bị hủy, có chuyện gì an bài hay không? Lý Vân Tiêu cười nói, đơn giản mà thôi, rời ra chung quanh, bảo Lâu La tới dọn vị trí đi, nếu không bảo bọn chúng gia nhập Thiên Nguyên Thương Hội. Tất cả mọi người nghe xong đổ mồ hôi lạnh, đây là khuếch trương hiển nhiên. Nhưng vừa mới đánh bại Thiên Nhất Các, sợ rằng cũng không ai dám đi chọc danh tiếng của Thiên Nguyên Thương Hội. Đinh Linh Nhi lập tức làm theo lời của Lý Vân Tiêu, bảo đám thủ vệ trung tâm đi chiếm vài gian phòng đơn sơ. Sau khi dàn xếp xong, Đinh Linh Nhi sầu lo nói. Vân Thiếu, Đường Tâm nhất định không có hảo ý, vì sao phải dùng thân mạo hiểm? Nàng cảm thấy không cần phải làm như vậy. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Việc này ta có suy nghĩ khác, trừ những cường giả đỉnh phong tuyệt đối ra, trong mắt ta không có nguy hiểm gì chân chính cả. Huống hồ Đường Tâm này là một lực lượng rất tốt, ta cần dùng hắn mở đường đấy. Ánh mắt của hắn đầy ngưng trọng, nói. Những đại yêu kia chính là tai họa thật lớn, nếu cần thiết, ta sẽ toàn lực tương trợ Đường Tâm. Mạc Tiểu Xuyên cau mày nói. Những đại yêu kia thật sự lợi hại như vậy sao? Lý Vân Tiêu khó có được lúc nghiêm túc, nói. Những người kia cũng như ta, cũng là tồn tại cửu thiên đỉnh phong, nhưng mà thời gian trôi qua làm thực lực giảm đi. Nếu đạt được rất nhiều tài nguyên của tứ cực môn bổ sung, sẽ là một lực lượng khủng bố, thậm chí vô cùng có khả năng sánh ngang 7 siêu cấp thế lực. Càng làm ta lo lắng là, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Trong mắt Hắc Liên Thiếu Hoàng mang theo thần sắc kỳ dị, nói. Đã như vậy, thừa dịp bọn chúng chưa khôi phục giết đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Ân, đây cũng là suy nghĩ của ta, cho nên hôm nay dự tiệc ta sẽ nói rõ tình huống của đường kiếp. Nếu cần thiết, trực tiếp công bố tình huống của mấy tên đại yêu cho hậu thế, để thánh vực đi thanh trừ đám này. Lý Vân Tiêu nói. Ta giờ phút này còn không muốn làm như vậy, nguyên nhân chính là những người này cũng biết rõ không ít bí mật của ta, quyền sở hữu Nặc Á Chi Chu. Nếu như chúng mang tin tức này giải ra ngoài, tất nhiên sẽ mang nguy cơ to lớn cho ta và Diệp Phàm. Hắc Liên Thiếu Hoàng ảo não mắng. Thì ra trong đó còn nhiều trò như thế, lúc ấy tại yêu nguyên ta dù thế nào cũng không thể lưu tính mạng của chúng. Lý Vân Tiêu nói. Lúc ấy ta vội vã đi vực ngoại tinh không tìm kiếm Thái Cổ Cương Phong, ngươi cũng không biết rõ tình hình, cũng chẳng trách ngươi. Nhưng mà lần này là cơ hội thật lớn, phải nắm chắc Đường Tâm cho tốt, thậm chí là để Thương Minh thanh tẩy, tranh thủ trừ hậu hoạn. Mạc Tiểu Xuyên nói, tiệc tối hôm nay, để ta và Thiếu Hoàng cùng đi với ngươi, người quý tinh không quý nhiều. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ân, rất tốt, vậy hai người đi theo ta đi. Thiếu Hoàng nói người tử thần cung cũng có thể liên hệ một chút, mục tiêu của chúng là cứu Vũ Văn Cao, cũng không xung đột với chúng ta. Toàn thân Hắc Liên Thiếu Hoàng run rẩy nói. Vân Thiếu A, ta lúc trước còn không biết bản tính của đám người này, chỉ cho rằng là tổ chức sát thủ thuần túy. Hiện tại biết rõ, cho dù đánh chết ta thì ta cũng không đi tiếp xúc với chúng đâu, phái sư huynh đi thôi. Hắn là sư huynh, bản lĩnh rất cao A. Mạc Tiểu Xuyên tức giận nói. Chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong thì ngươi dùng làm cái gì? Chê mặt của hắn cổ quái, cười hắc hắc nói. Sư đệ vừa vặn tuấn tú lỗi lạc, phong lưu thành tánh. Mặc dù sở thích các ngươi khác nhau, nhưng xem như người cùng đường, các ngươi nên quan tâm trao đổi với nhau, chắc sẽ có thu hoạch đấy. Hắc Liên Thiếu Hoàng nghe xong toàn thân phát run, sắc mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt tội nghiệp nhìn qua Lý Vân Tiêu xin giúp đỡ. Toàn thân Lý Vân Tiêu cũng nổi da gà, quát. Tiểu Xuyên, đừng nói nữa, tóc gáy của ta dựng lên cả rồi, chuyện này nói sau, trước dò xét tình huống đêm nay đi. Chuyện đã thương định xong, mọi người rời đi. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Vân Thường, ngươi chờ một chốc. Ba người khác vẻ mặt cổ quái, Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng là bộ dáng bát quái, Đinh Linh Nhi thì thất lạc khó hiểu. Đi tới cửa, chỉ nghe thấy Mạc Tiểu Xuyên len lén nói. Linh Nhi muội muội chớ nhụt chí, ta càng ủng hộ ngươi. Nghe thấy Hắc Liên Thiếu Hoàng nói khẽ. Hai vị tỷ tỷ ta đều ủng hộ. Các ngươi loạn kéo cái gì, Vân Thiếu Lưu Vân Thường muội muội lại tất nhiên là có chuyện quan trọng. Ừ, chuyện nam nhân đương nhiên là chuyện quan trọng, đúng không, sư đệ? Hắc hắc, đó là đương nhiên, không có gì quan trọng hơn chuyện này. Giọng ba người càng ngày càng xa, sắc mặt Lạc Vân Thường đỏ bừng.
tâm thần bất định, không biết Lý Vân Tiêu ý gì, chẳng lẽ hắn thật muốn, nghĩ vậy, cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Lý Vân Tiêu mãnh liệt ho khan vài cái, nói. Khục khục, đừng hiểu lầm, hiện tại là ban ngày, ta làm sao nghĩ ngợi lung tung chuyện ban đêm chứ? Lạc Vân Thường càng cảm thấy bủn rủn trong lòng, trong đầu nghe tới mấy chữ cuối cùng. Chuyện ban đêm. Lý Vân Tiêu lấy Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên ra, nghiêm mặt nói. Vân Thường, những tinh nguyên này rất có trợ giúp với Cửu Dương Chân Quyết, đủ để giúp ngươi tăng lớn một hồi. Ngươi có Cửu Dương thần thể, tất nhiên sẽ đi tới võ đạo đỉnh phong. Lạc Vân Thường phục hồi tinh thần từ trong mưu mịt lại, vội vàng chối từ nói. Thứ chân quý như thế. Lẻn vào, một. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta và ngươi cần gì như thế? Thực lực ngươi đề cao cũng mang tới chỗ tốt rất lớn với ta. Còn nhớ lần vượt qua Khinh Ca Lâm Địa, ta và ngươi sinh ra thần thể cảm ứng, tiến vào trạng thái tu hành kỳ diệu hay không? Thân thể mềm mại của Lạc Vân Thường chấn động, trên mặt cổ quái, trải nghiệm lần đó nàng rất khó quên được. Đó là trạng thái tâm linh và thần thể kết hợp với nhau, hai người trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, thậm chí còn xâm nhập hơn cả phu thê làm tình xác thịt với nhau. Mỗi lần nhớ tới, Lạc Vân Thường cảm thấy xấu hổ tim đập nhanh, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn hiện tại muốn làm tri kỷ với ta sao? Lạc Vân Thường âm thầm tự định giá, cảm thấy tim đập nhanh hơn. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Ngoài ý muốn lần trước giúp chúng ta tu hành nhanh hơn, thuộc tính thần thể của ngươi là hỏa, ta chính là thủy, có lẽ đúng là như thế, cho nên thần thể dung hợp bổ ích lẫn nhau. Sau khi chuyện nơi đây hoàn tất, chúng ta tạm quay trở lại thành Viêm Vũ cùng nghiên cứu tinh tế với nhau. Lạc Vân Thường chóng mặt, nghiên cứu tinh tế. Nàng không rõ tâm thần của mình thế nào, trong tay cầm túi chữ vật chứa Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên truyền ra cảm giác ấm áp, làm nội tâm của nàng vừa mừng vừa thẹn. Tiểu tử, người ta là cô gái nhỏ đấy. Yêu Long trong linh hồn truyền âm. Đừng nói đùa. Lý Vân Tiêu phủ nhận nói. Lần trước thần thể cảm ứng lẫn nhau mang tới chỗ tốt ngươi không phải không biết, làm ít công to, đối với mọi người đều có chỗ tốt thật lớn. Yêu Long khinh thường nói. Cả ngày với ngươi như thế, nàng sau này còn có thể gả cho người khác sao? Chuyện này, Lý Vân Tiêu im lặng, hơi có vẻ xấu hổ, trong nội tâm sinh ra cảm giác khác thường. Thiên Nhất Các cùng Thiên Nguyên Thương Hội tổ chức võ quyết sớm, hơn nữa Thiên Nhất Các bại trận truyền ra khắp cả thành Tống Nguyệt Dương, thanh danh Lý Vân Tiêu cực thịnh có 102. Dù sao việc này ảnh hưởng thật sự quá lớn, hoàn toàn vượt qua mọi người dự đoán, thậm chí có thể nói là phá vỡ kết cục. Cộng thêm tin tức tình báo của thương hội là nhất lưu, lập tức đào móc các tình báo liên quan tới Lý Vân Tiêu, bắt đầu truyền lưu trong thành. Tiểu tử kia không ngờ là người thừa kế linh khí trong Tu Di Sơn, khó trách mạnh mẽ như vậy, Thiên Nguyên thương hội che giấu thật sâu a, rõ ràng còn có con bài tẩy này. Cục diện lần này sẽ thay đổi rồi. Đâu chỉ thế, ta nghe nói ngày đó tại thành Viêm Vũ Vi tranh đoạt linh khí, ngay cả thập đại phong hào võ đế cũng có hai người tới. Kết quả vẫn không công mà lui. Các ngươi cũng biết vì sao không? Bởi vì tiểu tử này có quan hệ thông thiên, vậy mà đã thông một đạo thiết lệnh của thánh vực, thành Viêm Vũ trực tiếp chia cho hắn. Đúng vậy, ta cũng có nghe thấy Lý Vân Tiêu dường như là con riêng của đại nhân vật trong thánh vực, vì che giấu tai mắt của người này nên mang tới nơi chim không thèm ỉa, nhưng những năm qua vận chuyển tài nguyên tới là con số thiên văn, nếu không dùng tuổi của hắn, ngày đó tại thành Viêm Vũ. Hắn một chưởng đánh chết tinh túc lão quái đấy. Từ tinh túc lão quái là bị hắn giết. Chuyện này quá kinh khủng a, thế hệ trẻ ai là địch với hắn được. Đinh Linh Nhi những năm này giấu ở Nam vực chính là để hầu hạ người này. Nghe nói bọn họ đã có mấy nhi tử rồi. Hiện tại xem ra hắn là thật. Chặc chặc, đây là mệnh tốt. Hừ, có cái gì đáng ganh tị chứ? Người ta có phụ thân là đại lão thánh vực, người có sao? Nữ thần dán lên cũng là bình thường. Ánh mắt Đinh Sơn nhìn thật xa, sớm thế đã mang con gái mình đưa tới Nam vực làm con dâu từ bé, hiện tại rốt cục nhìn thấy ánh trăng trong mây mù, mà lễ hỏi chính là cả thành Viêm Vũ đấy. Ai, đó là số mệnh của người ta, chúng ta đừng có mơ. Đến đây, uống rượu, tranh thủ sớm ngày đột phá đến võ tông, tùy tiện tìm môn phái bình thường làm trưởng lão ẩn cư, lấy hơn 10 phòng lão bà tiêu diêu tự tại. Vân Thiếu, người và Linh Nhi muội muội thật có hài tử. Nói như vậy chúng ta chẳng lẽ nhiều ra tiểu sư đệ. Trên đường đi dự tiệc,
Lý Vân Tiêu ba người một đường nghe không ít lời đồn không dứt bên tai. Lý Vân Tiêu một cước đá Hắc Liên Thiếu Hoàng, cười mắng. Loại chuyện trên phố này khi nào là thật, nhưng mà đồ đệ thì ta có thu một người, cũng không biết hắn hiện tại sống ở đâu, có lẽ. Tại Thánh Vực A. Hắn nghĩ tới tỷ đệ Mộng Vũ, thần sắc lập tức ảm đạm. Việc này hắn chưa từng nói với hai người, giờ phút này cũng nên nói một lần. Hắc Liên Thiếu Hoàng nghe xong giận tím mặt, nói. Con mẹ nó vì thanh thực là vương bát đản, chờ Vân Thiếu khôi phục thì mang theo chúng ta giết tới tận Thánh Vực, tát con rùa đen này. Hừ, giết đến tận Thánh Vực, người cũng dám nói. Mạc Tiểu Xuyên khinh thường nói. Cho dù Hoa Thiên Thụ cùng quân như Vân có tới, sợ rằng một đội trưởng chấp pháp cũng có thể diệt môn ngươi đấy. Huống hồ nghe Vân Thiếu nói, Tiểu Sư Đệ và Vi Thanh tất nhiên có ngàn vạn liên hệ, sẽ như tin tức trên phố, là con riêng của đại nhân vật Thánh Vực A. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Bất kể như thế nào, Thánh Vực nhất định phải đi, nhưng không phải hiện tại. Tuy ba người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nhưng lại chưa bao giờ thoát ly ánh mắt các thám tử, rất nhanh đã đi vào trụ sở Tứ Cực Môn, lúc này mới cảm thấy thanh tỉnh. Ba vị là hai người thủ hộ Tứ Cực Môn dò xét ba người, khí tức của Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng làm nội tâm của bọn họ run sợ, vô cùng cảnh giác. Phiền toái thông báo Đường Tâm, nói Lý Vân Tiêu đến rồi. À, ngươi, ngài chính là Vân Thiếu đại nhân, xin chờ một chút. Ta đi thông báo nhị công tử. Trong đó một gã thủ vệ cả kinh, vội vàng mở ra cấm chế nói. Ba vị mời vào, ta đi thông. A, à, hai gã thủ vệ nội tâm cả kinh, chỉ thấy Lý Vân Tiêu ba người tiến vào cấm chế thì thân ảnh lóe lên, biến mất trước mặt bọn họ. Cái này, ba người kia là. Thân hình tên thủ vệ chấn động, ngạc nhiên đứng ngây tại chỗ, không biết làm gì. Ba người kia chẳng lẽ không phải Lý Vân Tiêu, mà là giả. Tên còn lại khiếp sợ phân tích nói ra, lập tức mấy người kia sợ hãi mồ hôi lạnh đầm đìa, tên võ giả cho đi toàn thân run sợ, run rẩy nói. Cái này làm sao cho phải? Tên còn lại mặt âm trầm nói. Chỉ có thể giả ngu, nếu cấp trên biết chúng ta tự tiện thả người đi vào, không chỉ có ngươi xong đời, ta cũng không may. À cái này, nếu như gặp chuyện không may thì sao? Giả ngu, những người kia có thần thông lớn như thế. Có trời mới biết bọn họ đi vào từ đâu, chúng ta vẫn không biết là được. Chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm công tử lĩnh hình? Không, không. Người nọ nghe tới lĩnh hình thì toàn thân run rẩy, vội nói. Ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ không bán ta ra chứ? Ngươi nói cái gì đó, xem ta là người nào? À, thực xin lỗi, ta chỉ là quá lo lắng. Lẻn vào, hai. Không có việc gì, chúng ta ai cũng như ai, đúng rồi. Ta với chị dâu của ngươi không hợp, đã bỏ nàng rồi. Nghe nói muội muội xinh đẹp nhất của ngươi đã 14 tuổi, ta có cảm giác với tiểu muội của ngươi, có thể. Thời điểm hai tên thủ vệ đang bàn chuyện với nhau, Lý Vân Tiêu ba người đã xuất hiện ở trên hành lang dài trong Tứ Cực Môn. Lý Vân Tiêu nói, Tứ Cực Môn quả nhiên có chút cổ quái, không chỉ bên ngoài có cấm chế đại trận, ngay cả bên trong cũng đầy cấm chế, không cẩn thận sẽ phiền toái. Hắc Liên Thiếu Hoàng nói, ân, bên trong đấu tranh quá lợi hại, đường kiếp ở phía tây, cũng có cấm chế bao lại, hơn nữa dường như phi thường không tầm thường. Hắn chỉ nơi xa xa, sau vài hành lang có hào quang ẩn hiện, dường như đã có cấm chế. Ân, nơi đây vẫn do ta xông vào một mình thôi, các người đến giới thần bi đi, ta gọi ra thì ra. Mi tâm Lý Vân Tiêu có một đạo tinh quang bắn ra, liền thu hai người vào trong đó, hơn nữa truyền âm vào. Thiếu Hoàng, bên trong có một người từng bị ngươi phong ấn qua, hiện tại đi cởi bỏ cho hắn đi. Sau đó thân ảnh của hắn lóe lên, đi tới phía tây. Ân, bị ta phong ấn, ai nha? Hắc Liên Thiếu Hoàng lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn lần đầu tiên đi vào giới thần bi, ánh mắt hiếu kỳ và khiếp sợ, khi thấy thân ảnh Đoạn Việt thì thần sắc trở nên cổ quái, giật mình nói. Là hắn. Mạc Tiểu Xuyên nói. Vân Thiếu nói chính là hắn. Ngươi làm sao phong ấn người ta? Hắc Liên Thiếu Hoàng ngượng ngùng cười nói. Không có gì, có quan hệ tán gái. Ta mỗi lần tán gái đều là tình chàng ý thiếp, mọi người ngươi tình ta nguyện, tiểu tử này không ăn được bồ đào còn phá hư chuyện tốt của ta, như vậy sinh ra cửu oán. Nhưng ta thấy hắn là hảo hán, cho nên chỉ phong ấn hắn mà thôi. Mạc Tiểu Xuyên cau mày nói.
Loại người tính tình như ngươi không tốt, sớm muộn gì cũng xảy ra đại sự. Hắc Liên Thiếu Hoàng vội vàng cười nói. Về sau đi theo sư huynh cùng Vân Thiếu, không dám, không dám. Trụ sở tứ cực môn còn lớn hơn Thiên Nguyên Thương Hội, bố trí tinh xảo hơn, danh mục rất nhiều, từ đó cũng có thể thấy được thực lực bất phàm, công tác chỉnh thể cũng tỉ mỉ hơn. Lý Vân Tiêu vượt qua vài hành lang, rất nhanh đi nội viện phía tây, cũng là đình viện vỡ nát, bên trong bụi cỏ dại mọc cao, cửa sân cũng không có khóa lại. Ân, lại không có bố trí, có chút phiền toái. Hai đồng tử Lý Vân Tiêu có hào quang màu đỏ hiện ra, ánh mắt nhìn bốn phía tiểu viện một lần, tìm kiếm khe hở không gian. Vậy mà không thể tìm ra, người bố trí có thủ pháp rất cao à. Hắn tìm kiếm vài lần, cảm thấy giật mình. Thời điểm đang tự đánh giá nên làm thế nào, đột nhiên phát giác được có người đang đi qua hướng này, thân ảnh lóe lên, giấu kín vào không trung. Người đến là ba nam tử áo bào xám, thực lực đều là võ hoàng bát tinh. Ba người tới trước cửa thì dừng lại, người cầm đầu lấy một tấm lệnh bài ra, vẽ ấn phù trên không trung, sau đó ném vào trong tiểu viện. Khi lệnh bài tiến vào, trong tiểu viện vắng vẻ có hào quang lóe lên, hiện ra một tầng hơi nước, lệnh bài ngưng lại trên không trung. Sau đó cả không gian sinh ra vặn vẹo, lập tức mở ra một lối đi, trong thông đạo bạch quang lập lòe, linh khí bức người. Nam tử cầm đầu vẽ vài lần trên không trung, lệnh bài lập tức rơi vào trong tay. Sau khi thu lệnh bài, ba người đi vào thông đạo. Lúc này lối đi lập tức khép lại, Lý Vân Tiêu chậm rãi từ không trung đi ra, thần không biết quỷ không hay theo vào trong. Thông đạo không gian cũng không lớn, nhưng lại làm cho Lý Vân Tiêu chấn động. Trong không gian nhỏ hẹp này không có vật khác, chỉ có một tòa lầu các 5 tầng, dài rộng vài trăm mét, chiếm hết toàn bộ không gian. Lầu các này đại khí to lớn, tạo hình của nó đầy yêu dị, càng có đồ án quái dị thân người đầu quái vật. Rõ ràng không phải là phong cách thông thường của thiên võ giới, đúng là kiến trúc của yêu tộc. Những người yêu tộc này chỉ tổ kiến chỗ ở tạm thời, có cần đại khí như thế này không? Thật sự là xa hoa lãng phí, chẳng lẽ bọn chúng định biến nơi này thành hang ổ? Lý Vân Tiêu lầm bầm vài câu, hắn vẫn theo sau lưng đám người này, đi theo vào trong yêu các. Yêu các tuy lớn, nhưng mà rất ít người, Lý Vân Tiêu đi theo ba người dễ dàng tiến vào, một đường cũng không phát hiện ra ai. Hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái, nơi này phòng bị lỏng lẻo như thế, vì sao cần cấm chế? Ba người đi tới tầng 2 yêu các, tiến vào một gian đại điện. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi chấn động, bên trong truyền ra yêu khí cường đại. Hắn không dám khinh thường, tay phải niết bí quyết, vẽ một vòng tròn trước người, lập tức thi triển thuật ẩn độn cao cấp ẩn nấp, tiềm hành theo vào. Ba người kia đi vào trong đại điện, bên trong vắng vẻ, chỉ có trận pháp màu xanh đang vận chuyển từ từ. Ba người vừa thấy thì khẩn trương lên, không dám quấy rầy, đứng yên một bên. Lý Vân Tiêu dừng trong hư không, con người đột nhiên co lại, hai người trong trận pháp chính là Đường Kiếp và Vũ, dường như đang tu luyện công pháp nào đó. Khí tức của Đường Kiếp vào lúc này đã đạt tới võ tôn, nhưng mà toàn thân đầy yêu khí, hẳn là bị truyền thụ công pháp yêu tộc. Lại không có nhìn thấy bóng dáng vài tên đại yêu khác, có lẽ đang bế quan tại nơi khác, cũng không biết bây giờ thực lực như thế nào. Thực lực của vài tên đại yêu khác chính là tình báo trọng yếu hắn muốn biết khi lẻn vào đây. Vũ lặng lặng ngồi trong trận pháp, trên người vẫn có lực lượng ẩn hiện ngăn cách, không cách nào quan sát thực lực của hắn. Tăng thêm bản thân hắn cũng là bát giai đại thuật luyện sư, tinh thần lực rất mạnh, Lý Vân Tiêu cũng không dám dò xét quá phận. Một lúc lâu sau, dường như công pháp vận chuyển một chu thiên, Đường Kiếp hít sâu một hơi, hút yêu khí lan tràn chung quanh vào người, lúc này chậm rãi mở mắt ra. Ba người chờ thật lâu vội vàng đi lên, nói. Công tử, tài liệu lần này đã mang tới. Ba người lấy một túi chữ vật ra, đưa lên. Đường Kiếp mặt không biểu tình, thần thức khẽ quét qua, đột nhiên dùng lại trên túi chữ vật thứ ba, sắc mặt lập tức âm trầm, quát. Vì sao yêu tinh ít như thế? Toàn thân người nọ chấn động, rung giọng nói. Trong khố phòng chỉ còn tồn tại bao nhiêu đây, đã không còn nữa. Trên mặt Đường Kiếp xuất hiện một tia lệ khí, lạnh lùng nói. Toàn bộ ở đây, ý là về sau không còn nữa. Người nọ càng mấp máy bờ môi, khẩn trương nói. Cần một lần thu mua rất nhiều, dù sao thứ này trước kia nhu cầu cũng không cao, cho nên người dùng cực nhỏ. Đường Kiếp tức giận nói. Vậy ngươi còn đứng đây làm cái gì, còn không đi thu, không tiếc bất cứ giá nào,
có bao nhiêu thu bao nhiêu. Vâng. Người nọ đã giật mình, vội vàng khom người cáo lui, đồng thời có cảm giác như chút được gánh nặng. Đường Kiếp hiển nhiên phi thường bất mãn vì yêu tinh hắn cung cấp, khí tức trên người bắt đầu trở nên táo bạo. Thong dong. Vũ đồng thời mở mắt ra, nói. Yêu công của ngươi đã đạt tới tầng thứ cực cao, yêu tinh sinh ra tác dụng càng lúc càng yếu, đằng sau quyết định bởi thực lực và tu vị của ngươi. Nếu như nói vạn bảo lâu Lệ Phi Vũ chỉ có trình độ như ngươi đã nói, ngươi vào lúc này dễ dàng chiến thắng hắn. Đường Kiếp hừ một tiếng, nói. Cũng như đám người bọn chúng lúc trước, ta vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng trong Thương Minh, cho rằng thiên hạ này cũng chỉ có Thương Minh mà thôi. Sau khi đi tới yêu nguyên một chuyến mới biết trời cao đất rộng, mới biết được chính mình lúc trước vô tri như thế, sau khi biết được thế giới to lớn, ánh mắt của ta không chỉ có Thương Minh, cho dù là tứ tú của Bắc Phực, ta cũng muốn chiến thắng từng người, còn có Lý Vân Tiêu, còn Seto Diệp Phàm chiếm được Nặc Á Chi Chu, đó là đối thủ lớn nhất của ta. Vũ nhíu mày đến, nói. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm là hai đại tai họa, nhưng không thể làm gì. Thực lực của ngươi hiện tại muốn đối phó hai người cũng không thành vấn đề, nhưng mà hai người này đều có thánh khí trong tay, vạn phần khó đối phó. Chờ sau khi Thương đại nhân chữa trị hồn thiên nghi xong, mới có được sức đánh với chúng một trận. Ân, thế giới to lớn thật sự khó đánh giá. Thoáng cái sinh ra nhiều thánh khí như vậy, đặt ở trước kia ta không tin tưởng. Không biết hồn thiên nghi có chữa trị thuận lợi hay không? Vốn dựa vào ngươi lấy được tinh nguyên vạn cổ trường thanh thụ xác suất cực thấp. May mà ở trong tứ cực môn của ngươi có một kiện chí bảo yêu tộc ta năm đó Câu Xá Luân, chỉ cần Thương đại nhân có thể khống chế Câu Xá Luân thì có thể chữa trị hồn thiên nghi. Hừ, cái bánh xe đó ném trong tứ cực môn không biết bao nhiêu năm tháng, cho tới bây giờ không ai xem xét ra lai lịch của nó. Ngay cả Mai gia cũng chỉ biết nó bất phàm mà thôi. Không thể ngờ là vật tà ác của yêu tộc các ngươi. Trên đời này không có đồ vật tà ác, chỉ có người sinh tâm tà ác mà thôi. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, vật kia tồn tại chính là vật tà ác tới cực điểm. Một bên nghe hai người nói như lọt vào sương mù, đều không hiểu được hai người này nói Câu Xá Luân là vật thế nào, nhưng bọn họ đã quen bàn luận chuyện kinh thiên động địa, chỉ có thể yên lặng lắng nghe mà thôi. Đường công tử lời ấy hơi bất công, Câu Xá Luân đã tồn tại vô số năm tháng, ngươi cảm thấy có gì không ổn sao? Một giọng nữ vang lên, chẳng biết lúc nào Lê đã xuất hiện trong đại điện. Mặt đầy mỉm cười. Trên người nàng ẩn ẩn mang theo cảm giác thần bí, đã không có gầy yếu như lúc ở yêu nguyên, hiển nhiên cũng khôi phục không ít thực lực. Vũ cả kinh nói. Vì sao ngươi đi ra? Chẳng lẽ là... Lê lắc đầu, cười nói. Nhanh, nhưng còn chưa được. Nàng phất tay ném một túi chữ vật ra cho Đường Kiếp, nói. Trong lúc này là tinh nguyên vạn cổ trường thanh thụ, Thương đại nhân đã không dùng được. Ngươi cầm lấy hấp thu trấn áp yêu khí trong người của ngươi đi, để tránh thân thể không cách nào thừa nhận được yêu tinh xâm nhập. Vũ nhíu mày, dường như có bất mãn, nói. Vì sao lúc khẩn yếu quan đầu thế này mà ngươi đi ra nói lời này? Lê cười nói. Còn có một việc, là đi thu thập con chuột. Yêu điện là một kiện không gian trí bảo của ta, tất cả ở bên trong đều bị ta cảm giác được. Người nọ thuật ẩn độn quả thực cao minh, các ngươi không phát hiện là bình thường. Cái gì, có người trà trộn vào đây? Tất cả mọi người kinh hãi, Đường Kiếp cùng Vũ tỏa sát ý ra bao phủ cả đại điện. Nội dung bọn họ đàm luận khiến người ta sợ hãi, quyết không thể truyền ra ngoài. Hai tên cường giả võ hoàng càng hoảng sợ, có người tiến vào vậy nhất định là vừa đi theo bọn họ đi vào, nếu xảy ra vấn đề, bọn họ không đảm đương nổi trách nhiệm này. Lê khẽ cười nói, không cần sợ, chính là con chuột cấp bậc võ hoàng mà thôi. Tuy người này có thuật ẩn độn cực cao, đáng tiếc tu vị yếu tới rối tinh rối mù. Nàng giơ tay lên bắn ra, một đạo quang mang bắn vào nơi hẻo lánh của không trung. Con chuột con em ngươi đấy. Lý Vân Tiêu biết rõ đã bị khám phá, mắng một câu sau đó hiển hiện trong hư không, nhẹ nhàng tránh thoát một kích kia, hiển lộ chân thân trước mặt mọi người, nói. Ta nói các ngươi nào có công phu xây nhà, còn xây khí phái như thế, thì ra là pháp bảo. Chư vị định nghênh đón cố nhân như thế sao? À, Đường Kiếp ba người thấy rõ thân ảnh Lý Vân Tiêu thì đồng thời kinh hãi, ngay cả Lê cũng biến sắc, tuy nàng có thể cảm giác được tu vị người tới, lại không thể biết rõ tướng mạo. Lý Vân Tiêu, người đúng là lớn gan chó, tự mình đến tìm cái chết. Sau khi Đường Kiếp kinh hãi,
sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, cười to nói. Ha ha, ta đang lo không biết tìm ngươi ở đâu, xem ra trời cũng giúp ta. Sắc mặt Phủ ngưng trọng, toàn bộ tinh thần của hắn tập trung vào Lý Vân Tiêu, sợ hắn thoát đi. Cơ hội lần này muôn vàn khó khăn, cho dù thế nào cũng phải lưu hắn lại. Tìm ta sao, muốn cho ta chỗ tốt à? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói ra, thân ảnh của hắn tiêu tán trong không trung. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Đồng tử của Vũ co rụt lại, lập tức một lực lượng tản ra, bắt đầu phong kín cả đại điện. Lê cũng ra tay, đại điện nằm dưới sự khống chế của nàng run động ầm ầm, tất cả cánh cửa đều đóng kín lại, giống như cự thú khép miệng lại. Lý Vân Tiêu cũng không có mượn cơ hội chạy trốn như bọn họ suy nghĩ, thi triển thuấn di biến mất sau đó xuất hiện trước mặt Đường Kiếp, dùng tốc độ cực nhanh cướp lấy túi trữ vật, cười to nói. Trốn, các ngươi khoản đãi ta như vậy, sao ta phải trốn? Hắn một chiêu đắc thủ, thân thể tiêu tán lần nữa, hiển hiện trên bầu trời, ánh mắt của hắn vui mừng lẫn sợ hãi, trong túi trữ vật đúng là tinh nguyên vạn cổ trường thanh thụ, với hắn mà nói có tác dụng to lớn. A, ngươi! Toàn thân Đường Kiếp chấn động, chính mình không để ý đã bị đối phương giật đồ, tức giận đến mức kêu to ngao ngao, trong tay bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, một thanh bảo kiếm đỏ tươi bay ra, hắn giận dữ hét. Thù mới hận cũ, hôm nay cùng tính toán một lần, hư không chạm. Chu tước đao của hắn tại yêu nguyên bị Hắc Liên Thiếu Hoàng đoạt được, bảo kiếm hiện tại của hắn chỉ là huyền khí bát giai mà thôi. Ha ha, cố nhân vừa tiếp xúc đã chết đi, còn lại đã không nhiều lắm. Cũng nên quý trọng, chư vị lần sau gặp lại, ta cũng nên đi rồi. Lý Vân Tiêu cười lớn né tránh công kích của Đường Kiếp trên không trung, hắn lấy ra một vật trong túi trữ vật, phía trên có màu xanh bắn ra, mờ mịt bay lên, chính là thanh tâm đàn mộc lấy được từ trong tay tông chủ Bắc Đấu Tông Trương Lăng Hoa. Lý Vân Tiêu bóp nát, một dòng ất mộc chi khí lan tràn ra, hắn niệm tâm quyết, thân ảnh của hắn càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng nhất hóa thành một đạo điện quang màu xanh, lập lòe trên không trung. Mọi người chỉ kịp nghe một tiếng nổ đùng của điện quang, một đạo ánh sáng màu xanh xông ra khỏi cửa. Trong tiểu viện, một, ngăn hắn lại. Phú cả kinh, Lý Vân Tiêu lại có thể thân hóa lôi đình làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hối tiếc bắn ra một đạo kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất đuổi theo. Không cần Vũ nói, Lê cũng ngăn cản, cả yêu điện là pháp bảo của nàng, hoàn toàn có thể tùy tâm khống chế, trong tay bắt quyết, yêu điện lao nhanh tới cửa. Oanh! Thời điểm hai người đồng thời ra tay, đạo lôi điện kia tỏa ra hỏa diễm kinh khủng, trực tiếp phá cánh cửa thành đại động, Lý Vân Tiêu hóa thành lôi điện biến mất tung tích. Chuyện này, tất cả mọi người lập tức chấn động, cả kinh đứng nhìn lỗ thủng trên cửa, bốn phía còn có hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, tuy rất nhỏ nhưng không dập tắt. Thần hỏa thập giai, Phú nghiến răng nghiến lợi, một kiếm chém qua, lúc này mới chém đứt bộ phận thiêu đốt, hóa thành cho bụi trên không trung. Ngăn hắn lại, vì sao không thể ngăn cản hắn? Đường Kiếp tức giận muốn ngất đi, nhìn Lê gào lên. Ngươi không phải nói con chuột nhỏ sao? Ngươi không phải nói yêu điện là do các ngươi khống chế hay sao? Lê nhìn hắn như thằng ngu, nói. Đều là nhân loại, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Nàng không hề để ý tới Đường Kiếp gào thét, trên mặt mang theo vẻ sầu lo, nhìn Vũ nói. Vũ, làm sao bây giờ? Sắc mặt Vũ cũng cực kỳ khó coi, nhưng cũng không có bối rối, nói. Cả không gian quần yêu điện bị phong ấn, tuy hắn chạy ra khỏi quần yêu điện, chưa hẳn có thể như thế nhẹ nhõm thoát khỏi phong ấn không gian, đuổi theo. Lê cũng đang muốn đuổi theo, đột nhiên nội tâm khẽ động, nhíu mày nói. Lại có người xâm nhập, dường như là người lần trước. Vũ lạnh lùng nói. Những cặn bã kia chưa đủ thành họa, nhưng Vũ Văn Cao nhất định không thể để trốn thoát. Đường Kiếp, người đi đối phó đám cặn bã lần trước đi, ta và Lê đuổi theo Lý Vân Tiêu. Nói xong hắn biến mất trong đại điện, lập tức Lê cũng biến mất theo. Trong đại điện chỉ còn lại có Đường Kiếp sắc mặt âm trầm, giận dữ hét. Trong mắt các ngươi, thực lực của ta cũng chỉ có thể đi đối phó mấy cặn bã này, đám yêu thú khốn kiếp, lão tử sớm muộn gì cũng dẫm nát các ngươi dưới chân. Hai người khác đều câm như hến, khẩn trương không nói ra câu nào. Đường Kiếp lạnh lùng nhìn qua bọn họ, nói. Các ngươi đi theo ta, cùng ta đi xem đám cặn bã tử thần cung muốn náo như thế nào, lần này nhất định không thể để cho chúng trốn được. Ba người cũng lập tức đi ra, cả đại điện chỉ còn lại có trận pháp đang vận hành. Kỳ quái, người đâu?
Phú cùng Lê đuổi theo ra ngoài thì mất bóng dáng của Lý Vân Tiêu, cả không gian cũng không lớn, không có gì ngoài quần yêu điện. Chẳng lẽ hắn phá phong mà ra? Lê cả kinh nói. Tuyệt đối không thể nào. Phú lạnh lùng nói. Cũng không phải là hắn có thực lực này hay không, mà là muốn phá phong sẽ sinh ra động tĩnh thật lớn, nơi này không có bất cứ nguyên lực chấn động nào. Ta hoài nghi hắn vẫn trong quần yêu điện. Không có khả năng. Lần này đến phiên Lê quả quyết bác bỏ, nói. Ngươi cũng biết quần yêu điện là pháp bảo của ta, nếu ở bên trong không có khả năng thoát khỏi cảm giác của ta. Vũ mặt âm trầm, cắn răng nói. Nếu như người khác thì ta tin, nhưng Lý Vân Tiêu có được thánh khí và hỏa diễm thập giai, còn có bí thuật thân hóa lôi đình, chữa ất mộc hóa linh tiểu thanh gia, ngươi từng nhìn thấy hay không? Tuy trong khoảng thời gian này chúng ta được rất nhiều tài nguyên tứ cực môn giúp khôi phục thực lực nhanh chóng, nhưng ta cảm giác hắn tiến bộ còn nhanh hơn bất cứ người nào trong chúng ta, nếu không sớm giết kẻ này, hắn sớm muộn gì cũng biến thành tai họa trong lòng yêu tộc, hắn hiện tại đã là họa lớn trong lòng chúng ta rồi. Lê nói, ngươi nói không sai, ta đồng ý phán đoán của ngươi. Nhưng nếu như hắn trốn trong quần yêu điện, ta thi triển bí pháp cũng không tìm kiếm được, chúng ta làm sao tìm hắn đây? Chờ. Vũ Bình phục quyết tâm tình, nói ra một chữ, nói. Chỉ là không biết hắn lần này tới đây làm cái gì, nhưng chỉ cần hắn gây ra động tĩnh trong quần yêu điện, vậy thì không thoát khỏi cảm giác của ngươi, bí thuật thân hóa lôi đình chắc chắn có hạn chế, nếu không hắn có thể thi triển vô hạn thì cần gì đào tẩu. Ân. Lê cũng bình tĩnh lại, nói. Ta đúng là quên người này có thánh khí trong tay, có lẽ thật sự có biện pháp ngăn cản cảm giác của ta. Người trong quần yêu điện không nhiều, thương đại nhân có cảnh giác, Vũ Văn Cao có mấy cao thủ tứ cực môn trông coi, còn lại là đám chuột nhắt kia. Chỉ cần hắn vừa có dị động thì ta chắc chắn sẽ bắt được. Hai người lẳng lặng thủ ngay lối vào quần yêu điện, lăng không ngồi xếp bằng, lẳng lặng đợi. Lý Vân Tiêu sau khi thi triển thân hóa lôi đình cũng không có tính toán đào tẩu, mà là muốn tìm tòi câu xá luân, dù sao có thể bảo đảm chữa trị siêu phẩm huyền khí. Đối với hắn mà nói là chuyện vô cùng khiếp sợ và không tưởng tượng nổi. Nhưng sau khi biết rõ chuyện trong quần yêu điện, cũng không dám giống trống khua chiêng giống như lúc trước nữa, mà là huyễn hóa ra ma thiên chiến giáp bao phủ toàn thân. Nếu quần yêu điện là huyền khí, như vậy tự nhiên cũng sẽ bị đẳng cấp áp chế. Ma thiên chiến giáp là vật cửu giai đỉnh phong, mặc dù giờ phút này không có ma khí, nhưng đẳng cấp vẫn còn, đủ trấn áp quần yêu điện, làm cho khí tức của mình không bị phát hiện. Hắn xông loạn không có mục đích một hồi, rốt cục có chỗ phát hiện. Quần yêu điện cách cục tinh xảo, ở tầng thứ tư trồng kỳ hoa dị thảo, còn có núi đá suối phun, dưới chân là con đường đá. Mà trong tiểu viện cạnh đường đá có vài khí tức như ẩn như hiện, khiến cho Lý Vân Tiêu chú ý. Hẳn đây là nơi thương bế quan, nhưng vì sao không cảm giác được yêu khí? Lý Vân Tiêu dần dần ẩn vào trong hư không, chậm rãi nấp đi qua. Đột nhiên từ bên ngoài có một người đi tới, đúng là Đường Kiếp. Sắc mặt Đường Kiếp thập phần bình tĩnh, trực tiếp đi vào tiểu viện, một đạo quang mang ngưng tụ trước tiểu viện, chậm rãi có một bóng người khô gầy đi ra, nói. Công tử! Ân, trừ trưởng lão vất vả, ta có việc muốn đi vào. Trên mặt trừ trưởng lão mang theo vẻ do dự, nói. Chuyện này cái gì? Sắc mặt Đường Kiếp đột biến, lạnh lùng nói. Trừ trưởng lão là phụ thân đại nhân phái tới phụ tá ta, chẳng lẽ biến thành người phụ tá cho đám yêu tộc kia? Công tử lo ngại, vào đi thôi. Trừ trưởng lão lập tức nhường ra một con đường, thân ảnh của hắn cũng tiêu tán theo. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Hừ, nhớ kỹ ngươi chức trách của ngươi, đợi lát nữa cho dù bên trong xảy ra chuyện gì, đều không được tiến vào. Trong hư không yên lặng, không có bất kỳ tiếng động nào. Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng. Liền đi vào. Trong lòng Lý Vân Tiêu sinh ra tâm hoài nghi, cảm giác, cảm thấy có gì đó không đúng. Tu vị của trừ trưởng lão vừa rồi tuyệt đối là võ đế, mạo muội ẩn nấp đi vào thì 8/9 phần 10 sẽ bị phát hiện. Ngoài ra còn đều biết đạo thần thức khác, hắn đúng là không có nắm chắc. Trong tiểu viện, 2. Trong nội tâm thoáng trầm tư, hắn truyền âm vào trong giới thần bi, chế định đối sách. Thân ảnh Hắc Liên Thiếu Hoàng đi ra khỏi giới thần bi. Hóa thành quang mang bay tới tiểu viện kia, muốn mạnh mẽ xâm nhập. Người phương nào, muốn chết. Âm thanh trừ trưởng lão truyền tới, sau đó không gian khẽ nhúc nhích, thân ảnh khô gầy hiện ra, một trưởng đánh tới. Ha ha,
chết là ngươi đấy, lão đầu. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười lớn một tiếng, Kim Căng Quyền lập tức đánh ra, không gian chi lực hội tụ vào quyền phong, va chạm với trưởng lực. Hắn được Lý Vân Tiêu dặn dò biết rõ người này lợi hại, không dám vô lễ, vừa ra tay chính là một kích toàn lực, hoàn toàn không có nửa phần che giấu. Oanh! Hai lực lượng bá đạo tuyệt luân va chạm, cả quần yêu điện chấn động. Sắc mặt Trừ trưởng lão khẽ biến, hiển nhiên là người tới thực lực vượt qua dự đoán của hắn, hừ lạnh, một trưởng đánh qua, thân thể hóa thành một cơn gió lao tới. Trong lòng Hắc Liên Thiếu Hoàng cả kinh, lão nhân này có thực lực còn hơn cả dự đoán của hắn, thậm chí còn muốn lợi hại hơn cả Mạc Tiểu Xuyên. May mắn kế hoạch của hắn là dụ địch mà thôi, sau khi đánh ra một trưởng thì không có ý định tái chiến. Lập tức lui về phía sau bỏ chạy xa xa. Một trưởng của hai người đã dẫn động đám người khác đang tu luyện, tổng cộng 4 người, vậy mà tất cả đều là võ đế. Trong lòng Lý Vân Tiêu đại chấn, tiểu viện này ẩn nấp 5 tên cường giả võ đế, chiến lực bưu hãn bực này, cho dù là tứ cực môn cũng không dễ dàng xuất ra được. Hừ, muốn chạy trốn, đã lộ chân dung thì phải chết, các ngươi lưu thủ ở đây, để tránh có người tới. Trừ trưởng lão nói ra lời này, háo thành một đạo quang mang đuổi theo phía sau. 4 người còn lại nhìn nhau, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, ẩn vào trong hư không. Lý Vân Tiêu mượn một chiêu đối công của hai người sinh ra chấn động, trực tiếp lẻn vào trong sân. 4 người này cũng chỉ là võ đế nhất tinh mà thôi, cho dù không có khí lưu chấn động, muốn phát hiện hắn cũng không dễ, trừ phi là người tu luyện công pháp đặc biệt. Vũ và Lê Thủ hộ cửa ra vào phong ấn, đồng thời bị chấn động kia làm giật mình. Lê lắc đầu nói, không phải Lý Vân Tiêu, nhưng mà người này cũng không đơn giản, vậy mà tới lúc này mới bị ta phát hiện. Ân, đám người còn lại cứ mặc kệ, để người tứ cực môn đi ứng phó. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thở, lần này nhất định phải đánh chết Lý Vân Tiêu. Trên mặt Vũ hiện ra thần thái kiên quyết, chẳng quan tâm tới khí tức xa lạ kia. Lê cũng an tĩnh lại, tĩnh tâm chờ đợi. Lý Vân Tiêu bước vào trong tiểu viện kia. Nơi đây cũng không khác gì nơi ở bình thường, ở bên trong gian phòng nhỏ có nguyên lực ẩn ẩn chấn động, hắn vội vàng đi qua. Chỉ thấy trong phòng vô cùng vắng vẻ, một trận pháp màu đỏ hiện ra, một thân ảnh quen thuộc đang tu luyện trong đó, Lý Vân Tiêu nhìn thấy người nọ thì thiếu chút nữa nôn mửa ra, đúng là Vũ Văn Cao đã lâu không gặp, nhìn qua đã lên tinh thần rất nhiều. Giờ phút này Vũ Văn Cao ánh mắt hàm tình nhìn qua Đường Kiếp, dịu dàng nói. Đường công tử lời ấy có ý gì? Thiếp thân nghe không rõ. Âm thanh ỏn ẻn kia làm Lý Vân Tiêu thiếu chút nữa rơi ra khỏi hư không, nghe xong toàn thân rét run, muốn nôn mửa. Đường Kiếp thì tỉnh táo hơn nhiều, có lẽ do tiếp xúc nhiều, hắn nhàn nhạt nói ra. Còn cần ta mở miệng nói sau, những yêu tộc này cũng chỉ muốn rút lực lượng đặc thù của ngươi mà thôi, nói trắng ra, ngươi chỉ là gia súc bọn chúng nuôi, tùy thời chờ đợi làm thịt. Cũng hoặc giống như một cây linh dược, tùy thời bị rút ra làm thuốc. Trên mặt Vũ Văn Cao như hoa đào, nhưng lại u oán thở dài một hơi, chân thành đứng dậy, đi đến bên người Đường Kiếp, thân thể nhẹ nhàng dán lên, một tay càng trực tiếp khoác lên vai Đường Kiếp, buồn bã nói. Biết rõ thì như thế nào, ai kêu từ xưa tới nay hồng nhan bạc mệnh chứ? Lý Vân Tiêu một tay bụng lấy miệng mình, toàn thân phát run, chỉ cảm thấy kiên nhẫn sắp tới cực hạn nhưng càng làm cho hắn sợ hãi là. Đường Kiếp vậy mà không trốn không né, ngược lại đưa tay qua văn vê. Vào lúc này Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy tiết tháo mất hết, tinh thần như bị hủy, đầu óc phát mộng, ngay sau đó Vũ Văn Cao cũng không rõ là chủ động bị Đường Kiếp nắm hay tự động làm vậy, trực tiếp ngồi trên đùi Đường Kiếp. Lý Vân Tiêu che miệng, nhắm mắt lại, rất sợ mình nhìn thấy cái gì đó buồn nôn, nhưng âm thanh của hai người không ngừng truyền vào tai làm toàn thân của hắn nổi da gà. Ta có một phương pháp làm hồng nhan không bạc mệnh, không biết ngươi có chịu thử không? À, Đường công tử, ngươi thật tốt với ta. Ai, mỗi ngày gặp ngươi buồn rầu không vui, ta cảm thấy nội tâm thống khổ. Thực, ta trước kia vì sao không nhìn ra? Không nói, nếu ngươi tin được ta, hiện tại nên nhanh bắt đầu đi. Không nha, người ta còn muốn ôm ngươi nhiều hơn, hôn ta nhiều hơn một chút. Còn nhiều thời gian, hai chúng ta nên tính kế lâu dài, cần gì sớm chiều tương ngộ. Được rồi, ta đều nghe theo ngươi. Sau đó dường như hơi an tĩnh lại. Lý Vân Tiêu muốn mở mắt ra lại không dám, sợ thấy cái gì đó làm cho hắn không nhịn nổi, sẽ trực tiếp bạo lộ chính mình. Quả nhiên rất nhanh có tiếng thở dồn dập truyền tới,
hai người thở gấp làm cho Lý Vân Tiêu cảm thấy da đầu run lên. A! À, lúc này truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Vũ Văn Cao, toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, đột nhiên trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy hai người ở trần, miệng kề miệng, một đạo hào quang màu đỏ không ngừng từ trong miệng Vũ Văn Cao bị đường kiếp hút vào. Ngươi, ngươi, vì cái gì? Vũ Văn Cao lộ ra thần sắc thống khổ, sắc mặt càng ngày càng trắng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vì cái gì, Vũ Văn Cao, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra công pháp của ta sao? Tham thiên tạo hóa dương dương quyết A. Đường kiếp vừa hấp thu lực lượng của Vũ Văn Cao, vừa giữ tợn nói. Lực lượng này, ta rốt cuộc đã đạt được. Toàn thân Vũ Văn Cao vô lực run rẩy nói. Ngươi, ngươi không phải đường kiếp. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Loại cảm thụ bị hấp thu lực lượng này rất thống khổ. Chẳng lẽ ngươi là, ca ta? Không sai. Đường kiếp lạnh lùng nói. Ta chính là người tử thần cung, nhưng cũng không phải ca ca biến thái của ngươi phái tới. Ánh mắt của hắn lửa giận ngút trời, thấp giọng quát ầm lên. Ca của ngươi tên biến thái kia đã bị ta xé xác ném cho chó ăn rồi, hiện tại tới phiên ngươi. Trong mắt Vũ Văn Cao tràn ngập sợ hãi, không ngừng giãy giụa, nhưng bất đắc dĩ đường kiếp còn cường đại hơn hắn, mà hắn không thể động đậy, chỉ có thể chậm rãi cảm thụ tính mạng trôi qua, lẳng lặng chờ chết. Trong mắt đường kiếp mang theo khoái cảm ngược đãi, nhịn không được cười ha hả, nói. Ha ha, lực lượng thật mạnh, hai huynh đệ biến thái của ngươi rất tốt, khó trách đám yêu tộc đáng chết nuôi nhốt ngươi, sau khi ta hấp thu lực lượng của ngươi, ngươi sẽ được giải thoát triệt để, không cần cảm ơn, thỉnh gọi ta là Lôi Phong. Hồng nhan bạc mệnh, 1. Vũ Văn Cao đã nói không ra lời, chỉ có thể lẳng lặng nghe đường kiếp tự thuật. Sau khi hấp thu lực lượng kỳ dị trên người của các ngươi, ta liền có thể mang chúng hợp hai làm một, trùng kích cửu thiên võ đế, cho tới bây giờ nó là cảnh giới ta chưa từng tưởng tượng qua, vậy mà dễ như trở bàn tay, những thứ này là của ta, là ta nên được, chúng là đám biến thái các ngươi đền bù cho ta. Sắc mặt đường kiếp càng ngày càng điên cuồng, càng nói càng kích động, nói. Ta vốn chỉ là thiếu niên quý tộc, chỉ muốn kế thừa một phần di sản quý tộc, lại bị cửu nhân ép tới tuyệt lộ, thời điểm ta đạt được tử thần lệnh. Ta cho rằng mình đã nhìn thấy hy vọng, thời điểm ta mang theo hy vọng báo thù tìm tới các ngươi, ai biết dĩ nhiên là đi vào địa ngục, triệt để hủy đi, hủy tiết tháo của ta, hủy cả đời của ta. Ngươi, ngươi là... Dường như Vũ Văn Cao đã biết người này là ai, âm thanh run rẩy. Đường kiếp tiếp tục nói. Đám biến thái các ngươi tự cho rằng nó là chuyện rất thoải mái, nhưng trong mắt người bình thường chúng ta thì đó là địa ngục chân chính, chỉ là sống tạm bợ qua ngày, rốt cục hết khổ. Ta cũng mang môn kỳ công biến thái của các ngươi luyện thành, không chỉ có đạt được toàn bộ lực lượng của ca ngươi, còn triệt để khống chế tử thần cung, ta nhận hết lăng nhục từ tử thần cung, cả đời này ta sẽ không quên, đây là ác mộng của đời ta, ta hận các ngươi, càng hận cừu nhân của ta, nhưng nếu không có hắn, ta cũng không rơi vào cảnh này. Ta đã mang ca ca của ngươi còn sống bâm nát ra, để cho hắn nhìn thấy từng phần cơ thể bị chó hoang sơ tái đi. Không cần sợ, tiếp theo sẽ tới phiên ngươi. Sau khi lấy được lực lượng của ngươi, kết hợp với lực lượng của ca ca ngươi, đây mới là nguyên vẹn, mới có thể giúp ta trùng kích cảnh giới cao hơn cửu thiên võ đế. Tâm tình đường kiếp dần dần bình tĩnh lại, hấp thu gần tới cuối cùng, hắn lạnh lùng nói. Tuy thuật biến hóa mô phỏng này có sơ hở, nhưng nếu không phải bản tính đám biến thái các ngươi nhìn thấy nam nhân thì mất đi cảnh giác, ta làm sao dễ dàng đắc thủ như vậy. Sắc mặt của hắn chậm rãi biến hóa. Khôi phục bộ dáng tuấn tú, lạnh giọng nói. Chờ khi ngươi chết đi, ta sẽ tiếp tục giết người, là giết đại cừu nhân đẩy ta vào cảnh vạn kiếp bất phục này, Lý Vân Tiêu. Sau khi triệt để khôi phục dung nhan, bộ dáng còn tốt hơn đường kiếp vài phần, cũng mang theo nét xinh đẹp của nữ tử, trong đôi mắt lại mang theo sát khí lạnh như băng. Lý Vân Tiêu cũng ngây người, người trước mắt chính là Lý Giật đã mất tích nhiều năm. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra bi thương thay cho Lý Giật, tuy Lý Giật là tiểu nhân hèn hạ, nhưng ít ra cũng là đàn ông chân chính, tại Thiên Thủy Quốc càng là nhân kiệt, không ngờ rơi vào kết cục bi thảm này. Đúng như lời hắn nói, đây là địa ngục chân chính. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, thật không biết hắn làm sao sống tới bây giờ. Phanh! Lực lượng của Vũ Văn Cao bị hút sạch, thi thể khô quắt rơi xuống đất. Lý Giật thở sâu, trong mắt mang theo tinh quang. Nhịn không được muốn cất tiếng cười to, nói. Ông trời thật là bất công,
lại mang lực lượng cường đại như thế ban cho hai tên biến thái, cần phải hợp hai làm một mới được, thật cường đại, chưa bao giờ ta cảm thấy lực lượng cường đại như thế. Ánh mắt phẫn hận của hắn nhìn qua Vũ Văn Cao, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chết thì không có chuyện gì sao? Hắn đang định tiến lên hành hạ thi thể, đột nhiên trong ánh mắt hàn khí lóe lên, hừ lạnh nói. Thậm chí có người đến, xem như ngươi gặp may. Oanh! Cánh cửa căn phòng bị nghiền nát, hóa thành cho bụi bay tứ tung, mấy tên võ giả xông tới. Người cầm đầu chính là Đường Kiếp cùng Lê, sau lưng còn có bốn tên cường giả võ đế. Thì ra Lê ở cửa vào phong ấn cảm thấy khí tức của Vũ Văn Cao đột nhiên biến mất, hắn kinh hãi đã bất chấp bảo hộ cửa vào phong ấn, lưu lại một mình Vũ ở đó, nàng vội vàng chạy đến. Mà nhìn thấy Đường Kiếp nói chuyện với bốn gã võ đế, bây giờ nhìn thấy một Đường Kiếp khác đã tiến vào, biết việc lớn không tốt, mấy người liền vội vàng xông tới. Lê nhìn qua thi thể Vũ Văn Cao trên đất, cảm thấy chóng mặt. Oanh! Lý Dật không nói hai lời, lập tức chấn vỡ vách tường, thân thể lao ra ngoài. Bắt lấy hắn. Đường Kiếp vừa thấy Lý Dật muốn chạy trốn, càng giận tím mặt. Hắn hôm nay liên tiếp không thuận, vốn thiếu yêu tinh, sau đó Lý Vân Tiêu cướp lấy tinh nguyên vạn cổ trường thanh thụ, hiện tại còn bị một tên tiểu bối giết Vũ Văn Cao, hắn tức giận sắp nổ tung lên. Bốn gã võ đế lao ra, Đường Kiếp cũng lập tức lao ra. Lê ở lại kiểm tra thi thể Vũ Văn Cao, xác thực đã chết không thể chết lại, lập tức kinh ngạc đứng đó, thất thần nói. Làm thế nào cho phải, lực lượng mẫu khí mất đi, làm sao bàn giao với thương đại nhân đây? Nàng cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra lần nữa, cau mày nói. Xem bộ dáng này hình như là bị rút sạch lực lượng mà chết, nếu là như thế, trên thân kẻ vừa rồi có lực lượng mẫu khí. Lê nghĩ vậy, lập tức chạy ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người biến mất, Lý Vân Tiêu mới đi ra khỏi nơi ẩn nấp, nhìn thi thể trên mặt đất, thở dài, nói. Cũng xem như quen biết một hồi, hỏa táng giúp ngươi vậy, để tránh bị người ta chà đạp. Hắn giơ tay lên, hỏa diễm bay ra thiêu đốt thi thể. Sau đó hắn hơi cảm giác phương hướng, liền chạy ra bên ngoài. Động tĩnh lớn nhất cả không gian thuộc về Hắc Liên Thiếu Hoàng bị Trừ trưởng lão truy đuổi, hai người thực lực kém quá lớn. Hắc Liên Thiếu Hoàng bị bức bách phải chạy thục mạng, dù vậy, cũng cực kỳ nguy hiểm. Này, lão đầu, không đánh không được sao? Hừ, hiện tại cầu xin tha thứ, muộn rồi. Cầu xin tha thứ, ai cầu xin tha thứ? Ta chỉ nói không đánh, mọi người ở chung hòa thuận. Trừ trưởng lão sao để ý tới hắn, dốc sức liều mạng đuổi theo, nội tâm của hắn càng buồn rầu, đối phương một lòng chạy trốn, hắn không thể làm gì. Dừng tay! Đột nhiên một giọng nói vang lên, Lý Vân Tiêu xuất hiện trước mặt Trừ trưởng lão, khẽ cười nói. Lão đầu, người ngươi thủ hộ đã chết, còn có tâm tư chơi trốn tìm sao? Quả nhiên là tâm lý tốt, bội phục. Vân Thiếu. Hắc Liên Thiếu Hoàng vừa thấy Lý Vân Tiêu, đặc biệt là nhìn thấy tinh quang trong mắt đối phương, đã biết rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, vội vàng trở lại bên cạnh hắn, kêu lên. Lão nhân này quá ác, chiêu chiêu muốn giết ta à? Vân Thiếu ngươi nên dạy ta thêm vài chiêu, nếu không đã chết là nhỏ, ném mặt mũi của ngươi là lớn. Cái gì, Vũ Văn Cao chết rồi. Trừ trưởng lão chấn động, tức giận nói. Là ngươi giết. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta chỉ là võ hoàng, làm sao có thể giết được Vũ Văn Cao, hung thủ đang bị mọi người truy đuổi đấy, ngươi còn không mau đi hỗ trợ. Muốn giúp đỡ cũng phải bắt ngươi trước đã. Trừ trưởng lão tức giận nói. Hai người các ngươi mơ tưởng thoát ly quan hệ. Hồng nhan bạc mệnh, hai. Hắn lao tới đánh ra một trường. Đã biết rõ Vũ Văn Cao xảy ra vấn đề, hắn càng không nương tay, ra tay toàn lực. Đi. Lý Vân Tiêu sớm có chuẩn bị, bắt lấy Hắc Liên Thiếu Hoàng Thuấn Di rời khỏi. Di hình hoán vị. Trừ trưởng lão cả kinh, trên mặt lạnh như băng, lãnh đạm nói. Cho dù ngươi là bát giai thuật luyện sư thì hôm nay cũng đừng mơ thoát đi. Trường lực của hắn biến đổi, không gian khắp nơi cứng lại, dùng trường lực của hắn làm trung tâm, không gian co rút lại. Còn em ngươi, Lý Vân Tiêu mắng chửi, ngay trong lầu các không xa, hắn vốn định tận khả năng truyền tống rời đi, lại trường lực của Trừ trưởng lão đánh gãy. Nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Trừ trưởng lão quát một tiếng, thân ảnh lóe lên vài cái trên không trung, một trường hóa thành vạn đạo hào quang đánh tới. Lê đang đuổi theo Lý Dật thì nội tâm khẽ động nhìn qua phía lầu các chỗ Lý Vân Tiêu,
vội vàng thi triển bí pháp thông chi vũ. Vừa rồi Lý Vân Tiêu thuấn di đã bạo lộ vị trí của mình. Vũ vẫn thủ hộ ở cửa ra vào bất động như núi, trong giây lát mở mắt ra, trong mắt bắn ra hàn quang mạnh mẽ, thân thể lập tức xông lên. Kiếm quang trực chỉ tọa độ lê chỉ dẫn, nhân kiếm hợp nhất chém tới. Cùng một mục tiêu, hai đạo lực lượng kinh thiên cùng đánh tới, kinh phong đè ép qua, lầu các bên dưới nổ tung vài lần, hóa thành cho tàn. Lý Vân Tiêu dưới áp lực kinh thiên này, lên trời không đường, xuống đất không cửa, hắn trong tình thế cấp bách cũng không đường có thể đi, trực tiếp ném giới thần bi ra, kéo Hắc Liên Thiếu Hoàng cùng trốn vào bên trong. Ầm ầm, hai lực lượng khổng lồ va chạm nhau sau đó nổ tung, quần yêu điện trực tiếp bị nát bấy hơn phân nửa, rung động mạnh mẽ lan tràn ra, không gian tan vỡ giống như đậu hủ. Giới thần bi bị hai lực lượng này oanh kích rung động một hồi, hình thể bỗng nhiên biến lớn, giống như phong bi bất hủ trấn áp đại địa. Bóng dáng Lý Vân Tiêu hiển hiện trên thân bia, một trường vỗ vào giới thần bi, phong lực mạnh mẽ sinh ra, không gian bốn phía mục nát, đồng thời thu giới thần bi vào trong tay, thuận gió mà đi. Vũ cùng trừ trưởng lão nội tâm chấn động, Lý Vân Tiêu trốn trong vòi rồng màu xanh, mà gió mạnh này lại có thể hủ hóa vạn vật, làm cho bọn họ không dám tới gần, thậm chí trực tiếp che đậy thần thức của hai người, ngay cả thân ảnh Lý Vân Tiêu trong gió cũng không nhìn thấy. Đáng chết! Vũ nghiến răng nghiến lợi, Lý Vân Tiêu tiến bộ còn nhanh hơn dự tính của hắn, càng thêm kiên định quyết tâm phải giết hắn. Cho dù hôm nay võ đạo bị hủy, huyết mạch tổn hại cũng phải trừ bỏ ngươi. Vũ động sát tâm thật lớn, hào quang trên người bắt đầu mãnh liệt, một đạo huyết mạch màu đỏ kéo dài trên người của hắn, kiếm quang mang theo khí chất khát máu. Trừ trưởng lão nhướng mày, đồng thời lộ ra thần sắc suy nghĩ. Hắn sau một kích vừa rồi đã khoanh tay trước ngực, dường như không có ý định ra tay. Cũng không biết là khinh thường liên thủ hay là muốn xem động tác của Vũ. Hắn và những yêu nhân này không có cùng xuất hiện và nói chuyện, hắn chỉ nghe lệnh của đường kiếp mà thôi. Kiếm, 11. Vũ thét dài một tiếng, kiếm quang đại thịnh, phát ra tiếng xé gió bén nhọn, một kiếm chém vào khe hở màu đỏ, truy tung theo. Thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra trong gió mạnh, giới thần bi bị hắn cầm vào trong tay, cười lạnh nói. Vũ, ngươi muốn giết ta, mà ta cũng muốn giết ngươi, nhưng giờ phút này còn không phải lúc giết ngươi, hiện tại từ biệt. Trên người hắn sinh ra rất nhiều khí tức ất mộc, chính là tinh nguyên vạn cổ trường thanh thụ đoạt được trong tay đường kiếp. Oanh! Vũ chém ra một kiếm, trực tiếp xuyên thủng ngực Lý Vân Tiêu mà đi, kiếm quang sinh ra chấn động cường đại. Đồng tử Vũ đột nhiên co lại, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu cũng không có biến mất, hắn đã hóa lôi. Thân thể Lý Vân Tiêu ở trong ất mộc chi khí từ từ biến thành mờ nhạt, hắn nhìn qua vẻ mặt khiếp sợ của Vũ, nhẹ nhàng hóa thành lôi đình chỉ tay vào trán, lạnh nhạt nói. Thân hóa lôi đình, như là ngũ hành bổn nguyên, không phải cửu thiên đế khí không thể phá. Tuy nhiên người công kích không dưới đế khí, đáng tiếc đẳng cấp không tới. Gặp lại, hy vọng lần sau gặp lại là lúc lấy mạng của ngươi. Trong miệng hắn nói ra hai chữ. Lôi diệt. Oanh. Rất nhiều lực lượng lôi đình tụ tập trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu, đánh vào đầu lâu của Vũ, Vũ kêu thảm thiết sau đó lùi lại, điện quang toàn thân không ngừng lập lòe, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Lý Vân Tiêu sau một kích đắc thủ cũng không dám dừng lại, trực tiếp dựa vào lôi đình chi lực phá không mà đi. Đùng đùng. Điện quang không ngừng chớp động trên người, đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, lôi điện chi thân này bị lực lượng cường đại trấn áp, hành động cực chậm. Mà lực lượng này cũng không phải tới từ Lê và Trừ trưởng lão. Ánh mắt của hắn nhìn qua bên quần yêu điện chưa bị sụp đổ, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trừ trưởng lão nhìn thấy Vũ bị đẩy lùi, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, đang định ra tay, nhưng cũng như Lý Vân Tiêu cùng hoảng sợ nhìn qua một hướng, chỗ đó có một vật hình tròn bay ra, tản mát khí tức khủng bố, vậy mà tập trung vào Lý Vân Tiêu. Hừ, đã sửa tốt chưa? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lại. Viên cầu này chính là hồn thiên nghi, cẩn thận nhìn qua thì nó đã khôi phục như cũ, không biết bọn chúng tu bổ như thế nào. Lý Vân Tiêu nhìn thấy điểm ấy, nội tâm chấn động, cũng không dám vô lễ nữa, vội vàng vận dụng giới thần bi, mở lực lượng ba đại giới vực ra, ba lực lượng kinh khủng truyền ra, ngưng tụ thành dây thừng trên không trung, trực tiếp đánh về phía hồn thiên nghi. Oanh! Không gian chấn động mạnh mẽ, hồn thiên nghi cũng dừng lại một chút, dường như thật không dám tới gần. Lý Vân Tiêu thừa cơ hóa thành lôi đình đánh phá phong ấn rời đi.
Trừ trưởng lão nhướng mày, hắn đồng thời cảm nhận được hai huyền khí này tà dị bất thường, thực sự không thể nói là không đúng chỗ nào, hắn mặc dù khinh thường liên thủ, nhưng mà không thể trơ mắt nhìn Lý Vân Tiêu đào tẩu, cũng hóa thành hào quang đuổi theo. Hồn Thiên Nghi bị lực lượng giới thần bi ngăn cản, nó quay mấy vòng sau đó đuổi theo. Giờ phút này Đường Kiếp đang đuổi bắt Lý Giật, vậy mà chẳng biết lúc này xuất hiện trước cửa phòng ấn. Dày vò trong Tử Thần Cung lâu như vậy, trừ bị tra tấn không thuộc về mình ra, các loại bản lĩnh của thích khách hắn học không ít. Ám sát, tàng hình, chạy trốn các loại thủ đoạn gần như nhất lưu, bị rất nhiều cao thủ truy đuổi, vậy mà để hắn chạy ra một con đường. Khí tức màu đỏ sinh ra trong tay Lý Giật, một đạo hình cung hiện ra, đột nhiên hình thành trưởng lực mạnh mẽ đánh vào phong ấn ở cửa. Oanh! Không gian lắc lư một hồi, bầu trời chậm rãi xuất hiện lối đi, nó giống như kẹo đường bị phá ra một lỗ nhỏ, nhưng mà lỗ nhỏ này nhanh chóng khép lại. Đám yêu thú các ngươi, hôm nay mang khuất nhục cho ta, ra ghi nhớ, ngày khác ta vấn đỉnh võ đế lại tìm các ngươi thanh toán.